chương 61. Không một quá khứ tìm ngươi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trương Đông hút tịnh không có thay đổi gì, Tuấn Lãng trên mặt còn trước đây như nhau sạch sẽ, thấy ta thời gian đứng ở nơi đó sửng sốt. Ta cũng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến hội như thế khéo, thế nhưng ở bệnh viện trong đại lâu gặp phải Trương Đông hút. Tiểu đệ bóng dáng đều không thấy, ta nếu không phải là vội vã truy tiểu đệ cũng không lại ở chỗ này đánh lên người, bất đánh lên người cũng sẽ không gặp phải trương đông hút. Ngươi đi đường nào vậy không có mắt, có ngươi như thế liều lĩnh người sao? Lên niên kỹ nữ nhân hung hăng trợn mắt nhìn ta liếc mắt một cái, quở trách hai ta câu mới ly khai, mà ta một mực xin lỗi, nói xin lỗi xin tha thứ. Nữ nhân bỏ đi sau ta mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đứng ở mấy bước chỗ trương đông hút, trương đông hút mặt màu xám tu thân bộ đồ, màu trắng ăn mồi áo sơ mi, áo khoác mở rộng nút buộc, bên người cũng không có người chỉ có một mình hắn, cầm trong tay một phần CT phiến tử. Đối mặt Trương Đông Húc ta nghĩ ta duy nhất biểu hiện chính là đạm nhiên bỏ đi, mà không phải mặt đối mặt trần trừ đứng. Nhưng khi ta vừa mới mại khai bước chân tính toán lúc rời đi, Trương Đông Húc lại đến gần ta nói nói. Trở về lúc nào? Dường như vượt qua ngàn năm thanh âm, có chút cửu viễn, ta thậm chí nghe không rõ Trương Đông Húc thanh âm tốt hay xấu, là ôm nhu vẫn là lãnh đạm ta còn có việc ta đi trước lưu lại cũng không biết nên nói cái gì trả lời lúc nào trở về cũng sẽ xấu hổ đã không có phía dưới lời vậy ta lưu lại lý lại vì cái gì ta có một chút không kịp đợi muốn rời khỏi lại ở vòng khai trương đông hút thân thể trong nháy mắt nghe thấy trương đông hút lại một lần nữa hỏi thế nào đến loại địa phương này tới ta không biết có phải là của ta hay không thính giác xuất hiện vấn đề thế nhưng nghe thấy trương đông hút run rẩy thanh âm nhưng ta lại không có dừng bước lại, rất nhanh ly khai. Ta vừa đi một bên móc ra trên người di động, ta tìm không được tiểu đệ vị trí cụ thể, ta phải gọi điện thoại cho tiểu đệ. Ngươi đang ở đâu? Điện thoại vừa chuyển được ta liền không thể chờ đợi được hỏi tiểu đệ. Hô hấp nội khoa, trên người ta không mang tiền tỉ ngươi giúp ta đi đăng ký, ta quên mất. Tiểu đệ nói liền cúp điện thoại. Hô hấp nội khoa đăng ký có phải hay không muốn tới dưới lầu đi? nơi này là lầu ba, ta một bên tìm một bên rất nhanh chạy hướng về phía thang máy địa phương, tới thang máy lập tức tiến thang máy, ngoài ý muốn trương đông hút cũng theo vào thang máy. nhìn thấy trương đông hút ta lui về phía sau một bước tịnh ngẩn đầu nhìn trên thang máy nhảy chuyển con số, trương đông hút lại nhìn ta vẫn không có rời đi hai mắt. ta có chút khẩn trương, vốn tưởng rằng gặp lại sẽ không đang khẩn trương, nhưng ta đánh giá cao chính mình lại lần nữa nhìn thấy Trương Đông Húc không chỉ còn khẩn trương, hơn nữa khẩn trương còn một chút cũng không có giảm bớt. Cũng may cửa thang máy rất nhanh liền mở ra, ta rất nhanh vòng mở Trương Đông Húc tịnh chạy đi lầu một đăng ký xử, xếp hàng người không có mấy người, nhưng vẫn là muốn xếp hàng. Ta đứng ở người thứ năm vị trí, mà Trương Đông Húc đứng ở ta phía sau. Ai sinh bệnh? Cảm giác của ta không tốt, nhưng Trương Đông Húc Thiên ở ta mất hồn mất phía thời gian mở miệng hỏi ta, hỏi ta càng thêm tâm thần không yên. Ta cũng không trả lời cúi đầu mở bao lấy ra ví tiền, tịnh chuẩn bị tìm ra tiền lẻ đăng ký. Vì sao không có và mộ dung tẩn cùng nhau? Trương Đông hút lời nhượng ta bất khẩn trương như vậy, cũng bình tĩnh rất nhiều, nhưng ta vẫn không trả lời. Rốt cuộc đến phiên ta, ta giao tiền lĩnh bản liền xoay người đi cửa thang máy, trực tiếp tiến thang máy. Đệ đệ ngươi ở trong bệnh viện. Trương Đông hút hỏi lại cùng tiếng trong thang máy, ta như trước không nói chuyện, hai mắt nhìn trên thang máy con số nhảy chuyển. trong thang máy người rất nhiều, có chút chen chút, một người đột nhiên chen một chút, thân thể của ta bởi vậy đụng tiếng hiểu rõ trương đông hút trong lòng, mà trương đông hút giống như là sớm có chuẩn bị như nhau đem ta đơn giản ôm vào sông trưởng trong. ta là đột nhiên cảm thấy khủng hoảng, dùng sức đẩy trương đông hút một chút, trương đông hút thân thể về phía sau đánh tới, vốn tưởng rằng trương đông hút hội đánh vào thang máy vách tường trên sàn lại bởi vì cửa thang máy mở thối lui ra khỏi thang máy. Nhìn ta Trương Đông Húc không nói một lời chỉ là đôi mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm ta xem, ta thậm chí hoài nghi Trương Đông Húc biết không biết mình là bị ta đẩy ra ngoài. Nhưng ta không có thời gian đi ấy nấy, ta còn muốn đi tìm tiểu đệ. Mấy bước liền đi ra thang máy, vừa đi một bên tìm kiếm hô hấp nội khoa, tìm một hồi ta tìm được hô hấp nội khoa biển số nhà, mới thư chậm một hơi tức đứng ở hô hấp nội khoa thầy thuốc cửa ban công gõ hai cái môn trương đông hút nhìn ta không có tới gần quá thân thể đứng ở ta cách đó không xa mời vào môn bên trong truyền đến mời vào thanh âm ta mới đẩy cửa đi vào tiểu đệ liền ngồi ở bên trong lam linh gương mặt đốt rất hồng thân thể dựa ở tiểu đệ trong lòng tỷ lam linh muốn nằm viện ta đi làm nằm viện ngươi chiếu nhìn một chút lam linh tiểu đệ nói muốn đứng lên ta lại không nhượng mà là đi đến thầy thuốc bàn công tác phía trước đem đăng ký bản cho thầy thuốc còn cần muốn làm cái gì giao cái gì chi phí ta hiện tại đi dưới loại tình huống này tiểu đệ chính là ly khai tâm cũng sẽ không an vẫn là ta đi những thứ này là đã khai tờ danh sách bệnh nhân cần làm lập tức nằm viện đánh đuổi đốt châm còn muốn làm mấy kiểm tra viêm phổi khả năng tính rất lớn nhưng trước muốn làm chính là làm nằm viện thủ tục thầy thuốc rất đơn giản giải thích cho ta một chút. Ta cầm lên mấy tờ ra trực tiếp đi cửa, vừa đi vừa nói. Đừng lo lắng, ngươi hồi bé phát sốt 42 độ cũng không không có việc gì. Tiểu đệ không nói chuyện, ông lấy Lam Linh theo ta ra cửa, ngoài cửa ta lại chưa gặp được người của Trương Đông Húc, cho nên ta cho rằng Trương Đông Húc đi rồi. Không có nửa điểm chần chừ ta đi dưới lầu giao khoản xử giải quyết nằm viện thủ tục, kể cả cái khác chi phí cũng cùng nhau đều lý thanh, sau mới đi nằm viện xử phòng bệnh tìm tiểu đệ. Thẳng đến 4 giờ chiều chung sau Lam Linh đốt mới xem như là lui, mà ta coi như là có thể thở một cái. Tỷ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta chiếu cố Lam Linh. Nói rất hay tượng chỉ có một mình ta mệt mỏi như nhau, hắn một chút cũng không mệt. Ta đi mua một ít ăn cho ngươi, một hồi Lam Linh khởi đến không phải cũng muốn ăn. Ta nói xoay người đẩy ra cửa phòng bệnh đi ra ngoài, đi xuống lầu trực tiếp đi bệnh viện đối diện tiểu quán cơm. Cũng không biết Lam Linh muốn ăn cái gì, sẽ theo liền mua điểm đồ công nhân thích ăn gì đó, nói trở về đồ công nhân không thích nhất ăn chính là cháo. Ở trong tiệm cơm đợi một hồi, trụ sư rất nhanh liền làm vài món thức ăn cho ta trang tới thức ăn nhanh hợp lý, trang túi mới ly khai đi bệnh viện, kết quả cửa bệnh viện lại gặp Trương Đông Hút. Thấy Trương Đông Hút kia một chốc kia cước bộ của ta chậm một ít, đi qua thời gian cố ý cách Trương Đông Húc có một khoảng cách, nhưng Trương Đông Húc giống như là biết ta sẽ đi chỗ đó như nhau, thế nhưng đi tới. Ta buổi tối không quay về, ở lầu 6, một hồi ta quá khứ tìm ngươi. Liền một câu nói như vậy, Trương Đông Húc nói xong xoay người trở về bệnh viện. Mà ta vẫn đứng ở tại chỗ ngẩn người, không rõ Trương Đông Húc đây là đang làm cái gì. Nỗi lòng thủy chung không yên, ngay cả ăn cơm chiều gặp thời hậu ta đều không có khẩu vị đi ăn, nhượng lam linh lỗi đã cho ta là bởi vì nàng mà ăn không trôi cơm còn muốn trái lại khuyên giải an ủi ta ta không sao ngươi đừng tổng banh gương mặt chẳng qua là phát sốt cảm mạo mà thôi ngươi xem ngươi hé ra khổ qua mặt thấy ta ăn không trôi cơm lam linh ký sắc theo tỉnh sau cũng rất tốt có thể lái được ta vui đùa chính là không có việc gì tiểu đệ ở một bên vẫn im lặng không lên tiếng vẫn luôn rất yên tĩnh ăn đông tây ta không sao chỉ là không nhiều đói. Ta xác thực bất cảm giác đói, thậm chí cảm thấy còn rất ăn no. Buổi tối ngươi lưu lại bồi ta." Đồ công nhân vừa ăn điên nhìn ta nói. "Ta lưu lại, tỷ ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ngày mai ngươi ở Bồi Lam Linh." Tiểu Đệ nói buông xuống bát đũa đứng dậy đi bên cạnh trên bàn cầm thủy uống một ngụm. "Bất tiện, ngươi trở lại nhượng tiêu nhiên lưu lại bồi ta, nếu không liền đều đừng để lại." đồ công nhân là có ý tưởng muốn tránh tiểu đệ, không muốn cùng tiểu đệ đơn độc ở chung. Vậy ta trở lại, tỷ, buổi tối nếu như có chuyện gì gọi điện thoại cho ta. Tiểu đệ cũng không có khăn khăn muốn lưu lại ý tứ, dặn dò mấy câu liền rời đi. Sau khi rời khỏi ta thu thập một chút mới đỡ Lam Linh nằm xuống nghỉ ngơi, nói như thế nào cũng dằn con một ngày, hơn nữa bệnh nhân vốn liền dễ mệt mỏi rã rời, Lam Linh không một hồi thời gian liền ngủ mà ta cũng đúng là hơi mệt chút. Lam Linh vừa mới ngủ hạ không lâu ta cũng nằm ở khác trên một cái giường đang ngủ, hoàn toàn quên mất Trương Đông Húc đã nói sẽ tìm đến lời của ta. Thẳng đến ban đêm cửa phòng bệnh bị đập vang lên thời gian ta mới tỉnh lại, tỉnh lại liền cao mày nhìn cửa phòng bệnh, mới đột nhiên nhớ tới Trương Đông Húc đã nói buổi tối hội tới tìm ta. Ta có chút khẩn trương, biết nhìn ngủ ở đối sàn Lam Linh, đồ công nhân là bị lăn qua lăn lại không nhẹ, một điểm tỉnh lại động tỉnh cũng không có, nhưng cửa còn đang một chút một chút gõ cửa. Ta xuống giường, cấp lam linh dịch dịch chăn đi đến cửa phòng bệnh. Trương Đông hút liền ở ngoài cửa, nhìn thấy ta đôi mắt ánh mắt chuyên chú đều có chút không chân thực. Ngủ. Trương Đông hút thanh âm không lớn, tự hồ cũng đang lo lắng đánh thức ngủ lam linh. Đề lời nói với người xa lạ. Thiên nhai đề cử một văn cấp thân môn, nhân vật nổi tiếng truy thê cũng điên cuồng, các giả tịch họa chỉ cần ở tiêu tương thư viện tìm tòi liền có thể tìm được, có thích hay không thân môn cấp đi phủng cái tràng, còn có, thiên nhai thay tịch họa cảm ơn thân môn. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 62 062 chưa từng quên Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhìn cửa chuyên chú trương đông hút của ta ta nghĩ quá muốn đóng cửa lại đem trương đông hút cách trở ở ngoài cửa nhưng đến cuối cùng ta còn là không có kiên trì đi ra phòng bệnh đóng cửa lại nhìn ta đóng cửa lại trương đông hút lập tức lôi tay ta tịnh kéo ta mau đi vài bước muốn rời khỏi mà ta lại ở trương đông hút kéo tay ta thời gian rút ra tay ta trương đông hút vì vậy mà quay người sang ngừng muốn dẫn ta ly khai hai chân ta nhìn trương đông hút đem trên người khoác áo khoác khỏa khỏa đi đến trong hành lang ghế tựa ngồi lên Lam Linh tùy thời hồi tỉnh. Cho tới bây giờ không muốn quá, muốn cùng Trương Đông Húc ở chung còn muốn cho mình tìm cái công khai mượn cớ, ta nhất định là cái rất dối trá nữ nhân, dối trá mình cũng khinh thường. Ta không biết Trương Đông Húc có hay không nhìn thấu ta lời nói dối, nhưng Trương Đông Húc lại ngồi xuống, ngồi xuống bên cạnh ta. Trương Đông Húc ngồi xuống vẫn nhìn ta, mà ta nhưng vẫn cúi đầu trầm mặt không nói. Ta không biết tại sao muốn ngồi ở chỗ này nhưng lại bất tự chủ muốn Trương Đông Húc ngồi ở bên cạnh ta. Không phải nói muốn lưu ở bên ngoài đến trường sao. Tại sao trở về? Đã trở về còn có đi hay không? Ngồi có một hội Trương Đông Húc mới mở miệng hỏi ta. Ta không nói chuyện, tự hồ sớm đã không có thói quen nói chuyện với Trương Đông Húc như nhau, chỉ là đang ngồi yên lặng. Ngươi đều không muốn biết ta vì sao lại ở trong bệnh viện, cũng không muốn biết ta xế chiều hôm nay trong tay City phiến tử là ai. Trương Đông Húc nói thân thủ đem ta trên trán rơi lả tả sợi tóc dịp ở tại sau tai, đầu ngón tay nhẹ xúc chốc lát ta ngẩng đầu nhìn Trương Đông Húc. Trương Đông Húc nhìn ta, một đôi thâm trầm con ngươi gợn nước đảng đảng xem kỹ ta, hỏi ta. Đệ đệ ngươi không có ký hợp đồng trò chơi công ty. Ta cúi đầu, như trước không trả lời. Bệnh có thấy khá hơn chút nào không? Ta hỏi quá thầy thuốc bệnh của ngươi chỉ cần bất tận lực áp chế tình tự, chậm rãi sẽ có sở chuyển tốt. Trương Đông hút thanh âm rất thấp, cũng rất nhẹ, lại không biết vì sao nhượng ngực của ta đè ép một hơi như nhau bị đè nén. Đúng rồi, đoạn thời gian trước ta đi Brazil nhìn thấy, dân bản xứ nói thủy tinh có thể an thần. Trương Đông hút nói theo trên người lấy ra một trong suốt thủy tinh dây xích tay. Ta hơi sửng sốt một chút, một cùng Trương Đông hút lòng bàn tay thủy tinh dây xích tay dời đi hai mắt. Ta vẫn mang ở trên người, còn tưởng rằng không có cơ hội tống xuất đi. Trương Đông Húc vừa nói một bên đem ta tay trái kéo đến trên đùi, đem thủy tinh dây xích tay đeo vào cổ tay của ta thượng. Trên cổ tay truyền đến hơi cảm giác mát, ta xem hướng về phía trên cổ tay trong suốt bạch thủy tinh, Trương Đông Húc còn nhớ. Trương Đông Húc cũng không có buông ta ra tay, mà là mở ra ta lòng bàn tay nhìn, ta trong lòng bàn tay trong khoảng thời gian này không biết vì sao cảm tình tuyến dài ra chặt cây, hơn nữa rắc rối phức tạp. Thường xuyên lên mạng trương đông hút chỉ bụng ở ta đầu ngón tay nhẹ nhàng ma xa hỏi ta tự hồ trương đông hút cái gì cũng có thể đủ biết như nhau ngay cả ta đầu ngón tay thường xuyên gõ bàn phím cũng có thể đủ biết trương đông hút ngẩng đầu nhìn ta liếc mắt một cái sau lại cúi đầu nhìn ta lòng bàn tay nhìn một hồi lại sau đem tay ta nắm ở tại trong lòng bàn tay trong hành lang đến quay lại đi đi qua vài người trương đông Húc hoàn toàn không có thấy những thứ ấy ánh mắt của người có bao nhiêu sao hiếu kỳ như nhau kéo tay ta đặt ở trên đùi, ngẩng đầu lên gối lên màu trắng trên vách tường. Ta vẫn nhìn quay lại vài người, cho nên không có phát hiện Trương Đông hút đang ngủ. Khi ta đợi không được Trương Đông Húc mở miệng nói chuyện ta mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Đông Húc mặt, mới phát hiện Trương Đông Húc thế nhưng nằm ngửa ở trên vách tường đang ngủ. Sạch sẽ trên mặt có rất đạm nhiên biểu tình, lại không phối hợp khóa tăng cường hai hàng lông mày, mày gian nhàn nhạt cuốn quyết lại không biết là vì ai. Ta cúi đầu, đôi mắt đỏ, không dám trác động một chút mắt, sợ nước mắt không tốt chảy xuống. Một cùng trên cổ tay thủy tinh, đột nhiên dời đi chỗ khác đầu, vẫn là nhịn không được rơi nước mắt. Trương Đông hút trong miệng cái gọi là đoạn thời gian trước là bao lâu, hắn cứ như vậy vẫn phóng ở trên người, nếu như ta không trở lại đâu. Một đêm kia Trương Đông hút vẫn ngồi ở bên cạnh ta đi ngủ, mà ta vẫn yên tĩnh không có động tới. Sáng sớm 5 giờ đồng hồ thời gian Trương Đông hút mở hai mắt ra, Ta lúc đó chính nhìn một nữ nhân dắt một cô bé tay ở trong hành lang lải nhải. Ngươi không nghe lời ở chạy loạn, ta liền đem ngươi đưa đến đại hôi lang trong nhà, đem ngươi uy sói ăn. Mẹ tự hồ bị nữ nhi làm rất đau đầu mới có thể khí nói lời như thế hù dọa tiểu cô nương. Ta không nên, hôi quá sói rất không dùng được, ta không nên cho hắn ăn. Nữ nhi nhìn qua 4 năm tuổi bộ dáng, sơ tròn tròn hai dứa phát bóng, rất bộ dáng quật cường phe phẩy trống bỏi đầu nhỏ, tiểu mô dạng thật đáng yêu. Ngươi không nên cũng vô ích, ngươi không nghe lời liền đem ngươi đưa cho vô dụng hôi quá sói, nhượng hắn đem ngươi nấu cấp hồng quá sói ăn. Mẹ rất nghiêm túc ngồi xổm xuống ôm lấy nữ nhi, tịnh ôm nữ nhi rất nhanh đi qua bên người. Mẹ thật là xấu, hoại. Gai dai không bao giờ nữa và mẹ chơi, gai dai muốn cùng đô đô bọn họ ngoạn. Nữ nhi còn rất có tính cách dời đi chỗ khác đầu, cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng ta nhịn không được cười, thế giới của con nít nhỏ luôn luôn rất kỳ dị, không muốn được ăn rụng đáng sợ, lại muốn ăn của nàng hôi quá sói có hay không dùng. Bất kỳ ta đột nhiên ngưng nụ cười, nhìn Trương Đông hút xuất thần hai mắt dời đi chỗ khác mặt, tịnh thu hồi tay của mình. Trương Đông hút không có ở kéo hồi tay ta, mà là đứng lên nhìn đồng hồ đối ta nói. Số di động của ta vẫn không có đổi quá, ta đi về trước, không còn sớm ngươi cũng nên nghỉ ngơi. Trương Đông Húc cứ như vậy âm thầm ly khai, nhìn Trương Đông Húc xoay người thời gian bóng lưng, lại nghĩ tới lần đó Trương Đông Húc tuyệt nhiên xoay người. Ta cúi đầu tay phải nhẹ nhàng hoạt động trên cổ tay hơi lạnh thủy tinh hạt châu, là bởi vì mất đi quá mới hiểu được có đáng quý, mới biết quý trọng là bao nhiêu không dễ dàng. Ngồi kỹ tiếng đồng hồ thân thể đều trở nên cứng ngắc, hoạt động một hồi mới đẩy cửa ra hồi phòng bệnh. Người thích Trương Đông Húc cái gì? Môn vừa mới đóng cửa trên giường bệnh Lam Linh liền ngồi dậy, ta nhìn khí sắc không biết được rồi bao nhiêu Lam Linh nói không kinh hải cũng không thể, ta rất kỳ quái Lam Linh là làm sao biết Trương Đông Húc đã tới, nhưng ta lại không có hỏi. Nhìn Lam Linh ta đi qua ngồi xuống một cái khác ta ngủ quá trên giường bệnh, suy nghĩ một hồi mới không đáp hỏi lại. Ngươi đâu? Ngươi thích hắn cái gì? Ngươi thật là giảo hoạt. Cùng đệ đệ ngươi như nhau lam linh trắng ta liếc mắt một cái giọng nói không phải rất rõ ràng nói sau mới hai tay gối lên sau đầu nói chân của hắn rất chắc lần này đáp thật có một chút dở khóc dở cười nói rất hay tượng nàng ngồi quá như nhau nhưng nếu như ngồi quá vì sao ta không biết ngươi ngồi quá ta vẫn hiếu kỳ vì sao lam linh luôn luôn nói lời như thế thật giống như nàng ngồi quá như nhau ngồi quá mấy lần lam linh nói thực sự như nhau nhưng ta lại không có để ở trong lòng. Lam Linh lời như thế ngay trước tiểu đệ mặt nói cũng không phải một lần hai lần, ta cũng không phải không biết. Ta cười cười cởi bỏ trên chân giày, nằm ở trên giường đắp lên chăn, nhắm mắt lại thời gian mới nói. Khi đó hắn đối ta cười, mặc dù hắn tịnh không nhớ, nhưng ta lại vẫn chưa quên quá. Trương Đông Húc có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, hắn lơ đẳng một tươi cười, thật sâu lay động một nữ hài tâm, mà cái kia nữ hài ở nhiều năm sau này còn không từng quên thật sâu nhớ đề lời nói với người xa lạ đặc biệt cảm tạ lu chen binh hoa thiên nhai đề cử một ca khúc cấp thân môn nếu là có hứng thú có thể đi nghe một chút là một video thiên nhai cố ý tìm một có tiếng trung phụ đề phía dưới là địa chỉ bởi vì hiện tại giảng giới muốn sửa đều phải thỉnh biên tập giúp cho nên thiên nhai chỉ có thể ở ở đây đem video địa chỉ phục chế thượng thân môn nếu như phục chế không được liền phiền phức tay động sao một chút, hoặc là đến khoai tây võng tìm, không thể nói yêu ngươi, tiếng Trung, Ngọc Châu Hiền. Ca danh là Không thể nói yêu ngươi, thiên nhai thích bên trong hai người nam nhân vật chính. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 063 khai bất bại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com lam linh ở trong bệnh viện ở ba ngày ba ngày thời gian vẫn là ta ở chiếu cố lam linh tiểu đệ không phải chưa từng tới mà là đã tới cũng chỉ có một lần ta cũng không phải là rất rõ ràng tiểu đệ suy nghĩ cái gì nhưng chính mình đệ đệ bao nhiêu còn có như vậy một điểm hiểu biết không phải hắn không muốn chỉ là hắn không thể có lẽ ở tiểu đệ trong thế giới lam linh xuất hiện là một sai lầm hơn nữa còn là ở lỗi thời gian xuất hiện một sai lầm Tiểu đệ trong lòng đúng là vẫn còn quên không được cái kia gọi tiểu nhục đoàn tử nữ hài. Ở tiểu đệ trong lòng tịnh không quan tâm sau này lộ có phải hay không có một người cùng cùng đi, mà là đang hồ là ai cùng hắn cùng đi. Chỉ là tiểu đệ vẫn không rõ, tình yêu đã bắt đầu từng bước một cắn nuốt tim của hắn. Yêu là rất không thể tưởng ra một loại đông tây, nó tới thời gian bất đồng, xuất hiện phương thức cũng bất đồng, mang đến hậu quả cũng bất đồng có đôi khi ngươi việc là muốn tới gần lại càng là cách càng xa cũng có đôi khi ngươi việc là muốn thoát đi lại càng là trốn bất khai mà đôi khi có vài người đơn giản liền có giống như là sắc nam châm như nhau chỉ cần bày đúng rồi phương hướng liền hội đơn giản hút đến cùng nhau nhưng nếu như bày sai rồi phương hướng cả đời này liền đô hội vô pháp tới gần chuyện tình cảm ai cũng không có biện pháp nói rõ ràng cũng không có dự tính thật có chút người lại luôn luôn ở tận lực trốn tránh giống như là tiểu đệ giống như là ta lại nói tiếp chúng ta này đối tỷ đệ thật đúng là người một nhà ngay cả mặt mũi đối cảm tình đều rất bị động chỉ biết trốn tránh ta yêu rất nghiêm túc nhưng vẫn là nói với mình tất cả cũng không thể sâu hơn yêu nhiều hơn nữa nghiêm túc cũng không có biện pháp thừa chịu được từng những thứ ấy vết thương mà tiểu đệ yêu cố chấp yêu vô lực cũng biết không có khả năng chính là hắn cố chấp nhưng vẫn là cố chấp chờ một sẽ không xuất hiện người vô căn cứ xa cầu thành tựu chỉ có thể là nhìn không thấy vết thương nhìn một bên gọi điện thoại vừa đi ra bệnh viện lam linh ta trầm ngâm nhăn khẩn mày một ngày nào đó tiểu đệ sẽ biết lừa gạt mình hội làm cho mình đau lòng thật lâu ta gọi điện thoại tới trở lại nói cho tiểu đệ lam linh hôm nay xảy ra viện nhưng tiểu đệ lại cũng không đến tiếp chúng ta lam linh lại gọi điện thoại cho gia gia của nàng lam linh nói muốn trở về ở một thời gian ngắn thuận tiện cấp gia gia sinh nhật nhưng Lam Linh nói gia gia của nàng sinh nhật ở tháng 11 lý. Tháng 11. Hiện tại mới 9 tháng, Lam Linh muốn lúc nào mới có thể trở về. Cúp điện thoại Lam Linh xoay người nhìn ta đi tới, tịnh nhìn ta hỏi. Ngươi có đi không? Đi đâu? Ta có chút buồn cười, Lam Linh về nhà đi, ta cùng nàng trở về làm gì? Nhà ta, gia gia ta rất tốt khách, ngươi cùng ta trở lại ta giới thiệu các ngươi biết không tốt sao? lam linh vừa nói vừa đem trong tay ta hành lý bao cầm quá khứ xoay người đứng ở cửa bệnh viện nhưng ta phải đi về chiếu cố đệ đệ ta ta chẳng qua là ngượng ngùng đi quấy rầy lam linh da da và ta cũng tới này một bộ ngươi bình thường đều là vương tiêu phong chiếu cố ngươi ta lúc nào thấy ngươi chiếu cố vương tiêu phong lam linh trác động một đôi coi được mắt nói ta có một chút xấu hổ một chút mặt mũi cũng không cho ta lưu ta cứ như vậy không dùng được không đúng tí nào ngươi đừng nói ta cái gì cũng không được không đúng tí nào tựa được ta có một chút không cam lòng đi tới lam linh bên người đôi mắt ở trên đường nhìn 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 có cũng không đến xe taxi hảo hồi nơi ở vậy là ngươi có đi hay là không a à? lam linh nhìn ta vẻ mặt buồn cười bộ dáng kia thật có vài phần và tiểu đệ chỗ tương tự nhìn người không đứng đắn thời gian hai người rất giống ta có chút hoài nghi có phải là người hay không cùng một chỗ ở chung quá lâu cũng sẽ bị lây thói xấu nếu không lam linh nhìn người ánh mắt và tiểu đệ không đứng đắn thời gian ánh mắt tại sao có thể có một chút tượng cần phải nói cùng một chỗ lâu cũng sẽ bị bị nhiễm vậy ta vì sao không có bị tiểu đệ bị nhiễm ta trở lại và tiểu đệ thương lượng một chút cũng không thể ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền theo lam linh đi thôi ngươi có còn hay không điểm chú ý ra cái môn cũng muốn hỏi đệ đệ ngươi rốt cuộc nhà các ngươi ai là ai tỷ tỷ, ai là ai đệ đệ. Lam Linh song tay chống ở quần thường trong túi, đôi mắt nhìn trước cửa bệnh viện quay lại xe, nói nhiễu khẩu lệnh như nhau. Tùy tiện ngươi nói như thế nào, chúng ta hay là trước trở lại, chờ ta hỏi tiểu đệ ở làm quyết định. Ta nói lôi Lam Linh một chút, xe taxi tới. Lên xe Lam Linh hỏi ta một câu. Nhà các ngươi cái kia trương đông hút thế nào cũng không nói ra đến tống tống ta, hắn không có xe sao? Chớ nói nhảm. Cảm thấy bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lam Linh, đối Lam Linh miệng vô ngăn cản đã đến không thể tránh được tình hình. Là ta nói bậy sao? Lam Linh mắt trừng được chuông đồng đại tiểu, thật giống như ta nói thiên đại lời nói dối như nhau, nhưng ta cuốn quyết rời đi chỗ khác đầu. Người nói trương đông hút mỗi ngày buổi tối không ngủ được ở ngoài phòng bệnh đẳng ai đó. Lam Linh quả nhiên là biết, Thảo nào mỗi ngày buổi tối một buồn ngủ liền nói trong hành lang chuyện ma quái, thì ra là ý tứ này. Ngươi vẫn luôn biết. Ba ngày Trương Đông Húc mỗi lần tới Lam Linh đều biết. Biết ngươi và đệ đệ ngươi tối tượng là địa phương nào sao? Lam Linh không trả lời lời của ta, mà là hỏi một mình ta không liên quan gì vấn đề. Ta nhìn Lam Linh lắc lắc đầu, không biết Lam Linh chỉ chính là kia một mặt. Lam Linh thu hồi nụ cười trên mặt, giờ đi chỗ khác mặt, thanh âm khó có được có một điểm tan thương. Lừa mình dối người. Thật đúng là nhất châm kiến huyết, ta ở không nói chuyện, nhìn mặt hướng cửa sổ xe Lam Linh thật lâu mới quay đầu, Lam Linh hẳn là luyến tiếc tiểu đệ mới đúng, nhưng nhưng vẫn là vô pháp lắng lại trong lòng không cam lòng. Lam Linh loại tính cách này nữ hài, muộn không hé răng hội muộn phá hủy nàng, ly khai có lẽ là một chuyện tốt. Xuống xe thời gian Lam Linh không đợi ta liền đi vào công ty nhà xưởng, ta thanh toán tiền xe mới cùng quá khứ kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy lam linh nhìn một người nam nhân cẩn thận xem kỹ một đôi lưu ly tựa được đôi mắt sáng lý đều là một chút đùa dẫn vị đạo ta hơi sửng sốt như vậy một chút không ngờ bạch hạo vũ còn gặp phải ở trong này ta cho rằng lần trước tiểu đệ đã nói với bạch hạo vũ rất rõ ràng không ngờ bạch hạo vũ lại tới ta thật là hâm mộ một số người a à. hoa đào thế nào mỗi ngày khai bất bại đâu Lam Linh đùa dẫn trong mắt theo Bạch Hạo Vũ đỉnh đầu vẫn nhìn thấy lòng bàn chân, ta cũng hoài nghi nàng có hay không nhìn thấu mắt có thể xem thấu Bạch Hạo Vũ một đôi giày. Vừa vặn tiểu đệ đẩy ra dưới lầu tiểu hắc ốc môn nhìn thấy màn này, ta hơi sửng sốt một chút, kêu một tiếng Lam Linh. Làm sao vậy? Lam Linh lơ để nhìn ta liếc mắt một cái, đáp ở Bạch Hạo Vũ trên vai cánh tay lại không có lấy ra. Lam Linh, ngươi tiến vào một chút. Tiểu đệ yên lặng nhìn ta liếc mắt một cái xoay người hồi tiểu hắc ốc. Lam Linh lúc này mới lấy ra bạch hạo vũ trên vai cánh tay nhìn ta, cầm trong tay hành lý bao ném cho ta, xoay người đi tiểu hắc ốc, nhìn tiểu hắc ốc môn quan thượng ta mới ngẩng đầu nhìn bạch hạo vũ. Bạch hạo vũ trong cùng một lúc cũng nhìn ta, bất thêm che giấu ánh mắt nhượng ta có một chút không thoải mái, do đó rời đi chỗ khác mặt nhìn nhìn dưới lầu chính nhìn ta và bạch hạo vũ mười mấy người. Không nói chuyện ta quay người đi đi cửa, đẩy cửa ra thẳng tiếp đi ra ngoài, cũng không thể cứ như vậy đứng, huống hồ, bạch hạo vũ tự hồ không riêng gì cho ta tìm phiền phức, còn có Lam Linh. Nguyên bản ta là tính toán và bạch hạo vũ hảo hảo nói rõ ràng, lại thế nào cũng không ngờ vừa mới đi ra khỏi cửa liền thấy được dừng xe tử, đẩy cửa xe ra xuống xe trương đông hút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 64 064 thấy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trương đông Húc tới có chút đột nhiên ta không muốn quá trương đông hút hội đơn giản tìm được ta tìm được ta ở ở nơi đó mặc dù trước đây trương đông Húc cũng rất nhanh liền đi tìm ta nhưng dù sao cũng là trước đây hơn nữa ta cũng mới vừa trở về không thể nghi ngờ trương đông Húc có thể nhanh như vậy tìm đến chỉ có hai khả năng một là đã sớm gọi người theo tiểu đệ đã tới một là trương đông hút là theo chân ta và lam linh tìm được ở đây nhìn đã đi tới trương đông hút ta cúi đầu nghĩ nghĩ nhưng nghĩ tới trương đông hút đi tới trước mặt cũng nghĩ không ra một cái gì kết luận cũng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mắt sắc mặt có chút khó coi trương đông hút ta đã thật lâu không có thấy quá trương đông hút lúc này khó coi khuôn mặt ta đều nhanh muốn quên mất tối hôm qua tin nhắn nhìn sao thế nào cũng không ngờ trương đông hút sẽ là như thế một câu nói đặc biệt lạnh mặt ngữ khí có một chút lạnh Nói ra những lời này cảm giác Trương Đông Hút cả người cũng không phối hợp. Ta không trả lời, xem như là mặc định, mặc định ta không có nhìn. Ta không biết Trương Đông Hút là làm sao mà biết được di động của ta hào, trong bệnh viện ba ngày đánh không biết bao nhiêu điện thoại, tin nhắn mặc dù rất ít, nhưng là có mấy nhiều như vậy. Thấy mặc dù nói lời không có mấy câu, nhưng lãi nhà lãi nhãi thay đổi một người như nhau, thậm chí mất hồn mất phía sợ ta đột nhiên biến mất không thấy nguyên bản trương đông hút không phải như vậy, cho nên ta mới bắt đầu dao động. Đợi không được câu trả lời của ta trương đông hút sắc mặt càng thêm không xong, lại không có đối ta phát hỏa, nhưng hỏa vẫn là phát. Bạch hạo vũ phải không? Trương đông hút biết bạch hạo vũ. Trương thị trưởng, hạnh ngộ. Bạch hạo vũ cười đạm nhiên, tịnh vương tay bày tỏ hữu hảo, nhưng mà trương đông hút lại lạnh mặt không có bất kỳ tỏ vẻ như là đặt ở trong túi tay cao bao nhiêu quý như nhau, cao quý bạch hạo vũ không có cơ hội nắm một chút. nhìn qua bạch hạo vũ là biết trương đông hút, chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi. bạch hạo vũ biết trương đông hút một chút cũng không kỳ quái, dù sao trương đông hút là cái thành phố này từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, đầy hứa hẹn thị trưởng biết trương đông hút bất là cái gì chuyện kỳ quái. gần đây có một phân muốn lên giao tỉnh sảnh phê chỉ thị phá bỏ và dời đi nơi khác đề án là bạch thị công ty. trương đông hút thế nhưng lấy quyền áp người hơn nữa còn là trước mặt ta. Trương thị trưởng là có ý gì? Bạch hạo vũ nguyên bản vẽ mặt ôn hòa mặt cũng trở nên âm lãnh, cũng khó trách, ai cũng hội mất hứng dùng chính mình nóng mặt đi thiếp người khác lãnh. Bên ngoài lạnh lẽo đi vào trước. Trương Đông hút cởi trên người áo khoác khỏa ở tại trên người của ta, ý bảo ta đi vào trước. Trương Đông hút vẫn là như cũ với ta vẫn là độc đoán ngang ngược, chỉ cần hắn cho rằng là đối hắn liền sẽ thay ta làm chủ, hoàn toàn coi ta là thành hắn vật sở hữu. Mặc dù biết như vậy Trương Đông Húc gọi người ghét, nhưng ta vẫn là xoay người hồi công ty, Tịnh Liên Dư thừa một câu nói cũng không có nói. Trương Đông Húc không có biến, cũng không có và Diêu Tỉnh Nhã chặt đứt quan hệ. Hôm qua ta hỏi thăm là ai ở tại trong bệnh viện nhượng Trương Đông Húc mỗi ngày buổi tối lưu lại trong nom, là Diêu Tỉnh Nhã. Một chút cũng không kỳ quái một đáp án, ngay từ đầu ta liền đã có dự cảm. Người nào có thể làm cho Trương Đông Húc một ngày một đêm chiếu cố, trừ Diêu Tỉnh Nhã ta nghĩ không ra còn có người khác. Lúc mới bắt đầu ta còn tưởng rằng là Trương Đông Húc thân thể xảy ra vấn đề, còn lo lắng thật lâu, nhưng về sau mới nghĩ đến, nếu như là Trương Đông Húc người Trương gia sẽ không không được bệnh viện đến. Vào cửa ta liền cởi bỏ Trương Đông Húc đắp lên người áo khoác, tịnh giao cho theo tiểu Hắc ốc lý đi ra tới Lam Linh, Lam Linh sắc mặt nhìn qua không tốt tự hồ là phải ly khai sự tình tiểu đệ không có đồng ý, cả khuôn mặt đều nổi giận đùng đùng, lấy đi áo khoác thời gian rất dùng sức xả quá khứ, nhưng ta thiếu chút nữa đụng quá khứ. Một người nam nhân đều không giải quyết được, ngươi rốt cuộc mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Cũng không biết Lam Linh là ở nói ta còn là lại nói chính nàng, cũng không sợ nhượng dưới lầu người nghe thấy cười nhạo, thanh âm như vậy đại. Bất quá Lam Linh tâm tình không tốt, ta cảm xúc có có chút hạ, cũng là không nói gì chỉ là đem Trương Đông Hút áo khoác cho Lam Linh, nói câu trả lại cho Trương Đông Hút, gọi hắn sau này đừng tới. Ta là như thế công đạo Lam Linh, ai có thể sẽ biết Lam Linh nói với Trương Đông Hút cái gì, nhận Trương Đông Hút tái kiến Lam Linh thời gian hận nghiến răng nghiến lợi. Ta không biết Trương Đông Hút là lúc nào ly khai, ta lên lầu liền trở về phòng đi ngủ, cơm chiều Tịnh chưa thức dậy ăn, ban đêm thời gian mới tỉnh, tỉnh liền cảm thấy cả người toàn thân đều đau hơn nửa đầu vô cùng đau đớn. Xuống lầu đều thiếu chút nữa ngã sấp xuống, nếu không phải là tiểu đệ còn chưa ngủ nghe thấy có tiếng âm ra đến xem, thấy được ta, ta nghĩ ta nhất định ném tới dưới lầu đi. Nhưng ta bị thương, chân trái mắt cá chân xoay tới, hơn nữa ta ở phát nhiệt, vì thế ta ở trên giường nằm mấy ngày, có thể xuống giường thời gian mới biết có thể bước đi là như thế gọi người hưng phấn. Ta không thể xuống giường mấy ngày lý vẫn là Lam Linh chiếu cố ta, Lam Linh nói tỉ muội tốt có nạn cùng chịu có phúc cùng hưởng, nàng sinh bệnh ta chiếu cố nàng, ta sinh bệnh nàng liền thiên kinh địa nghĩa chiếu cố ta. Nghe đi lên Lam Linh là rất nặng tình nghĩa, tri ân báo đáp, nhưng ta không sao Lam Linh sẽ phải cầu ta thỉnh nàng và cà phê, ăn cơm tây. Dựa nhỏ hơn ta 4 tuổi, Lam Linh không chút nào nương tay cướp sạch ta này dùng tiền đều phải thân thủ cùng tiểu đệ lấy người. 3.000 khối đủ sao? nghe ta nói nghĩ ra môn tiểu đệ buông xuống trong tay làm việc quay người đi hướng ta một bên tiền kia bao một bên hỏi ta một người đủ rồi hai người liền không nhất định ta còn chưa kịp mở miệng nói có đủ hay không lam linh liền trước cướp lên tiếng tiểu đệ nhìn lam linh liếc mắt một cái nhìn về phía ta hỏi không như vậy tiền mặt quẹt thẻ sao quẹt thẻ quá phiền toái lại là lam linh dành trước nói Tiểu đệ vừa liếc nhìn Lam Linh, nhìn trở về nghĩ nghĩ đi hướng cửa nói: "Ta đi cùng An lấy một chút, ngươi chờ một chút." "Không cần, đủ rồi." Nhìn tiểu đệ muốn đi dưới lầu, ta thân thủ cầm tiểu đệ ví tiền, cầm đi tiểu đệ trong bao tiền tiền mặt, đem tiền bao trả lại cho tiểu đệ. Tiểu đệ nhìn ta đem trong bao tiền một cái thẻ cho ta. Mua kiện áo khoác ngoài trở về, qua một thời gian lạnh lại mua không kịp xuyên. "Không cần." trong tủ còn có hai kiện đâu cũng không mặc quá mấy lần tiểu đệ không cần thiết cho ta lại mua một người nhất kiện thuận tiện cấp lam linh mua nhất kiện tiểu đệ sợi tổng hợp bỏ vào trong tay không có ở lấy về nghe tiểu đệ vừa nói như thế ta cũng là không có ý tứ đem tạp lại đưa trở về thật khó nghe cái gì gọi là thuận tiện a vương tiêu phong ta thế nào phát hiện ngươi như thế keo kiệt đâu quỷ hẹp hỏi liền trường ngươi cái dạng này Bên cạnh Lam Linh mấy bước đã đến tiểu đệ bên người, nâng tay lên không chút do dự vỗ vỗ tiểu đệ vai, đứng ở tiểu đệ bên người ngửa đầu bất mãn nói không ngừng một phen. Tiểu đệ thân thủ hoa mở Lam Linh tay không có gì biểu tình nói: "Tỷ, Lam Linh nếu như không nên ngươi liền mua hai kiện trở về, đổi lại xuyên. Vương Tiêu Phong nhà các ngươi tỷ tỷ cũng không giống ngươi, keo kiệt." Lam Linh không quên đẩy tiểu đệ một phen, kéo ta xoay người mới đi. Ra cửa lam linh thân thủ liền đem ta tiền trong tay và tạp cầm đi nói câu ngốc vù vù chớ làm mất phóng tới trên người ta so sánh bảo hiểm nhìn lam linh đem tiểu đệ cấp tiền và tạp bỏ vào ví tiền của mình không khỏi cười đối lam linh nghịch ngợm sớm đã thành thói quen ra cửa lam linh và ta trực tiếp đi thị trung tâm thương trường đại hình thương trường ta đều đã tới rất nhiều lần có một loại quen việc dễ làm cảm giác ở lam linh trước mặt ta để nhất thành bị sùng bái người buồn cười lại là bởi vì ta quen thuộc thương trường cái chỗ này, mà Lam Linh chưa quen thuộc. Tiêu nhiên ngươi có cảm giác hay không cho ngươi và đệ đệ ngươi sinh sai rồi thời gian. Lam Linh một bên nhìn quần dinh một bên lơ đảng hỏi ta. Ngươi lại muốn nói cái gì? Có đôi khi ta thật bội phục Lam Linh, không biết trong đầu đều muốn một ít gì sự tình, luôn luôn có thể nghĩ đến một ít hiếm lạ cổ quái vấn đề. Nhà các ngươi ngươi hẳn là cái muội muội, Vương Tiêu Phong hẳn là cái ca ca. Lam Linh cầm một quần dinh ngẩng đầu rất ngoan bộ dáng hỏi ta. Tiêu nhiên mua cho ta đường quần dinh được chứ? Ta thật sự là nhịn không được bật cười. Lam Linh mỗi lần muốn mua đồ đô hội một bộ đáng thương sở sở bộ dáng, tượng cái đòi muốn đông tây tiểu khất cái như nhau. Chỉ có thể mua một quần dinh. Nhiều mua nhất kiện tiểu đệ liền hội dùng nhiều một khoản tiền, nhà đầu kia coi trọng gì đó đều rất quý. Tiêu nhiên kiếp sau ta thú ngươi người nói chuyện quay người lại đi phòng thay đồ, còn lại ta cười liền nhìn quần khí lực cũng không có, chỉ có thể tìm các nơi phương ngồi trước một chút, kết quả đang ngồi hạ thời gian nhìn thấy đi vào trong điếm trương đông tuyết và diêu tỉnh nhã. Đề lời nói với người xa lạ. Máy vi tính có chút vấn đề lộng một chút, kết quả chậm chút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 065 phá máu bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com tái kiến diêu tĩnh nhã trong lòng tựa hồ không như vậy không thoải mái nhưng ít nhiều vẫn là có nhìn thấy diêu tĩnh nhã thời gian ta dời đi chỗ khác đầu mặc dù không có nhiều như vậy không thoải mái nhưng còn thì không muốn thấy diêu tĩnh nhã ta đang suy nghĩ có lẽ thời gian sẽ từ từ mắc cạn rất nhiều gì đó rất nhiều tình cảm đồng dạng bao gồm đối diêu tĩnh nhã vô pháp tiêu tan Diêu Tỉnh Nhã và Trương Đông Tuyết cũng không có lưu ý đến ta, nếu không phải là Lam Linh đột nhiên đẩy ra phòng thay đồ môn kêu ta một tiếng, ta nghĩ Diêu Tỉnh Nhã và Trương Đông Tuyết còn sẽ không thấy đến ta, dù sao tiệm bán quần áo rất lớn, ta lại ngồi ở cửa không chớp mắt cái gương hậu, Diêu Tỉnh Nhã và Trương Đông Tuyết nhìn không thấy ta cũng không kỳ quái. Nhưng Lam Linh kêu ta một tiếng khiến cho các nàng chú ý, ta đứng lên thời gian Diêu Tỉnh Nhã và Trương Đông Tuyết nhìn về phía ta. Bất kỳ nhiên ta và Diêu Tĩnh Nhã chống lại đôi mắt, Diêu Tĩnh Nhã đầu tiên là giật mình nhìn ta, sau là hướng phía ta nhàn nhạt cười cười. Ta không có gì biểu tình, ta không thích Diêu Tĩnh Nhã, lại càng không sẽ đối với Diêu Tĩnh Nhã cười, đây là ta cùng Diêu Tĩnh Nhã khác biệt lớn nhất. Diêu Tĩnh Nhã hẳn là cũng không thích ta mới đúng, nhưng vẫn là có thể rất tự nhiên đối ta cười, Diêu Tĩnh Nhã phần này ngụy giả vờ rộng rãi ta cảm thấy không bằng. Ta sẽ không đối Diêu Tĩnh Nhã bằng phẳng đảng cười lại càng không hội cười như vậy ngọt như vậy tự nhiên. Trên thế giới này nữ nhân trăm ngàn loại, ta tự nhận là trong đó hẹp hòi nhất loại nào, đặc biệt đối một từng cùng mình trượng phu từng có một đoạn nữ nhân, ta bằng phẳng không đến, cũng tự nhiên không đến. Với ta không phản ứng chút nào diêu tỉnh nhã gầy một ít khuôn mặt cứng ngắc một chút, cứng ngắc sau cúi đầu nhợt nhạt cười cười. Bên cạnh trương đông tuyết bắt đầu còn an kiềm chế sự kích động, nhưng khi thấy ta đối diêu tỉnh nhã không thèm nhìn, Cả người đều có vẻ dữ tợn, bỏ qua rồi Diêu Tỉnh nhã tay đắc đắc bước chân, chỉ chốc lát không đợi đi tới. Mà ta chỉ là không thèm nhìn dời đi chỗ khác đầu đi hướng Lam Linh, dưới loại tình huống này ta cái gì cũng không làm, cũng cái gì cũng không nói là lựa chọn tốt nhất. Ta không am hiểu và người phát sinh tranh chấp, càng không có thói quen và người đang công chúng nơi môi thương khẩu chiến, cho nên ta chỉ có thể yên tĩnh bỏ đi. Nhưng Lam Linh tự hồ là nhìn xảy ra điều gì Mục cùng ta đi đến cước bộ một đôi linh động con ngươi chuyển đi bên cạnh đi tới trương đông tuyết chỗ đó. Thử được rồi sao? Đi lớn Lam Linh trước mặt ta cúi đầu quan sát Lam Linh mặt ở hạ thân quần dinh hỏi, kiểu dáng rất mới mẻ độc đáo, rất có thời thượng cảm giác, nhìn qua rất thích hợp Lam Linh, có vẻ Lam Linh một đôi chân rất thon dài, nếu như hợp với ủng sẽ tốt hơn. Vương tiêu nhiên ngươi là đệ đệ ngươi thân tỷ tỷ sao? Thế nào hai đức hạnh đâu? Ngươi thật là cấp đệ để ngươi mất mặt, ngươi sau này ra cửa đừng nói biết ta." Lam Linh vui đùa lời ta tịnh không để ở trong lòng, nhưng Lam Linh nhìn Trương Đông Tuyết ánh mắt thế nhưng một chút cũng bất có hảo, ta không khỏi có chút lo lắng. Ở nước Mỹ thời gian Lam Linh cùng ta ra cửa từng gặp qua một lần ngoài ý muốn, mấy hắc nhân muốn xâm phạm ta và Lam Linh, kết quả Lam Linh một người đánh ba to con người da đen, một cái trong đó còn bị Lam Linh cắt ngang xương sườn ở trong mắt của ta Lam Linh và Trung Quốc võ thuật huấn luyện đều là một cấp bậc, Trương Đông Tuyết như vậy chiều chuộng một người, ở Lam Linh trước mặt lại có thể đủ được cho cái gì? Đánh nhau Trương Đông Tuyết khẳng định không được, ngoài miệng cay nghiệt sao? Ta cảm thấy Trương Đông Tuyết ngoài miệng cay nghiệt nếu như đối ta là một nhân vật lợi hại, nhưng nếu như đối Lam Linh, Trương Đông Tuyết nên cái gì cũng không quên đi. Nhưng trước mắt mà lại Trương Đông Tuyết đến gần, còn tức giận bất bình lay vai ta một chút, hỏi ta vì sao không để ý tới của nàng tỉnh Nhã Tỷ. Tỉ. Trương Đông Tuyết lời ta đến là không có đại thể để ý, nhưng Trương Đông Tuyết dùng sức về phía sau lay ta một chút lại thiếu chút nữa nhượng ta ngã ngồi dưới đất, nếu không phải là Lam Linh kéo lại ta ta ngã sấp xuống là nhất định. Đứng vững vàng thân thể ta có chút lo lắng kéo lại Lam Linh, kéo Lam Linh nói không có việc gì. Không có việc gì. Lam Linh ngẩng đầu nhìn ta vẻ mặt buồn cười, giống như là thấy được trên thế giới tối hiếm lạ giống như nhau buồn cười khuôn mặt ta cho tới bây giờ chưa từng thấy lam linh loại này buồn cười khuôn mặt lại nhìn làm cho người ta một lòng bất ổn co quắp bất an không có việc gì ngươi thế nào muốn té đâu lam linh hỏi có chút làn điệu hỏi ta á khẩu không trả lời được ngươi là ai trương đông tuyết sắc bén thanh âm hoàn toàn không có biến hóa trừng mắt một đôi đẹp con ngươi quan sát lam linh ta là ai và ngươi không quan hệ có quan hệ chính là ngươi vì sao chuyển nàng. Lam Linh nhìn ta liếc mắt một cái kinh miệt con ngươi rơi vào trương đông tuyết trên mặt. Ta chuyển nàng là của ta sự và ngươi cái gì quan hệ, xen vào việc của người khác. Trương Đông Tuyết tính tình cho tới bây giờ đều là được lý không buông tha người, vô lý chiếm ba phần, nếu như bình thường chiếm ta lý dễ, nhưng hôm nay tự hồ sẽ không như vậy dễ dàng. Nhìn Lam Linh bộ dáng nếu như đòi bất đến một câu trả lời hợp lý là không hội chịu để yên ta nghĩ quản nghĩ kéo lam linh nhưng còn chưa đi tiến lên tới gần lam linh liền nghe thấy lam linh giọng không cao hứng vương tiêu nhiên ta có kiên trì người cái nào keo kiệt đệ đệ cũng không có lam linh ở keo kiệt hai chữ thượng cố ý tăng thêm âm tựa như muốn nhắc nhở ta nếu như nàng đem sự tình hôm nay nói cho tiểu đệ tiểu đệ là tuyệt đối sẽ không chịu để yên nói không hảo còn có thể đem sự tình náo đại ta không có quên tiểu đệ đã nói cái gì Thế giới này không có công bằng đáng nói, vậy dùng không công bằng bảo vệ công bằng. Mặc dù ta vẫn không rõ ràng lắm tiểu đệ trong miệng không công bằng là cái gì, nhưng ta cảm thấy tóm lại bất là chuyện tốt. Tiểu đệ bản tính cũng không thuần lương, Lam Linh Thế nhưng không chỉ một lần đã nói, tiểu đệ ở nước Mỹ tiền 2 năm từng là trong sân trường nhân vật phong vân, Trung Quốc học sinh che chở thần. Mặc dù ta không biết tiểu đệ là thế nào dạng thành Trung Quốc học sinh trong cảm nhận che chở thần. Khả năng thành thần nhân tổng sẽ không quá mềm yếu đi. Lam Linh lời nhượng ta an tĩnh không ít, tịnh cái gì cũng không nói đứng ở một bên nhìn Lam Linh và Trương Đông Tuyết, về phần đi tới tính toán kéo Trương Đông Tuyết ly khai Diêu Tỉnh nhã ta không đi nhìn, cũng không muốn đi nhìn. Đông Tuyết ngươi không phải nói muốn bồi ta đi nhìn trang sức sao? Ta tống ngươi một giây xích tay có được không? Diêu Tỉnh nhã cũng không muốn đem sự tình náo đại, kéo Trương Đông Tuyết nghĩ phải nhanh một chút ly khai nhưng mà Lam Linh là quyết tâm muốn một câu trả lời hợp lý sao có thể làm cho các nàng đơn giản ly khai đối Lam Linh cố chấp ta cũng chỉ có thể nói là bất đắc dĩ ta không nên Vương Tiêu Nhiên còn chưa có và ngươi nói kiểm ta không đi rất hiển nhiên mâu thuẫn bắt đầu trở nên gây gắt ta còn chưa có nói muốn Trương Đông Tuyết nói xin lỗi ta Trương Đông Tuyết thế nhưng nói ra lời như thế có chút làm cho không người nào pháp tiếp thu ta đứng ở tại chỗ mặc dù cảm thấy có chút buồn cười nhưng là lại không phản ứng gì lam linh quay đầu lại như có điều suy nghĩ nhìn ta liếc mắt một cái sau quay đầu nhìn trương đông tuyết hỏi ngươi là bất tính toán cứ như vậy quên đi phải không lam linh hỏi đích thực buồn cười thật giống như nàng thật muốn muốn dàn xếp ổn thỏa cùng trương đông tuyết giảng hòa như nhau còn lo lắng nhân gia không chịu muốn trước đây ta mới quen lam linh thời gian ta nhất định sẽ cho rằng lam linh hội làm như vậy nhưng lâu như vậy cũng bởi vì hiểu biết mới không tin Lam Linh thực sự muốn giảng hòa. Quên đi. Dựa vào cái gì quên đi. Vương Tiêu Nhiên còn chưa có và tỉnh Nhã Tỷ tỉ xin lỗi đâu, ta dựa vào cái gì có thể coi là. Trương Đông Tuyết cả vú lấp miệng em đối Lam Linh nói, còn trắng ta liếc mắt một cái. Ta không biết nên cười hay là nên khổ sở, trương gia có Trương Đông Tuyết như thế một nữ nhi không biết là hạnh vẫn là bất hạnh, thẩm thuộc Linh kiên cường nửa đời người, Lúc nào đều muốn ở người trên, đi tới chỗ nào đô hội khoe con gái của mình thế nào thế nào, nhưng hôm nay như vậy Trương Đông Tuyết không biết thẩm thục Linh gặp phải có thể hay không cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Vương Tiêu Nhi ngươi thế nhưng nghe thấy được, ta cũng không bắt nạt người, là chính nàng không muốn quên đi. Lam Linh còn đang khoe mã, thật không biết lúc nào mới có thể tiêu mất khẩu khí này. Đừng nói nhảm, ngươi tránh ra, Vương Tiêu Nhi ngươi qua đây cấp tỉnh nhã tỷ Tỉ xin lỗi nếu không ta sẽ không cứ như vậy quên đi. Trương Đông Tuyết càng lúc càng quá phận, trong điếm khách hàng đều xông tới, xem náo nhiệt đều ở bảy miệng tám lưỡi nói Trương Đông Tuyết không phải, nói cái gì vật đổi sao dời, hiện tại nữ hài đều cái dạng này, nhà ai gia trưởng không hảo hảo quản giáo. Đông Tuyết ta còn có việc, đi về trước. Diêu tỉnh nhã tự hồ cũng nóng ruột muốn dẫn đi Trương Đông Tuyết, nhưng Trương Đông Tuyết được bộ dáng hiển nhiên là sẽ không cứ như vậy ly khai. Ta không động, Lam Linh đến gần Trương Đông Tuyết mấy bước, đến gần mới hỏi. Ta hỏi ngươi ngươi có cho hay không tiêu nhiên nói kiểm. Dựa vào cái gì? Trương Đông Tuyết mạnh miệng trừng ta liếc mắt một cái, nhìn về phía Lam Linh. Vậy không có ý tứ. Lam Linh nâng tay lên liền cho Trương Đông Tuyết một cái tác, ta sợ đến không nhẹ, mặc dù biết Lam Linh muốn giáo huấn một chút Trương Đông Tuyết, nhưng lại không nghĩ rằng Lam Linh sẽ động thủ đánh Trương Đông Tuyết, ta vội vàng tiến lên kéo lại Lam Linh, đồ công nhân lại bỏ qua rồi tay ta lắc lắc thủ đoạn hỏi. Đạo không giải thích. Ngươi, ngươi đánh ta. Trương Đông Tuyết luôn luôn bất là cái gì có hại bị ức hiếp người, đã trúng đánh sẽ không không đánh trả, nâng tay lên muốn đánh Lam Linh, kết quả Lam Linh lại cho Trương Đông Tuyết một cái tác. Ông trời của ta. Nguyên bản liền vẽ mặt khiếp sợ dư tỉnh nhã, lúc này một trừng khẩu ngốc đối Lam Linh, Lam Linh châm chọc khiêu khích liếc mắt một cái dư tỉnh nhã, quay mặt sang tiếp tục hỏi trương đông tuyết đạo không giải thích mơ tưởng ngươi này thối tam bát trương đông tuyết hoàn toàn không đếm xỉa hình tượng thân thủ sẽ tới trảo lam linh tóc lam linh nâng tay lên liền lại cho trương đông tuyết một cái tác kết quả trương đông tuyết ngã ngã trên mặt đất vương tiêu nhiên ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngay ta còn không biết trương đông tuyết là thế nào lên trong nháy mắt trương đông tuyết đột nhiên liền đánh tới ta giơ lên hai tay liền ôm lấy đầu sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. A, à, Chờ ta lại buông hai tay thời gian diêu tỉnh nhã thế nhưng ngã ngã trên mặt đất, hơn nửa đầu đánh vào bên cạnh một cách thường, trên trán bởi vậy phá máu. Trương Đông Tuyết đột nhiên âm thanh sắc nhọn kêu to, Lam Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn thất kinh ta, Trấn An cười cười nói. Chúng ta có thể đi trạm cảnh sát người xem. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 66. 066 còn đủ rồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diêu tỉnh nhã bị thương đi bệnh viện, Trương Đông Tuyết vẫn làm ầm ĩ, gọi điện thoại báo cảnh, hơn nữa dựa ca ca của mình là thị trưởng, trạm cảnh sát cục trưởng cho rất lớn mặt mũi. Trương Đông Tuyết vẫn ngồi ở bên ngoài, mà ta và Lam Linh nhưng là bị nhốt tại tạm giữ sở phong bế thức trong phòng. Lam Linh gọi điện thoại cấp tiểu đệ, Tiểu đệ tới thời gian ta đã ở phong bế thức trong phòng tựa ở Lam Linh trên vai ngủ có một hội, tiểu đệ khi vào cửa ta không tỉnh, nếu không phải là tiểu đệ ngồi sổng xuống đánh thức ta, ta nghĩ ta còn sẽ không tỉnh. Mở mắt ra nhìn tiểu đệ nhìn ta đau lòng bất bỏ hai mắt, trong lòng đầu có chút ấy nấy, không muốn làm cho tiểu đệ quan tâm, nhưng vẫn là nhượng tiểu đệ vì ta quan tâm. Lần này tự hồ càng thêm làm trầm trọng thêm, còn liên lụy Lam Linh đối mặt ta ấy nấy mặt tiểu đệ chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ trích lời càng một câu không có, nhưng cũng là bởi vì tiểu đệ liên một câu chỉ trích lời cũng không có ta mới càng thêm ấy nấy. Ban đêm thời gian ta ngủ không được, rời phòng đi gõ tiểu đệ môn, mở cửa tiểu đệ đứng ở cửa nhìn ta, chỉ mặc một đại quần cộc tiểu đệ nhìn qua không biết có bao nhiêu chắc, và mấy năm trước so với tiểu đệ vai càng thêm rộng. Ta ngủ không được. Mở cửa tiểu đệ một câu nói chưa nói, vẫn đứng nhìn ta, cũng không có gọi ta một tiếng tỷ. Tiểu đệ hoạt động quan chân né tránh thân thể, ta nhìn tiểu đệ cúi đầu phát lỗi tiểu hài tử như nhau đi vào, cảm giác này và năm đó ta phải gã cấp trương đông hút thời gian như nhau. Thẹn với tiểu đệ, cũng thẹn với chính ta. Ta đi tới tiểu đệ giường ngủ bên cạnh, ngồi lên cúi đầu yên tĩnh không nói một câu, tiểu đệ đóng cửa lại đi tới trước mặt của ta cúi đầu nhìn ta, sau ngồi xuống bên cạnh ta, Ngồi thật lâu mới mở miệng hỏi ta Biết ta vì sao sinh khí Ta buông xuống đầu điểm điểm Nước mắt theo khóe mắt quỷ khuất chảy xuôi Có cái gì nghĩ nói với ta Tiểu đệ cứng nắp thanh âm hơi khô chát Ta biết tiểu đệ là bởi vì ta khổ sở Cho nên mới càng không biết nên như thế nào giải thích Nâng tay lên đột nhiên trời sập như nhau khóc Quỷ khuất nước mắt cũng nhịn không được nữa Tiểu đệ cũng không có thường ngày như nhau đem ta kéo vào trong lòng chỉ là ngồi ở bên cạnh nhìn ta không nói một câu, thật lâu mới đứng lên đi bàn địa phương rót một chén nước, nhưng thủy tràn ra chén nước, đều chiếu vào trên bàn, tí tách ở tại trên sàn nhà. Ta nhìn nhỏ xuống ở trên sàn nhà giọt nước ngẩng đầu che tiếng khóc, nhìn tiểu đệ từng miếng từng miếng uống vừa đảo một chén nước, đau lòng bắt đầu lan tràn tại thân thể không một chỗ. Tỷ, người thiếu trương đông hút bao nhiêu tiền? Tiểu đệ buông cái chén tay đặt tại bàn ở thượng, bất xoay người thanh âm lại ở tắc nghẹn. Ta trừ nhịn không được khóc, phản ứng gì cũng không có, thẳng đến tiếng khóc nhượng tiểu đệ xoay người từng bước một đi hướng ta, đi tới trước mặt của ta quỳ một chân xuống đất nhìn ta hỏi. Tỷ, ngươi rốt cuộc thiếu trương đông hút bao nhiêu tiền? Một đời, ta cả đời này đều sẽ không quên ngày này, tiểu đệ ẩn nhẫn nước mắt không chịu nhỏ xuống một ngày. Ta trừ hút, tiếng khóc chậm rãi ngừng, một đôi tay đặt ở tiểu đệ sạch sẽ trên mặt thật lâu mới nói khi đó ta mới lên đại học đi vào cửa trường đại học ngày đầu tiên đã nhìn thấy trương đông hút thấy trương đông hút ở diễn trên bục giảng sinh động như thật nói hắn đối tương lai khát khao nói hắn đối sau này nhân sinh quy hoạch bao gồm muốn có một thiện lương thê tử đáng yêu một đôi nhi nữ tất cả mọi người bị trương đông hút diễn thuyết hấp dẫn mỗi người đều cấp trương đông hút vỗ tay vì trương đông hút tương lai ủng hộ mà ta cũng thành một cái trong đó người chỉ là bị trương đông hút hấp dẫn ở ta lại không đơn giản là bởi vì trương đông hút diễn thuyết trương đông hút ngẩng đầu thời gian lơ đãng nhìn ta liếc mắt một cái lơ đãng hướng phía ta cười ta biết ta rất ngốc thế nhưng ta thực sự thích trương đông hút giống như là ngươi nói thường xuyên ở trong mộng thấy trương đông hút mặc dù là ta nghĩ muốn bất mơ thấy cũng không được trương đông hút bóng dáng giống như là ta bóng dáng như nhau huy cũng huy không đi như hình với bóng ở ta trong mộng ngươi lên đại học muốn đi ra ngoài thời gian ta không có biện pháp đã nghĩ có muốn hay không đi bệnh viện lý bán máu thế nhưng ta hỏi quá thầy thuốc bán máu muốn một chút tích góp nhưng ngươi muốn lên học tiền không chờ được lâu như vậy ta liền đi trên đường ngươi biết chị ngươi vẫn luôn không có gì dùng trừ khắp nơi học tập trên có điểm trời cho những thứ đồ khác liên nói chuyện ăn cơm cũng không có trời cho ngươi không phải cũng nói ta ngốc thiên lý khó chứ sao cho nên ta nghĩ một lần đối với một nữ nhân mà nói không tính cái gì cùng lắm thì sau này ngươi tiền đồ dưỡng ta ta tịnh không có quá nhiều do dự nhưng ngày đó hạ mưa ta gặp được người xấu bị hai người lôi vào mưa hạng lý lúc đó ta hại cực sợ vẫn lớn tiếng la lên nếu không phải là trương đông húc trải qua ta nghĩ ta thì xong rồi kinh hồn chưa định ta cũng không có nhận ra trương đông húc chính là ta ở đại học ngày đầu tiên nhìn thấy người kia dù sao ta sợ hãi hơn nữa Trương Đông Húc bao nhiêu có biến hóa. Trương Đông Húc mang theo ta đi lữ điếm, giúp ta mua y phục, còn mua cho ta ăn gì đó, khi đó ta mới nhận ra Trương Đông Húc, mới biết Trương Đông Húc chính là ta trong mộng thường xuyên xuất hiện người. Ngươi không phải hỏi ta vì sao cố nài gả cho Trương Đông Húc sao, ngươi nói Trương Đông Húc trong mắt không phải yêu, là không yêu. Ngay cả ngươi đều nhìn ra Trương Đông Húc không yêu ta, ta sao có thể không biết? thế nhưng trương đông hút ngay từ đầu và ta kết hôn là giả kết hôn trương đông hút vì không nghe tòng phụ mẫu an bài dùng tiền mướn ta cho hắn làm thê tử cũng vì này phó cho ta ngủ vạn khối thù lao trương đông hút nói chỉ cần ta nguyện ý theo lúc có thể ly hôn hơn nữa hiệp nghị trong lúc không cần thực hiện phu thê gian nghĩa vụ ta đáp ứng lúc đầu ta vẫn rất bổn phận vẫn nói cho ta biết chính mình chỉ cần ngươi tốt nghiệp ta liền và trương đông hút ly hôn thế nhưng trong thời gian có ít thứ chậm rãi biến chất, ta không biết từ lúc nào bắt đầu càng lúng càng sâu, sâu đến minh biết không nên đem thân thể bán cho Trương Đông hút, nhưng vẫn là ném đi tất cả tôn nghiêm đem mình bán cho Trương Đông hút. Ô ô! Ta nhìn tiểu đệ nhỏ xuống nước mắt mở miệng lại nói không nên lời ô ô khóc, tiểu đệ nhìn ta nâng tay lên rất nhanh lau trong mắt nước mắt. Khi đó bắt đầu ta cũng chưa có tôn nghiêm, ở trương gia liền hèn mọn vĩnh viễn đều không ngóc đầu lên được, cho nên bất kể là ai với ta thế nào ta đều làm bộ làm như không thấy, dần già người của trương gia với ta thái độ cũng là định rồi hình. Nhưng ta không phải ở lãng phí chính mình, cũng không phải không ly khai trương đông hút, ta biết ly hôn ta có thể có cuộc sống của mình. Nhưng trương đông hút đã cứu ta, ở mưa hạn một đêm kia nếu như không có trương đông hút ta cũng không biết chính mình sẽ như thế nào, còn có ba lúc rời đi, ngươi không ở, ta lại cái gì cũng không hiểu trong bệnh viện chạy tiền chạy hậu đều là của Trương Đông hút sự tình, chúng ta là người, không phải động vật, động vật còn biết tri ân báo đáp, chúng ta tại sao có thể không biết. Ba nằm viện tiền trị bệnh đều là Trương Đông hút tự mình chuyển khoản tiền, mặc dù ta không có cẩn thận đối diện, nhưng ít nhất cũng có sáu mươi mấy vạn, nhưng Trương Đông hút vẫn không cùng ta đề cập qua. Ly hôn hậu mặc kệ Trương Đông Húc nghĩ như thế nào muốn lưu lại ta, Trương Đông Húc đều không có nói ra quá mưa hạn đã cứu chuyện của ta, thật giống như hắn cho tới bây giờ không đã cứu ta như nhau. Còn không chỉ này đó, ba lễ tan thượng Trương Đông Húc cấp ba túc trực bên linh cửu, Trương Đông Húc chỉ là dùng tiền mướn ta, ta chung quy không phải Trương Đông Húc chân chính thê tử, coi như là làm dáng một chút cho người khác nhìn cũng không cần buổi tối cùng ta ở linh đường túc trực bên linh cửu, nhưng Trương Đông Húc cùng ta ở nhà tang lễ giữ ba ngày, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Người của Trương gia cố nhiên có lỗi, Trương Đông Húc ở chuyện tình cảm thượng cũng xử lý không phù hợp, nhưng ta thiếu Trương Đông Húc không chỉ là tiền sự tình, người muốn ta thế nào cùng người ta tính toán. Vô pháp tự chế run rẩy khóc, tiểu đệ rốt cuộc chịu mở miệng nói chuyện, lại chỉ có ba chữ. Còn đủ rồi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 067 đã đánh mất tâm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com còn đủ rồi ta cũng muốn còn đủ nhưng ta chỉ sợ còn chưa đủ ta nhìn tiểu đệ một tay xoa nước mắt mình một tay xoa tiểu đệ nước mắt lau khô mới nói ở nước mỹ thời gian ta đều đã hạ quyết tâm tìm cái nam nhân tốt không chê ta từng kết hôn chảy qua đứa nhỏ nam nhân hảo hảo theo nhân gia sống qua ngày ngay cả về nước ta đều muốn có thể hay không ở cái thành phố này cho mình tìm cá nhân đem mình gã rụng, cho dù là nam nhân kia là cho người ta xuất lực khí, chỉ cần hắn rất tốt với ta, biết đau ta, không chê ta, ta liền nguyện ý. Ở KTV ngày đó ta là uống say, xảy ra không nên chuyện đã xảy ra, nhưng ta một chút cũng không có hối hận, nếu không có cái nữ nhân tìm tới Bạch Hạo Vũ ta thực sự nghĩ lại cho mình một lần cơ hội. Nhưng đêm đó ta nhớ rõ Bạch Hạo Vũ có một nữ nhân tìm nàng, còn nghĩ lầm ta là phá hủy bọn họ cảm tình người trương đông húc và diêu tỉnh nhã sự tình ta đã sợ muốn không phải là bởi vì như vậy ta sẽ không lỡ bạch hạo vũ ta biết ta còn trẻ tìm cá nhân gã chính mình tổng có thời gian nhưng ta tổng nghĩ nếu như ta có thể tìm một yêu ta đau nam nhân của ta kết hôn sinh con ta là có thể chặt đứt và trương đông húc giữa niệm tưởng nhưng mà mặc dù là như vậy lão thiên cũng không chịu cho ta cơ hội này muốn tới vẫn phải tới Ngươi tống Lam Linh đi bệnh viện thời gian ta gặp được Trương Đông Hút Ngươi không biết mặc dù là khi đó trái tim của ta còn kiên trì Nhưng khi ta nhìn thấy Trương Đông Hút lấy ra cái kia dây xích tay đeo vào cổ tay ta thượng thời gian Ta khóc Cái loại đó ngực bị sinh sôi xé rách đau nhượng ta cũng không dám đối mặt tự Ta là dùng nhiều khí lực mới cho biết chính ta yêu đã lỡ Ở không thể làm lại Này tất cả giống như là một ma chú như nhau Thế nào trốn cũng trốn bất khai thế nào tránh cũng tránh không được. Thật vất vả đương chính mình không yêu quá, về tới chính mình quỷ đạo thượng, lại bị đột nhiên tới phong cuốn vào lãng lý, loại này ngày ta cũng không muốn, nhưng ta lại không có biện pháp tránh. Ta nhìn tiểu đệ nói nói lại không khóc, không những không khóc còn cười, cười cúi đầu nói. Kỳ thực trương đông hút cho ta dây xích tay đêm hôm đó ta đã nghĩ quá, ta có phải hay không còn có thể và trương đông hút làm lại, nhưng ta suy nghĩ ba buổi tối sau liền bỏ đi chính mình buồn cười ý niệm. Ta yêu Trương Đông Húc, chưa bao giờ thay đổi quá yêu. Nhưng Trương Gia không tiếp thụ, dư tỉnh nhã tồn tại, hài tử kia ly khai, cùng với Trương Đông Húc mơ hồ không rõ lưu luyến. Rất nhiều gì đó đều ở biểu thị ta và Trương Đông Húc đã đi tới đầu cùng, không có nửa cùng một chỗ khả năng. Cười, ta ngẩng đầu nhìn tiểu đệ mặt tái nhợt, tiểu đệ nuốt cổ họng trung nước bọt, nhìn ta kiền tâm kêu ta tỷ ta lắc lắc đầu đem tiểu đệ ôm thật lâu ta ở nhắm hai mắt đem tiểu đệ ôm chặt nói chớ vì ta lo lắng ta sẽ chiếu cố tốt chính ta ăn chút khổ thụ điểm ủy khuất đều không tính cái gì chỉ cần chúng ta đều khỏe khỏe mạnh mạnh bình bình an an ta liền đủ hài lòng tỷ ngươi thế nào ngốc như thế tiểu đệ đem ta ôm vào trong lòng kiền tâm ở bên tai nói mê bình thường nam ngữ ta cười cười tượng hồi bé như nhau ở tiểu đệ lưng thượng nhẹ nhàng vỗ ta nói ngày mai ta không đi trạm cảnh sát trương gia vì trương đông hút tiền đồ cũng sẽ không chống án ta biết ngươi đã sớm có quyết định sẽ không bỏ qua lần này cơ hội hội náo được dư luận xôn xao ta đẩy ra tiểu đệ nhìn tiểu đệ hai mắt nói trương đông hút tiền đồ đổi cứu ta kia một lần ngươi cảm thấy có đáng giá hay không tiểu đệ không nói chuyện đứng lên ly khai đóng cửa lại thời gian mới nói một câu nói ta kêu lam linh qua đây cùng ngươi ân ừ. ta đáp ứng khởi trên người sàn kéo chăn trùng lên trên người rất nhanh lam linh liền đẩy cửa ra đi đến ta mở mắt ra liếc mắt nhìn lam linh lam linh mặc dài rộng quá mông lưng màu trắng tiểu quần lót nhìn ta lưu loát liền lên sàn vừa lên sàn liền xả ta chăn một con cá như nhau chui vào trong chăn chui vào chăn một hồi lam linh tắt đèn đêm hát lại một lần nữa đem ta mang vào hát ám mà trái tim của ta thật lâu vô pháp yên lặng bên người lam linh biết ta không ngủ xoay người bắt tay cánh tay đặt ở ta ngang hông ông ta nói ta biết ngươi còn không bỏ xuống được nhưng nhiều hơn nữa mượn cớ cũng chỉ là mượn cớ trong lòng ngươi nhất định so với ai khác đều rõ ràng các ngươi lại cũng đi không được cùng nhau mặc dù ta không rõ ràng lắm ngươi và trương đông hút giữa rốt cuộc có bao nhiêu gút mắt nhưng liền xông người trương gia như vậy đợi ngươi, trương đông hút và người khác lại dính dáng không rõ, ngươi sẽ không nên ở có điều lưu luyến. Ai cũng biết sao rất mỹ lệ, nhưng sao cách chúng ta là năm ánh sáng cách. Lam Linh kéo kéo chăn trùng lên của chúng ta trên người, nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Ta giật giật thân thể, mở một đôi vẫn đục không rõ mắt thấy xung quanh đen kịp, thật lâu mới nói. Sau này sẽ không. Lam Linh ở không có mở miệng nói chuyện, rất nhanh liền ngủ mà ta lại một đêm cũng không có chợp mắt sáng sớm lam linh rất sớm đã thức dậy xuống giường xem ta thời gian ta hướng phía lam linh cười 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 nói ta mệt nhọc nghỉ ngủ một hồi lúc ăn cơm đừng gọi ta lam linh nhìn ta nhíu nhíu mày xoay người ly khai sau khi rời khỏi ta mới ngủ ta ngủ kỹ tiếng đồng hồ lúc tỉnh đã là buổi trưa dưới lầu người đều ở phòng bếp ăn cơm cho nên không ai chú ý tới ta ra cửa Ta đi ta lên đại học địa phương, đi dưới tàn cây mai quá một quả tiền xu địa phương. Ta theo vườn trường dũng đạo thứ một thân cây vẫn đếm tới 187 quả, ngồi xổm xuống thời gian ta bắt đầu sử dụng công nhân cụ đào dưới tàn cây một mảnh đất phương. Không dùng được bao nhiêu thời gian ta tìm đến đó mai đã phát theo tiền xu. Thân thủ nhặt lên trong đất tiền xu ta xoay người dựa ở đại thụ trên cây khô, nhìn tiền xu một chút một chút dùng ngón cái xoa mặt trên loan lỗ gỉ sắt, rốt cuộc tìm trở về, ta giao trái tim đều đã đánh mất. Bạch hạo phàm ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Lập tức lăn ra đây cho ta, ngươi muốn ta đánh ngươi sao? Đột ngột thanh âm, đột ngột truyền vào trong tai, những ta từ từ quay đầu nhìn sang. Bóng cây sạc sở kế tiếp màu trắng y phục nam nhân chính một tay cắm ở ngang hông, một tay cầm di động ở bên tai nói điện thoại, tự hồ là đang tức giận, cước bộ một mực không ngừng đi lại. Nam nhân bóng lưng có chút quen thuộc, hơn nữa thanh âm tựa hồ cũng ở nơi nào nghe qua. Bạch hạo phàm ta cho ngươi một phút đồng hồ, ngươi nếu như chậm một giây chung đừng trách ta tuyệt tình. Nói nam nhân dơ lên tay trái cổ tay bắt đầu tính theo thời gian. Một, nhị, không được, lục. Càng là nghe thanh âm lại càng là cảm thấy lúc nào nghe qua, là. Bạch hạo vũ. Ngay ta nhớ tới thanh âm là của bạch hạo vũ thời gian, bạch hạo vũ đột nhiên quay người sang, tịnh hướng phía ta bên này đi tới, vừa đi còn một bên buông xuống tay trái đếm con số. Nhưng mà, Bạch Hạo Vũ ở buông tay trái khi đó ngẩng đầu thấy được ta, tịnh đình chỉ đếm một chút tự. Nhìn qua Bạch Hạo Vũ có chút giật mình ở đại học nhìn thấy ta, nhìn ta nhẹ nhàng chọn hạ sơ lãng mày, sau dời đi chỗ khác đầu nhìn chung quanh một lần. Ta cảm thấy Bạch Hạo Vũ bộ dáng có chút buồn cười, liền cười cười, Bạch Hạo Vũ cước bộ không chút do dự đến gần, đến gần liền hỏi ta cầm trong tay cái gì không có gì ta đáp trả muốn nhận khởi trong tay tiền xu bạch hạo vũ lại nhanh tay đoạt trong tay ta tiền xu dơ cao cẩn thận nhìn buồn cười chính là bạch hạo vũ còn đang đối di động lý đến một chút tự ngươi là ca ta sao lại một thanh âm theo bạch hạo vũ đối phương hướng truyền tới nhượng ta quay đầu nhìn sang chính là ở khi đó bạch hạo vũ thu hồi ta kia mai tiền xu đem kia mai tiền xu lặng yên không một tiếng động bỏ vào miệng túi của mình bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 68 001 Băng Lãnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Là ngoài ý muốn cũng là giật mình, ta thế nhưng thấy được và bạch hạo vũ tướng mạo rất giống trẻ tuổi người, một nhìn qua chỉ có 20 tuổi trẻ tuổi nam nhân. Màu đen quần, hồng sắc áo sơ mi, gió thu bóng cây hạ chương rõ rệt xinh đẹp cùng đường hoàng, đi tới bước chân rất duệ bộ dáng, vừa đi một bên cúp cực lớn di động, vẻ mặt không thèm xem thường, nhìn qua rất lớn ý kiến. Ngươi thật là cho ta mặt dài, làm lớn nhân da bụng, ngươi thế nào không tìm cây tức khắc đâm chết, ngươi thế nào còn có mặt mũi tới gặp ta. Bạch hạo vũ quở trách khởi chính mình đệ đệ một chút cũng không để lại mặt mũi, vừa còn đạm nhiên trên mặt, trong khoảnh khắc liền mây đen rậm rạp, mà bạch hạo vũ buổi cũng cho ta lấy làm kinh hải, bắt đầu đánh giá cẩn thận đã đi tới trước mắt Bạch Hạo Phàm, hắn mới nhiều liền. Này là của nàng tư liệu giúp ta tra một chút, ta hoài nghi đứa nhỏ bất là của ta. Đi tới Bạch Hạo Phàm không chút do dự theo trên người lấy ra hé ra màu trắng trang giấy cho Bạch Hạo Vũ, vừa nói một bên quay đầu nhìn về phía ta, nhìn ta hỏi: "Ngươi mang đến?" "Không liên quan gì đến ngươi, đây là cái gì?" Bạch Hạo Vũ nhìn ta liếc mắt một cái thân thủ nhận Bạch Hạo Phàm đưa cho hắn giấy trắng, một bên mở một bên hỏi. Chúng ta liền một lần, ta uống say. Nhiều đơn giản giải thích, nhưng uống say cũng không cần gánh chịu hậu quả sao? Cũng không cần vì mình phạm vào lỗi phụ trách sao? Vì sao nam nhân luôn luôn có thể tìm được vì mình từ chối trách nhiệm mượn cớ đâu? Vô tâm Bạch Hạo Vũ và Bạch Hạo Phàm huynh để giữa đối thoại, ta đứng lên đi hướng xa xa về phần bị Bạch Hạo Vũ thu vào túi kia mai tiền xu, đã đều ném quá một lần, liền từ bỏ. Chờ một chút. Bạch Hạo Vũ hẳn là gọi ta chờ một chút, nhưng ta không dừng bước lại, mà là tiếp tục ta nghĩ đi phương hướng. "Ca, ngươi không biết Trương Đông Húc là ai?" Này là của Bạch Hạo phàm thanh âm, rất hiển nhiên Bạch Hạo phàm nhận được ta. "Chớ xen vào việc của người khác, chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào." Bạch Hạo Vũ thanh âm không phải rất tốt tự hồ đối với đệ đệ mình quan tâm cũng không cảm kích. Ngươi nghĩ rằng ta nghĩ quản ngươi, nhưng nàng là của Trương Đông hút vợ trước, ngươi điên rồi trêu chọc nàng. Trương Đông hút vợ trước, nguyên lai Trương Đông hút vợ trước còn rất không có giá thị trường. Ta cũng không biết là vì sao, ta thế nhưng cúi đầu cười. Quản hảo chính ngươi, đừng làm cho ta nghĩ đánh ngươi. Bạch hạo vũ thanh âm ngẩng cao, một chút cũng không sợ bị người nghe thấy, hảo ở chung quanh không ai ta dọc theo loang lỗ bóng cây vẫn đi ta nhớ ta mỗi lần đến trường đều lại ở chỗ này vẫn hướng đi phía trước sau lại quẹo phải ở đi lên một đoạn đã đến ta đi học dạy học đại lâu khi đó ta kỳ thực cũng rất được hoan nghênh cũng có không ít nam đồng học thích ta theo đuổi ta tới nhưng khi đó ta cả đầu đều là cái kia chỉ thấy quá một mặt chỉ biết là một cái tên trương đông hút trong mắt căn bản là không tha cho người khác lâu ta cũng đã thành người khác trong mắt cao ngạo băng sơn công chúa ta nhớ cũng có không ít nữ sinh ở sau lưng nói một ít đố kỵ lời nhưng ta đều không để ý khi đó ta vẫn cho là ta sẽ đọc xong đại học không ngờ sự tình rất nhiều không phải mỗi một kiện ta đều muốn đi nhớ kỹ nhưng trong thời gian ta còn thì không cách nào quên rất nhiều chuyện đi tới góc địa phương ta ngồi xuống ngồi ở chỗ kia nhìn đi ngang qua các liền nhìn bọn họ bọn họ niên kỹ là kim sắc mộng có nhân sinh rực rỡ nhất thời gian có lẽ bọn họ vẫn không rõ vì sao luyến ái chỉ là làm đẹp này tuổi tác một đóa hoa nhỏ. Nhưng cuối cùng có một ngày bọn họ sẽ minh bạch, bọn họ hôm nay sở trải qua, tới nhân sinh hồi ức ngày đó, đều sẽ trở thành một đạo không chớp mắt cầu vồng. Có lẽ đạo kia cầu vồng đã từng là bọn họ trong cuộc đời đẹp nhất khó khăn nhất quên được một chút kia, thế nhưng kia cuối cùng là thanh xuân lý sao động và hồ đồ. Đường thanh xuân đi qua hoa quý mùa mưa, đường mùa hè đi xa, trời thu cũng đi xa thời gian, bọn họ sẽ phát hiện, từng vòng vòng tuổi lý lưu lại không thể chỉ có sao động và hồ đồ. Theo tuổi tác trưởng thành, thời gian chuyển dời, bọn họ thừa nhận liền hội thay đổi, khi bọn hắn ở ngồi cùng một chỗ cười đùa hồi ức hôm qua thời gian, khi đó bọn họ đem sao động và hồ đồ gọi là ấu trĩ. Nhìn thấy bọn họ chung quy nhớ tới chính mình khi đó, trong tay luôn luôn cầm một quyển sách, một người trốn được đại thụ phía sau, kiên trì ở nơi nào đọc nhớ kỹ nghĩ nghĩ chỉ có một người cười ngây ngô ta đều tốt lâu chưa có trở về nhớ lại khởi đến trường kia một đoạn thời gian thực sự hoài niệm hoài niệm ta trốn ở phía sau đại thụ kia đoạn thời gian thời gian thấm thoát ta ở năm xưa lý phụ ai ai lại đang năm xưa lý phụ ta đây là uống lộn thuốc đột ngột thanh âm lại truyền vào trong tay ta ta quay đầu lại liền thấy được dựa ở trên cây to bạch hạo vũ và hắn cái kia đệ đệ mặc dù có tuyệt nhiên bất đồng hai loại phong cách nhưng ta tổng cảm thấy bọn họ có một cộng đồng địa phương, cũng sẽ là một khi yêu liền hội thăng thăng một mực nam nhân. Ngươi đều như thế đối nữ nhân nói chuyện sao? Tổng cảm thấy Bạch Hạo Vũ không phải cái sau nói năng ngọt xuất nam nhân, cũng không biết ta tại sao có thể có loại cảm giác này, ta cũng không có quá nhiều tiếp xúc qua Bạch Hạo Vũ, rất kỳ quái. Kia muốn xem là ai? Nếu như là ngươi ta không để ý mỗi ngày nói như vậy. Bạch Hạo Vũ hướng phía ta cười cười, đưa tay phải ra cho ta, nhưng ta ngắn ngẩn người, lại đem tay phải cho Bạch Hạo Vũ. Bạch Hạo Vũ tay rất tinh tế, là cái loại đó thích hợp lao động trí óc tay, nhìn qua rất giống là họa sĩ, hoặc là nghệ thuật gia tay, rất khô tịnh đẹp. Nhưng tay ta đặt ở Bạch Hạo Vũ trong tay lại không có cảm giác gì, không có cái loại đó tim đập thình thịch cảm giác. Ta cúi đầu nhìn Bạch Hạo Vũ và tay ta, ta nói, ta một điểm cảm giác cũng không có. Bạch Hạo Vũ cười bởi vì ta thành thực cười, cười cúi đầu cúi người xuống ở ta bên tai nói. Đẳng có cảm giác thời gian nói cho ta biết. Ta cũng cười, cười đứng lên, một bên vuốt trên người bụi đất một bên hỏi Bạch Hạo Vũ. Chúng ta đi kia. Đi diễn một tuần kịch. Bạch Hạo Vũ nói rất thần bí, còn rất quỷ dị nhìn ta, nhưng ta nhịn không được cười. Bạch Hạo Vũ tướng mạo rất ưu tú, là cái loại đó ở trong đám người hạt giữa bầy gà nam nhân, ngươi hội rất dễ dàng ở trong đám người tìm được Bạch Hạo Vũ, một người đàn ông như vậy, hắn tướng mạo đương nhiên là sẽ không kém. Theo Bạch Hạo Vũ ta cũng không có hỏi Bạch Hạo Vũ muốn làm chỗ đó liền đi, Bạch Hạo Vũ và ta tượng là một đôi tình lữ như nhau đi ở trong sân trường, dọc theo đường đi không biết trước lấy bao nhiêu hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị. Thực sự là trời sinh một đôi, trường học của chúng ta lúc nào có như thế một đôi. Một nam sinh thanh âm không gặp chỗ đó xứng đôi nam nhân kia còn đi nữ nhân cũng không biết còn không biết là một cái gì phôi đâu nữ hài vĩnh viễn cũng không có nam hài rộng lượng ta cảm thấy còn đi trừ xuyên không đủ gợi cảm cái khác đều tính đạt tiêu chuẩn có ý gì không có ý gì không biết xấu hổ nghe được cũng làm cho ta cảm thấy buồn cười bạch hạo vũ đi không xa liền hội nhìn ta một hồi lại nói mấy câu trêu chọc lời nhưng ta giống như là đầu gỗ như nhau nghe không hiểu Bạch Hạo Vũ rốt cuộc là có ý gì. Đừng quay đầu lại, ca ngợi lời hội đẹp hơn. Này một câu ta không rõ. Biết vì sao trời thu tới sao? Đối Bạch Hạo Vũ vấn đề ta lắc lắc đầu, Bạch Hạo Vũ tới sát ta bên tai nói, bởi vì ngươi tới. Ta còn là không rõ. Khi đó ta vẫn không rõ, nhưng về sau ta hiểu được Bất tri bất giác Giang Bạch Hạo Vũ và ta đã đi tới dạy học trong đại lâu, Bạch Hạo Vũ kéo ta tìm mấy phòng học sau tìm được 2 năm cấp A ban phòng học. Các đang ở đi học, Bạch Hạo Vũ gõ phòng học môn, trong phòng học truyền đến mời vào thanh âm, sau một nữ nhân xinh đẹp kéo ra phòng học môn. Ngài là Nữ giáo viên vừa thấy được Bạch Hạo Vũ liền hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi thủy dịu dàng hoa đào mắt ở Bạch Hạo Vũ trên người không chịu ly khai. Ta không biết có nên hay không ngó mặt đi chỗ khác, tự hồ là ta ảnh hưởng Bạch Hạo Vũ đích thân giới, nữ giáo viên ở trước mắt cùng ta thời gian trong mắt đổ xuống ra chính là thất lạc ánh mắt. Không có ý tứ, ta là Bạch Hạo phàm đại ca, ta nghĩ và ngươi nói chuyện, không biết ngươi có thời gian hay không. Bạch Hạo Vũ vừa thốt lên xong ta liền bị dọa tới, nhìn Bạch Hạo Vũ lại nhìn đẹp nữ giáo viên, điều này sao có thể? Thế nhưng rất nhanh ta liền biết có khả năng hay không đương đẹp nữ giáo viên đi ra phòng học theo ta và bạch hạo vũ lúc rời đi ta liền biết có thể. Yên tĩnh trong quán cà phê, du dương đàn violin thanh ở lẫn quẩn bên tai, ta và bạch hạo vũ ngồi cùng một chỗ, ngồi đối diện đẹp nữ lão sư. Ta cho rằng nữ lão sư hội có chút khẩn trương, nhưng mà nhìn qua đẹp nữ lão sư còn chưa có ta khẩn trương. Tự hồ là đã nhận ra ta mất tự nhiên, bạch hạo vũ thân thủ kéo tay ta bỏ vào trên đùi, nhẹ nhàng xoa nhẹ mấy cái mới nhìn đối diện nữ lão sư hỏi ta nhớ ngươi nên biết thầy trò yêu tại đây loại nổi danh trường học hội trở thành phản diện giáo tài ngươi đây là ý gì ta và hạo phàm là thật tâm yêu nhau đẹp nữ lão sư sắc mặt tối sầm ám trong mắt cười chế nhạo nhìn ta và bạch hạo vũ ân ừ, ngươi nói ngươi yêu đệ đệ ta có thể nhưng nói yêu nhau có phần quá buồn cười một 20 tuổi đại nam hài ngươi cảm thấy hắn hội yêu một bảy tuổi nữ nhân sao? Bạch hạo vũ miệng thật là tính cay nghiệt, nhân da mặt đều không nhịn được, một hồi hồng một hồi bạch. Tuổi tác ở trong mắt của chúng ta tịnh không là vấn đề. Đẹp nữ lão sư rất nhanh liền hòa nhau một thành. Đó là ngươi cho rằng, đệ đệ ta không cho là như vậy, hơn nữa ta cũng cảm thấy ngươi không có tiếng chúng ta bạch gia cửa lớn vinh hạnh. Bạch hạo vũ miệng thật độc. Khí đẹp nữ lão sư trừng mắt một đôi đôi mắt sáng không biết nên dùng cái gì phản bác, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra viện binh. Ta không phải rất rõ ràng nhìn đẹp nữ lão sư, mà bên cạnh Bạch Hạo Vũ thì lại là khoan thai bưng lên cà phê uống một ngụm, sau nhìn ta hỏi. Ngươi không uống. Ta không nói chuyện, thân thủ bưng lên cà phê uống một ngụm, sau lại buông nhìn đối diện nữ nhân xinh đẹp. Điện thoại tiếp thông, nữ nhân xinh đẹp lập tức nũng nịu đối điện thoại nói hạo phàm ngươi qua đây ban giúp ta có được không, đại ca ngươi vẫn thẩm vấn ta, còn nói. Còn nói ta không tư cách vào nhà các ngươi cửa lớn, ta không tư cách đứa nhỏ tổng có tư cách đi, ta bất tiến có thể, sau này đứa nhỏ làm sao bây giờ a, à, sinh ra đến không phải thành con tư sinh. Nói đẹp nữ giáo viên còn rớt xuống vài điểm nước mắt trong suốt, bộ dáng kia ta thấy do thương, điềm đạm đáng yêu, ta không khỏi hoài nghi, có phải thật vậy hay không là Bạch Hạo Phàm cùng người ta từng có thể non hẹn biển gì gì đó, bằng không nhân gia tại sao muốn và hắn làm nũng, tố ủy khuất. Bạch Hạo Vũ một chút cũng không để ý, một bên uống cà phê còn một bên hướng phía ta cười, tự hồ một chút cũng không quan tâm được bộ dáng. Rất nhanh đẹp nữ giáo viên liền cúp điện thoại, cúp điện thoại liền trừng mắt một đôi thủy linh linh mắt nhìn ta và Bạch Hạo Vũ, một bộ chúng ta chờ xem bộ dáng. Ta về phía sau ngồi ngồi, bưng lên cà phê uống, ta vẫn là không có thói quen trường hợp này, liên ánh mắt đều mang theo đao kiếm mà đến. Thời giờ của ta hữu hạn, chỗ này của ta có một trương 50 vạn chi phiếu, người nếu như chịu sảy thai liền thu lại, nếu như không chịu, coi như xong. Bạch Hạo Vũ theo trên người cầm một tờ chi phiếu ra, đặt ở cà phê trên bàn, rất rõ ràng là muốn dùng tiền mua thanh tĩnh. Nhưng mà, đối phương là xác định vững chắc tâm muốn sinh hạ đứa bé kia, hoàn toàn không động đậy, liền nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Bạch Hạo Vũ đặt ở trên bàn chi phiếu. Bạch Hạo Phàm nhìn nữ nhân xinh đẹp một hồi, giơ lên tay trái cổ tay nhìn đồng hồ, quay mặt sang hỏi ta. Có mệt hay không? Ta có chút đói bụng. Ta không cảm thấy mệt, nhưng theo hôm qua đến bây giờ vẫn cũng chưa từng ăn đông tây, ta trái lại cảm thấy bụng đói kêu vang. Ta không cảm thấy ta thành thực nói ta đói bụng có cái gì không đúng, nhưng Bạch Hạo Vũ lại đôi nổi lên vẻ mặt cười, cười thân thủ ở trên mặt của ta vỗ vỗ chân thành thực đối mặt bạch hạo vũ đụng vào ta tịnh không cảm thấy không thoải mái Tự hồ là đã từng có hôn môi nguyên nhân bạch hạo vũ ở đụng vào ta thời gian ta thậm chí có một loại săn sóc cảm giác ấm áp nhìn bạch hạo vũ ta cúi đầu cười cười nếu như bạch hạo vũ thật không có ở bên ngoài có nữ nhân ta nguyện ý và bạch hạo vũ hảo hảo ở chung phiền toái giúp ta gọi một phần ti già bạn gái của ta đói bụng Bạch Hạo Vũ vừa nói vừa cười, nâng tay lên kêu nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ đáp ứng một tiếng xoay người đi phục vụ đài. Trước ăn ít điểm, một sẽ rời đi ở đi ăn đông tây. Bạch Hạo Vũ nói trấn an lôi tay ta, ta cũng không có thu hồi lại, mà là nhìn Bạch Hạo Vũ một đôi sạch sẽ ngón tay. Bạch Hạo Vũ trên tay không có những kim cương, ngón áp cúc thượng cũng không có mang quá những dấu vết, đã nói lên Bạch Hạo Vũ không có mang quá nhớ tới trên tay của ta còn có một mai nhẫn kim cương không biết bạch hạo vũ có hay không lưu ý quá còn có chính là bạch hạo vũ có thể hay không ghét bỏ ta đã từng là đã kết hôn nữ nhân dù sao ta là một đã kết hôn nữ nhân bất kể là nam nhân kia ta tin cũng sẽ không nguyện ý thú một đã kết hôn nữ nhân huống chi ta còn là trương đông hút vợ trước bạch hạo phàm lời ta không phải không nghe thấy tự hồ trương đông hút vợ trước đã thành ta một ký hiệu sau này ta đi tới chỗ nào phàm là người nhận biết ta đô hội nói, vậy là của Trương Đông hút vợ trước. Bạch Hạo Vũ và ta gặp gỡ là ông cái dạng gì tâm tính, là thật muốn cùng ta hảo hảo phát triển, vẫn là vui đùa một chút coi như xong. Bất tri bất giác giang đã kinh một lát sau thời gian, nhân viên phục vụ đã đem ti già bỏ vào cà phê trên bàn, Bạch Hạo Vũ nói tiếng cảm ơn sau mở ra ti già hộp, tịnh cầm một khối cho ta ta xem mắt bạch hạo vũ mới tiếp nhận pi già bắt đầu ăn thật đói bụng liền ăn hai khối đệ tam khối thời gian lại bị bạch hạo vũ ngăn cản ta nhìn bạch hạo vũ cho rằng bạch hạo vũ là bởi vì ta không đếm xỉ trường hợp phá hủy hình tượng liền thu tay về muốn đẳng lúc trở về lại ăn ăn hai khối cũng không cảm thấy đói bụng lại không ngờ bạch hạo vũ lại không phải là bởi vì trường hợp và hình tượng vấn đề mà là bởi vì lo lắng ta một hồi ăn không vô đông tây ta còn không ăn đâu, ngươi ăn no, một hồi ra cái cửa này ngươi muốn một mình ta ăn, ngươi xem rồi. Bạch Hạo Vũ nhìn ta buồn cười bộ dáng, nói ta có chút xấu hổ không biết trả lời như thế nào Bạch Hạo Vũ, há miệng lại từ nghèo nhắm lại. Ngay ta xấu hổ không biết nói cái gì cho phải thời gian, đối diện đẹp nữ giáo viên đột nhiên đứng lên hừ lạnh một tiếng ly khai, ta ngẩng đầu giật mình nhìn nữ giáo viên ngẩng đầu ửng ngực ly khai. Đang suy nghĩ gì? còn không đẳng nữ giáo viên đi ra ngoài bên cạnh Bạch Hạo Vũ liền hỏi ta, ta quay đầu chần chừ một chút mới nói. Tại sao muốn đem đứa nhỏ xóa sạch, kia dù sao cũng là sinh mệnh. Mỗi một cái tiểu sinh mệnh đều có quyền lợi đi tới trên cái thế giới này, mặc kệ cha mẹ của bọn họ làm sai cái gì, đều cùng bọn họ không có vấn đề gì, nên gánh chịu trừng phạt bất là bọn hắn, mà là cha mẹ của bọn họ. Bạch Hạo Vũ bị ta câu hỏi hỏi trầm mặt trầm mặt sau mới nói ta không biết ngươi hiểu là cái gì, nhưng là của ta hiểu là bất kể kia đứa nhỏ là không là đệ đệ ta bạch hạo phàm đứa nhỏ, hắn đều không nên tới đến trên cái thế giới này. Nếu như hắn bất là của hạo phàm đứa nhỏ, có lẽ hắn còn có còn sống hy vọng, nhưng nếu như hắn là, như vậy hắn kết cục chỉ có một. Có phải hay không cảm thấy ta rất tàn nhẫn, nhỏ như vậy một tiểu sinh mệnh sẽ phải hủy ở trong tay ta, ta tượng cái đao phủ như nhau đáng sợ. Bạch Hạo Vũ nói đứng lên thu hồi chi phiếu, thanh toán trướng, vừa đi một bên kéo ta nói. Ta không nói chuyện, ta xác thực cảm thấy Bạch Hạo Vũ tượng cái đao phủ như nhau đáng sợ, không thích liền đem đứa nhỏ bóp chết, kia lúc trước sẽ không nên phạm hạ sai lầm như vậy không phải sao. Nhớ tới Trương Đông hút mẫu thân thẩm thục linh lúc trước chính là như thế đối ta, ngực ta cũng có chút không thoải mái. Đồng dạng là sinh mệnh, bọn họ không cần bất luận cái gì lý do đi tới trên cái thế giới này, đó là bọn họ cùng sinh đều tới quyền lực không phải sao? Đi ra phòng ăn Bạch Hạo Vũ cấp xe giải đã khóa xe mới nói. Nếu như đứa nhỏ bất là của Hạo phàm, hắn sinh ra ta sẽ không đi lo lắng hắn tương lai, cũng sẽ không đi quan tâm hắn có một cái dạng gì mẫu thân, lại là ở cái dạng gì dưới tình huống sinh ra, ở cái dạng gì trong hoàn cảnh trưởng thành, hắn thân tâm có phải hay không khỏe mạnh, hắn tương lai có phải hay không thành tựu huy hoàng, hoặc là hắn có phải hay không có một yêu nàng sủng trượng phu của nàng, này đó ta cũng không dùng đi lo lắng, bởi vì hắn bất là thân nhân của ta, bất là của hạo phàm. Đứa nhỏ Bạch hạo vũ nhìn ta liếc mắt một cái rời đi xe, ta nhẹ nhàng nhăn lại mày, ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, tự định giá bạch hạo vũ trong lời nói thâm ý. Nhưng tương phản, nếu như đứa bé kia là của hạo phàm, ta là nói nếu như, vậy hắn cũng chỉ có thể là một tiếc núi. Hạo phàm ở trong mắt của ta vẫn còn con nít, mặc dù cũng đã có ý nghĩ của mình, có chính mình phương hướng, nhưng hạo phàm là ta một tay nuôi lớn, gia gia vẫn luôn không có thời gian chiếu cố chúng ta, dưới loại tình huống này, nếu như hạo phàm phạm sai lầm, như vậy gánh chịu hậu quả người là ta, mà không phải hạo phàm, là ta người đại ca này không có kết thúc trách nhiệm, không có đem chính mình đệ để, để giáo dục hảo. Đương nhiên, ta không cho là một hạo phàm như vậy tinh lực thịnh vượng đại nam hài có cần thiết cấm dục chính mình, ta chưa từng có yêu cầu quá. 20 tuổi đối một tinh lực thịnh vượng sẽ phải trưởng thành vì một người nam nhân đại nam hài mà nói, ta cảm thấy thích hợp cân bằng giữa công việc và vui chơi là kiện chuyện tốt, người biết ý tứ của ta. Cân bằng giữa công việc và vui chơi, Bạch Hạo Vũ đem nam nữ ở trong phòng ngủ những chuyện đó gọi là cân bằng giữa công việc và vui chơi. Ta giật mình nhìn Bạch Hạo Vũ, Bạch Hạo Vũ lại cười dời đi chỗ khác đầu, nâng tay lên nắm nắm tay ở hơi thở hạ ừ một tiếng. Ta không hiểu còn hỏi Bạch Hạo Vũ một câu. Ngươi ân cái gì? Không có gì, chỉ là một thói quen động tác. Bạch Hạo Vũ mặc dù nói như vậy, nhưng ta lại không cho là Bạch Hạo Vũ nói với ta lời thật, nhưng ta quan tâm cũng không phải là này đó, ta quan tâm chính là Bạch Hạo Vũ vừa đã nói. Ta còn muốn nghe ngươi nói. Ta nhìn Bạch Hạo Vũ rất nghiêm túc bộ dáng, kết quả Bạch Hạo Vũ lại nhịn không được cười thật lâu mới nhìn ta nói tiếp nếu như đứa nhỏ là hạo phàm không thể lưu lại nguyên nhân có rất nhiều mà trong đó hạo phàm vẫn không thể thăng nhậm một phụ thân là một mặt cái kia cái gọi là đứa nhỏ mẹ không thích hợp dưỡng dục chúng ta bạch gia cốt nhục là một mặt ta là cái chủ trương tự do luyến ái tôn trọng bách kéo đồ thức tình yêu nam nhân mặc dù ta cũng tôn trọng tiền tài và vật chất cùng tồn tại thế giới nhưng là tình yêu là mỗi người quyền lợi chỉ là nữ nhân kia không phải là vì tình yêu mà là vì tiền tài hơn nữa nữ nhân kia thuộc về không thích hợp làm một hiền thê lương mẫu. Bạch Hạo Vũ nói đem xe ngừng lại, dừng ở một nhà hàng trước cửa, bởi vì ta tập trung nghe Bạch Hạo Vũ nói chuyện, cho nên ta cũng không có lưu ý đến ta và Bạch Hạo Vũ tới là một cái gì phòng ăn, mặc dù là vào cửa ta cũng không có lưu ý đến nhân viên phục vụ có phải hay không ta đã thấy người. Ở Bạch Hạo Vũ dẫn hạ ta ngồi ở ưu tỉnh địa phương, Bạch Hạo Vũ ngồi ở ta đối diện gọi cơm thời gian Bạch Hạo Vũ không hỏi ta muốn ăn cái gì, tùy tiện giúp ta làm chủ, ta cũng không thèm để ý, ta cũng muốn thử xem Bạch Hạo Vũ khẩu vị. Bồi bàn lúc rời đi, ta hỏi Bạch Hạo Vũ, nếu như là vì tình yêu đâu? Ta cảm thấy không có nữ nhân kia là vì thuần túy tiền tài ra bán thân thể của mình, như vậy sao có thể? Sẽ không, ta xem người chưa bao giờ hội trong nhầm, nữ nhân kia không phải là vì tình yêu. Không phải là vì tình yêu. Ta nhíu nhíu mày nhìn Bạch Hạo Vũ, nếu như không phải là vì tình yêu nàng liền hội nhận lấy kia bút tiền mới đúng, nhưng nàng cũng không có nhận lấy, chẳng lẽ nàng cảm thấy 50 vạn ít. Nếu như là vì tiền, cái kia nữ giáo viên không thu tiền lý do cũng chỉ có như thế một. Bạch Hạo Vũ cười, sáng nếu hoa đào miệng cười sấn được cả khuôn mặt đều tà mị tràn đầy hấp dẫn, ngay cả nữ hầu giả đều bị mê được mất hồn như nhau, nhìn suy ngốc ngơ ngác. Bạch Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn mắt buông bàn ăn còn chưa có ly khai đẹp nữ hầu giả, nói tiếng cảm ơn, nữ hầu giả lúc này mới mặt đỏ xấu hổ bỏ đi. Bỏ đi sau Bạch Hạo Vũ chu đáo đem nước chanh cho ta đẩy một chút, càng làm bò bíp tết ở bàn ăn lý cắt kim loại được rồi đổi đi rồi ta, mới cắt kim loại một khắc phân vừa ăn một bên nhìn ta nói. Dựa theo nhà của chúng ta cấp bậc, nàng không có 500 vạn là sẽ không dễ dàng buông tay, ta cho nàng 50 vạn chỉ là muốn thử thử nàng rốt cuộc nghĩ bao nhiêu thu tay lại. Thăm dò. Nguyên lai like Bạch Hạo Vũ là ở thăm dò nữ nhân kia. Nghe đi lên Bạch Hạo Vũ là như thế không khéo, lòng dạ cực sâu, thật không nghĩ tới ta sẽ gặp gỡ một người như vậy, ta còn tưởng rằng ta gặp gỡ chính là một bình thường nam nhân, trừ trong nhà có ít tiền, thích xuất nhập một ít xa hoa nơi ngoại, không có cái khác đâu, nguyên lai like ta như thế sẽ không thấy người cúi đầu bắt đầu ăn đông tây, đang suy nghĩ hỏi lời cũng hỏi không được, nhưng Bạch Hạo Vũ giống như là biết ta đang suy nghĩ gì như nhau, ở nhấm nuốt kỹ miệng bò bít tết sau, uống một ngụm ướp lạnh nước chanh sau thì để xuống dao nĩa. Ngươi nhất định rất muốn biết ta có hay không quá như vậy hành vi, ta đối sắp trở thành cháu ta đứa nhỏ ly khai là cảm giác gì, có hay không cảm thấy đau lòng. Bạch Hạo Vũ giống như là có thể nhìn thấu ta nghĩ cái gì như nhau, nhượng ta ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Vũ nhấm nuốt bò bít tết không nói một câu trầm mặt. Bạch Hạo Vũ cười, liễm hạ mắt cười nhợt nhạt nhàn nhạt, nhẹ nhàng một trận gió như nhau. Dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh, thả bất luận hắn là như thế nào dựng dục mà đến, liền chỉ cần là chúng ta bạch gia cốt nhục liền đủ lòng ta bất an, nhưng ta không thể để cho một không nên tồn tại sai lầm tồn tại trên thế giới này. Ngươi có lẽ vẫn không thể đủ hiểu, vì sao ta muốn tàn nhẫn như vậy dùng một đứa nhỏ sinh mệnh kết thúc hai đại nhân phạm hạ sai lầm ta biết cách làm của ta không phải tốt nhất cách làm nhưng là thích hợp nhất chỉ có như vậy mới có thể kết thúc này sai lầm cái gọi là thích hợp chính là muốn kết thúc một đứa nhỏ tính mạng sao trong miệng gì đó có chút khó có thể nuốt xuống ăn không vô nữa lại còn cậy mạnh nhấm nuốt rõ ràng là đại nhân phạm sai lầm lại muốn còn chưa có sinh ra đứa nhỏ đến gánh chịu bọn họ vì sao cũng không suy nghĩ hài tử đâu. Rất nhiều người đều nói đứa nhỏ là trên cái thế giới này đẹp nhất thiên sứ, là thượng đế giao cho nhân loại quý giá nhất lễ vật, vì sao bọn họ cũng không biết quý trọng. Vậy còn ngươi? Ngươi ở phạm hạ như vậy sai lầm thời gian phải làm sao? Tự tay ách giết hài tử của ngươi sao? Có lẽ là có chút dư thừa, nhưng nói ra khỏi miệng nói hắt ra thủy, muốn thu hồi lại đã không còn kịp rồi nhìn ta bạch hạo vũ liễm hạ mắt nhạt nhẽo cười cười sau mới nói ta không có phạm quá sai lầm như vậy ta chỉ có ở thật đã yêu một nữ nhân thời gian mới có thể làm cho nàng dựng dục con của ta hơn nữa ta cũng đồng dạng cần muốn đối phương không hề bảo lưu yêu ta ta thật bất ngờ bạch hạo vũ sẽ cho như ta vậy một đáp án bao nhiêu có chút giật mình dù sao hiện tại xã hội này ở nam nữ quan hệ thượng đã có dị dạng đặc biệt ở thượng lưu xã hội trung nam nữ quan hệ không bình thường đã thành một loại tương hổ khoe khoang chủ lưu, mặc dù ta không có tham dự quá quá nhiều xã giao, nhưng dù sao ở trường đông hút bên người nhiều năm như vậy, ta không có khả năng không biết. Mặc dù là không có trải qua, luôn luôn nghe nói hoặc là nhìn cũng nên có điều thể hội. Ta từ từ buông xuống dao nĩa, một bên uống nước chanh một bên nhìn Bạch Hạo Vũ nhìn ánh mắt ta, Bạch Hạo Vũ mắt rất đẹp, là cái loại đó hẹp dài mắt xếp, lông mi rất dài rất đậm mật, Nhìn qua rất có thần, phụ trợ Bạch Hạo Vũ một đôi hắc đá ngầm bàn con ngươi Châu Thâm Thúy hữu thần, đặc biệt nhìn người thời gian, tổng cảm thấy có thể nói như nhau, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm người đang nhìn như nhau. Ta có một chút mất tự nhiên thẩn trương, không rõ Bạch Hạo Vũ vì sao một mực nhìn ta. Nhà của chúng ta huynh đệ chúng ta là gia gia ta dưỡng dục đã lớn, ba ba ta và mẹ ta là thương nghiệp thông gia, không có gì tình yêu cơ sở mà ta và Hạo Phàm sinh ra là bởi vì gia gia cần hai người thừa kế đến kế thừa sản nghiệp của hắn. Bạch Hạo Vũ hướng phía ta cười cười, nhớ tới cái gì như nhau chậm rãi nói ra một rất xa cố sự. Sinh ta thời gian ba không ở trong nhà, nói là ra chưa kịp trở về, nhưng muốn là thật để ý cũng sẽ không ở mẹ muốn sinh sản thời gian ra, mặc dù vẫn không ai nói với ta quá ba mẹ chuyện giữa, cũng không có ai nói cho ta biết cái gì, nhưng ta tổng cảm thấy một người nam nhân ở vợ mình muốn lâm bồn thời gian nên làm nhất một việc chính là cùng thê tử chờ sinh chẳng sợ hắn có thiên đại sự tình hoặc là bất luận cái gì lý do đều nên bồi ở thê tử bên người mà tài năng ở thê tử của chính mình sắp sinh sản đêm trước ly khai nam nhân với hắn cử động chỉ có một giải thích chính là hắn căn bản cũng không có yêu quá thê tử của chính mình sinh ta thời gian mẹ ta bị thương thân thể muốn tỉnh dưỡng thật lâu mới có thể ở sinh dục cho nên ta và hạo phàm kém có chín tuổi nhiều như vậy mẹ ta sinh hạo phàm thời gian vì vì khó sinh qua đời khi đó ta đã hiểu chuyện không ít đối một ít đạo lý đối nhân xử thế bao nhiêu cũng đã có điều hiểu biết ta đến nay đối nữ nhân kia còn ký ức hãy còn mới mẻ nàng là rất thanh lệ cái loại đó nữ nhân hơn nữa rất có hàm dưỡng mặc dù không ai nói cho ta biết nhưng ta biết nữ nhân kia là ba ba ở bên ngoài nữ nhân ta không hận quá ba ba ta mặc dù hắn ở mẹ ta qua đời hậu một tháng liền rời đi chúng ta nhưng ta vẫn không có hận quá hắn hắn có quyền lợi tìm kiếm hạnh phúc của hắn chúng ta không nên trở thành hắn hạnh phúc chướng ngại vật mặc dù bất kỳ hận thế nhưng ta còn là chú ý quá hồi bé ta thường thường nghĩ vì sao hắn không yêu chúng ta vì sao hắn muốn ném xuống chúng ta mặc kệ theo tuổi tác tăng trưởng ta bắt đầu hiểu hiểu một cái đạo lý không phải hắn không yêu chúng ta là chúng ta không phải là bởi vì yêu mà tồn tại. Không phải là bởi vì yêu mà tồn tại. Ta nhìn Bạch Hạo Vũ thật lâu vô pháp hoàng hồn, nguyên lai like đây mới là Bạch Hạo Vũ vì sao không thể để cho đứa nhỏ đi tới trên cái thế giới này nguyên nhân, bởi vì đứa bé kia không phải dựng dục ở yêu trong thế giới. Ta có thứ một người bạn gái thời gian là ở đại học 3 năm cấp, chúng ta ở chung rất tốt, hơn nữa nàng và ta cũng có sau này cùng một chỗ thật dài rất xa tính toán. Cho nên chúng ta có thân mật quan hệ. Thế nhưng ta không để cho nàng mang thai, nàng cũng hỏi qua ta tại sao muốn làm như vậy, ta không có bất kỳ dấu giếm, nói cho nàng biết ta vẫn không thể xác định chúng ta có phải thật vậy hay không yêu nhau, kết quả chúng ta chia tay. Sau mấy năm nay lý ta cũng có quá mấy nữ bằng hữu, đương nhiên đều phát sinh quá quan hệ, nhưng các nàng cũng không có ôm quá thai, ta vẫn thật cẩn thận. Mà mỗi một cái chia tay nguyên nhân đều là giống nhau. Ở ta nói ra ta vẫn không thể xác định chúng ta là phủ thực sự yêu nhau sao, liền hội chia tay. Ngay mấy ngày hôm trước chúng ta ở KTV gặp mặt kia một lần, ngươi hẳn là còn nhớ cái kia đối ngươi thét chói tai nữ nhân mới đúng, nàng là ta ở nước ngoài biết một, chỉ có nàng không phải là bởi vì như nhau lý do chia tay. Bạch Hạo Vũ nói uống một ngụm ướp lạnh nước chanh, nhìn ta một mực chờ mong cái gì như nhau ánh mắt nhìn ta, nhìn ta chỉ hảo hỏi. Vì sao Kết quả Bạch Hạo Vũ cười, nhịn không được cười một hồi lâu, cười một lúc sau nói: "Nàng mang thai." "Mang thai?" "Không phải nói sẽ không để cho?" "Đứa nhỏ là người khác." Cảm giác mình có chút dư thừa, lời như thế không nên ta hỏi. Bạch Hạo Vũ nhìn ta buồn cười, tự tiếu phi tiếu bộ dáng, thật giống như ta có nhiều ngốc như nhau, nhưng ta xấu hổ chỉ nghĩ muốn tìm một địa động chui vào đi không bao giờ nữa đi ra. Ta không hy vọng ba ba ta và con mẹ nó sự tình ở ta và Hạo phàm trên người xuất hiện, ta càng không muốn có một ngày con của ta chạy đến trước mặt của ta hỏi ta, hắn là tại sao tới đến trên cái thế giới này thời gian, ta nói không nên lời là vì yêu, ta chỉ nghĩ chúng ta Bạch gia mỗi một đứa nhỏ đều là vì yêu mà tồn tại, không nên giống như nửa ta và Hạo phàm như nhau, là vì cần ra sinh. Bạch Hạo Vũ lời nhượng ta chỉnh trái tim đều trở nên trầm tĩnh, ở đối đứa nhỏ có tân biết thời gian, đối Bạch Hạo Vũ cũng có tân biết. Ta nhìn Bạch Hạo Vũ, mặc dù biết có mấy lời không nên trực tiếp như vậy hỏi lên, nhưng ta không ngờ tốt hơn phương pháp biển chuyển hỏi lên. Ngươi có bạn gái sao? Ta nghĩ thật lâu mới hỏi một câu nói, không ngờ nhượng Bạch Hạo Vũ cười cái không ngừng, nhưng Bạch Hạo Vũ trả lời có, nhượng ta ngay cả nước chanh cái chén đều thiếu chút nữa cầm không được vẫy rụng. Bạch Hạo Vũ bởi vậy cười càng thêm lớn thanh càng rỡ, làm càng sau lại hướng phía ta nói. Ngươi nguyện ý sao? Đột nhiên ta cả người đều một nạp, không ngờ Bạch Hạo Vũ Hội là một người như vậy, thâm trầm thời gian bất cẩu ngôn tiếu, hài hước thời gian không đứng đắn. Nhưng ta vẫn là không có suy nghĩ kỹ càng, vẫn có một vấn đề cũng muốn hỏi Bạch Hạo Vũ. Ta từng kết hôn. Nhìn Bạch Hạo Vũ ta rất yên tĩnh nói, Bạch Hạo Vũ tiếng cười bởi vậy dừng lại. Nhìn ta Bạch Hạo Vũ ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc, Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Này và chúng ta gặp gỡ không có xung đột, chỉ cần ngươi là độc thân chúng ta liền có cơ hội, từng kết hôn cũng không thể chứng minh cái gì, đồng dạng ta cũng không cho là ngươi nên vì từng kết hôn mà trói buộc chính mình. Mặc dù là sau này chúng ta sẽ không cùng một chỗ, ngươi cũng có quyền lợi đi tìm hạnh phúc của ngươi. Ngươi nếu như cảm thấy một đã kết hôn nữ nhân là ngươi sau này và người khác gặp gỡ trở ngại, chẳng lẽ không cảm thấy được buồn cười sao? Ngươi chỉ là rất bổn phận tìm một người nam nhân yên tĩnh quá cuộc sống, và những thứ ấy mỗi ngày chạy ở nam nhân cùng nam nhân giữa nữ nhân so sánh với, ngươi nói ai hơn có thăm dò giá trị đâu. Ngươi là vì này mới tuyển trạch ta. Vì ta có thăm dò giá trị, ta so với kia một chút chạy ở tùng lâm nữ nhân rất có thăm dò giá trị. Nghe thấy ta câu hỏi, Bạch Hạo Vũ cười hai vai đều ở rung rung, nhìn ta một đôi mắt thật giống như ta có nhiều ngốc như nhau. Đừng cười nữa ta nhịn không được muốn ngăn lại bạch hạo vũ không muốn làm cho hắn hướng phía ta cười to một hồi khác khách nhân đều xem chúng ta ân ta không cười không cười ha ha nói được rồi không cười nhưng vẫn là làm giận đang cười hơn nữa cười rộ lên còn rất quái lạ nhìn ta nhìn ta mất tự nhiên ngươi rốt cuộc nói hay là không ta có chút nóng nảy người chung quanh thực sự đều ở xem chúng ta hơn nữa ngay cả mấy bồi bàn đều ở nhìn chúng ta bên này cười trộn, ân, ừ, ta nói đúng là một cái đạo lý, cũng là một mặt, thế nhưng kia bao nhiêu có chút nông cạn, ở yêu trước mặt, ta sẽ theo tâm đi. Bạch Hạo Vũ nói cúi đầu hàm xúc cười. chính là khi đó ta bắt đầu đối Bạch Hạo Vũ có một điểm cảm giác, mặc dù nói không rõ ràng, thế nhưng quả thật có như vậy một điểm cảm giác, cảm thấy Bạch Hạo Vũ là một có thể giao phó chung thân nam nhân ta bắt đầu ăn chính mình bò biết tết, Bạch Hạo Vũ cũng chậm chậm bất nhìn lại ta cười to, nhưng thường thường vẫn là sẽ đối với cười, đặc biệt cặp mắt kia, luôn luôn mang theo bí hiểm tình cảm đối ta, những ta toàn thân đều có chút không được tự nhiên, cũng may cúi đầu vẫn có thể ăn hạ đông tây. Bạch Hạo Vũ là một săn sóc cẩn thận nam nhân, sẽ ở ta nghĩ muốn làm một chuyện gì trước đem sự tình an bài xong, nam nhân như vậy sinh mạng của ta lý còn là lần đầu tiên gặp gỡ không thể nói là ta đã thích Trương Đông Húc bên ngoài một người nam nhân, nhưng ta không phải không thừa nhận chính là, ta một mực trong lòng nghĩ Bạch Hạo Vũ lấy đi kia mai tiền xu rót vào Bạch Hạo Vũ cái kia trong túi, là bên vẫn là bên phải. Bất tri bất giác một bữa cơm đã ăn được không sai biệt lắm, Bạch Hạo Vũ nhìn ta còn đang cười, chỉ là tươi cười đã chậm rãi biến cạn, cái loại đó rất cạn, tự tiếu phi tiếu bộ dáng thật ra là Bạch Hạo Vũ tối câu người bộ dáng nhàn nhạt rõ ràng khóe môi tung bay một mặt rất cạn rất cạn cười, nhưng lại bất đường hoàng cho ngươi hoàn toàn nhìn không thấy, nhưng mà lại phát hiện đến. Cái loại đó phát ra từ nội tâm ở hướng ra phía ngoài tràn ra cảm xúc không phải mỗi người cũng có thể đủ có, đặc biệt là của Bạch Hạo Vũ cặp mắt kia, trong lúc lơ đẳng trúc xuống ra là một loại ngôn ngữ. Ta rốt cuộc có thể giao trái tim tư theo trương đông hút trên người chuyển đến một người đàn ông khác trên người, mặc dù ta còn không xác định ta có phải hay không thích Bạch Hạo Vũ, nhưng ta có thể xác định ta không ghét Bạch Hạo Vũ, ta nghĩ muốn và Bạch Hạo Vũ ở chung đi xuống. Ăn rồi bò bít tết, Bạch Hạo Vũ kêu hai phân đồ ngọt, ta cho rằng Bạch Hạo Vũ có ăn đồ ngọt thói quen, nhưng mà ta ăn thời gian Bạch Hạo Vũ lại gọi người đóng gói một khắc phân, nói là buổi tối ta nghĩ ăn lại ăn. Có một loại thuần toái cảm động trong lòng miệng thượng như nước ba sóng gợn như nhau chậm rãi đẩy ra, Bạch Hạo Vũ là trừ tiểu đệ ngoài duy nhất một với ta săn sóc tỉ mỉ người, mặc dù là ba cũng không có đối như ta vậy quá. Lơ đảng ta nhìn kia phân đã đóng gói hảo đồ ngọc phát một hồi ngốc, như vậy ta cũng làm cho Bạch Hạo Vũ hiếu kỳ nhìn một hồi, nhìn liền hôn ta một chút, làm ta giật cả mình một chút. Ta đột nhiên hồi thần, tịnh hoang mang về phía sau né đi, thân thể bởi vậy nghiêng đảo hướng về phía mặt đất, ta kinh khủng hét to một tiếng, Bạch Hạo Vũ một phen đem ta kéo lại, Nói cho ta biết. Đừng đồng. Bạch hạo vũ bộ dáng có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn bên cạnh ta một chỗ biến lo lắng, thật sâu nhăn lại kia hai cái trong mắt của ta so với bất luận kẻ nào đều tốt nhìn lông mày. Ta khí tức đều phải đình chỉ, đem nhìn bạch hạo vũ trong mắt chậm rãi hiểu rõ chuyển hướng về phía thân thể ta bên phải địa phương. Nói không ra đây là cái gì dạng một loại cảm thụ, sợ hãi cùng khủng hoảng đang vào cùng một chỗ, chỉnh trái tim đều ở bang bang nhảy lên cái loại đó cùng loại tình yêu tới nhảy lên, ở khi đó hạt giống như nhau thật sâu vùi vào trong lòng. Nhưng mà, khi ta một đôi mâu quan rơi vào thân thể ta bên trái một khắc kia, ta lại không có gì cả phát hiện, trừ cái kia bình an ghế tựa, và sạch sẽ mặt đất ta không có gì cả nhìn thấy, liên một viên bụi đều không nhìn tới. Ta đột nhiên củ kết khởi ta hai cái lông mày, rất kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Kết quả lời của ta bị Bạch Hạo Vũ kết thúc ở tại hắn mang theo tiếu ý hôn, ta phản ứng rất chậm, nhưng vẫn là bị hoảng sợ, khi ta trừng lớn hai mắt, dùng một loại đã bị khiếp sợ hai mắt nhìn Bạch Hạo Vũ thời gian, trong đầu ta một tức gian đều chỗ trống. Kỳ thực ta phân không rõ ta có phải hay không cho Bạch Hạo Vũ đáp lại, nhưng ta biết Bạch Hạo Vũ vượt qua bàn đem ta thắt lưng buộc chặt, biết Bạch Hạo Vũ do cạn nhập sâu bắt đầu ở ta lời lễ gian hấp thụ nước bọt ta nghĩ đó là ta kiếp này tối phóng túng một hồi thế nhưng ở bạch hạo vũ khẽ hôn ta thời gian tràn ra thanh âm mặc dù chỉ có bạch hạo vũ và ta nghe thấy được nhưng ta vẫn là xấu hổ cả người đều hoang mang ta đột nhiên rời đi chỗ khác mặt khí tức vô pháp yên lặng thô thở gấp sợ hãi liên đầu cũng không dám ngẩng lên khởi mặc dù là quen thuộc cước bộ thế nào tới gần ta cũng không có phát hiện cả người đều chìm đắm ở một loại không biết thế nào tự xử trạng thái thượng Bạch Hạo Vũ yên tĩnh không có thanh âm, nghe thấy chỉ có một chút một chút nhẹ thở dốc, ngay Bạch Hạo Vũ cúi đầu lại một lần nữa muốn hôn ta thời gian, thanh âm lạnh như băng nổi trống như nhau truyền vào trong óc, đánh vào ngực thượng. Trương Đông hút tới, với ta mà nói, quỷ mị như nhau tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 69 002 đây là cái gì? bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com này có lẽ là ta kiếp này không có biện pháp quên sự tình trương đông hút thế nhưng giả mang đánh bạch hạo vũ một quyền hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy trong lúc nhất thời ta đều trợn tròn mắt theo bị trương đông hút đẩy tới bên cạnh sau liền lăng lăng xử ở một bên không có phản ứng trong phòng ăn khách nhân đều lục tục lộ hàng có lẽ ta phải nói là trốn hết còn sót lại vài người đều là trong phòng ăn nhân viên công tác cái bàn bị đạp lật đạp lật, đánh nát đánh nát, đầy đất bừa bãi xác, hảo hảo một phòng ăn bị hai nam nhân hủy hoại vô cùng thê thảm. Trương Đông hút bất biết bắt đầu khi nào dùng giả mang nói chuyện, đương hết thảy đều đã trở nên không thể vãn hồi thời gian, ta đột nhiên ngồi xuống trên mặt đất, cả người đều không đứng lên nổi. Là Trương Đông hút quay người đi qua đây đem thân thể của ta bế lên, ở mười mấy người nhìn kỹ hạ đem ta bế lên, trước mắt bao người Trương Đông hút ông ta ly khai cây xa phòng ăn, mà Bạch Hạo Vũ ở đã nằm trên mặt đất không đứng dậy nổi. Thẳng đến lên xe một khắc kia ta cũng không có cách nào phục hồi tinh thần lại, Trương Đông Húc đều làm cái gì chuyện đáng sợ. Lên xe Trương Đông Húc thô lỗ đem dây nịt an toàn cho ta hệ thượng, nổ máy xe thời gian nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt ta không nhớ rõ, ta lúc đó cả người đều một nạp căn bản cũng không có biện pháp tự hỏi. Xe dừng lại thời gian Trương Đông Húc rất nhanh xuống xe, xuống xe chuyện thứ nhất chính là chuyển qua đây kéo ta xuống xe, xuống xe ôm lấy ta liền đi. Ta cũng không biết thế nào liền như vậy ngốc, cả đầu Trương Đông hút ở trong phòng ăn và bạch hạo vũ ngươi một quyền hắn một quyền đánh nhau bộ dáng, đặc biệt Trương Đông hút cặp kia lạnh lẽo hai mắt, ta cho tới bây giờ đều không nhìn thấy quá Trương Đông hút như vậy lạnh lẽo hai mắt, thật giống như toàn bộ thế giới đều thua thiệt hắn như nhau. Ta không biết mình là thế nào bị Trương Đông hút cho tới tử điếm trời đi nhưng khi ta hơi chút có một điểm ý thức thời gian người đã bị trương đông hút phóng ở trên giường ta đột nhiên thức tỉnh ta không thể còn như vậy không thể lại bị trương đông hút nắm mũi dẫn đi ta không phải cái loại đó rộng lượng nữ nhân tượng diêu tỉnh nhã như nhau mặc kệ trương đông hút có bao nhiêu cái nữ nhân và cái gì nữ nhân ở cùng nhau nàng cũng có thể làm như không thấy cho dù bao nhiêu không thoải mái cũng có thể đủ cười đối đãi nữ nhân kia ta không được Ta tổng nghĩ một người nam nhân nếu như yêu một nữ nhân, phải là toàn thân tâm, muốn thì không thể yêu. Giật mình tỉnh giấc ta mới ý thức được, Trương Đông Húc đang ngồi ở bên giường thượng, lưng hướng về phía ta một câu nói cũng không có, cả người đều giống như là một khối đầu gỗ như nhau, lưng làm được thẳng tắp, người không có phản ứng chút nào. Ta một đôi chân rất nhanh hướng bên trong thu hồi, ta xung quanh quan sát, nơi này là một quán rượu xa hoa gian phòng, xung quanh bày biện đều là thượng đẳng cấp bày biện, mặc dù là một cái giường đầu quỷ đều là khó gặp phong cách trương đông hút sao có thể đem ta dẫn tới trong tửu điếm trong đầu đột nhiên thoáng qua một màn không dám tưởng tượng hình ảnh trương đông hút muốn biết rõ đạo nếu không có thể làm như vậy làm như vậy xin lỗi chính ta càng xin lỗi trương đông hút chúng ta đã ly hôn cũng không phải nam nữ cái loại đó quan hệ sẽ không nên phát sinh bất kỳ quan hệ gì ta đột nhiên nhảy xuống giường mấy bước bỏ chạy đi cửa phòng kết quả lại phát hiện môn đã đã khóa ta dùng sức áp ở đóng cửa muốn mở đóng cửa chính là mở không ra ta biết nhất định là trương đông hút khóa cửa lại đem chìa khóa đặt ở chỗ đó sao có thể là phóng ở nơi đó ta xoay người nhìn ngồi ở trên giường âm trầm hé ra mặt lạnh không có bất kỳ biểu tình trương đông hút ánh mắt hết hồn tìm kiếm khắp nơi chỉ hy vọng trương đông hút không có đem cửa phòng nếu như phóng ở trên người nhưng ta tìm nửa ngày cũng không có thấy xung quanh có chìa khóa dấu vết ta bắt đầu lo lắng trương đông hút có phải thật vậy hay không đem chìa khóa đặt ở trên người nếu không vì sao địa phương nào cũng không có lo lắng cộng thêm khủng hoảng tâm nhượng ta khờ ngốc đã cho ta còn có cơ hội ly khai nhưng mà ta ở toàn bộ trong phòng tìm khắp lần sau ta cuối cùng đem tầm mắt rơi vào ngồi ở trên giường vẫn nhìn ta đi một bước nhìn một bước trương đông hút sắp tới một cái giờ trương đông hút sẽ không có đã nói một câu nói đổi quá một biểu tình, trừ diện vô biểu tình nhìn ta, sẽ không có cái khác cử động hoặc là phản ứng. Điều này làm cho ta bất an, trong lòng một mực sợ hãi, lo lắng, lo lắng Trương Đông Hút thực sự hội liều lĩnh làm chút gì, cũng sợ hãi Trương Đông Húc hội thực sự đem chìa khóa đặt ở trên người, như vậy ta liền không có biện pháp ly khai. Ta nhìn Trương Đông Húc, Trương Đông Húc cũng nhìn ta, một đôi băng lãnh con ngươi nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm ta một khắc cũng không chịu ly khai, điều này làm cho ta ngay cả nuốt nước bọt khí lực cũng không có. Ta một bên tựa ở trên vách tường hoạt động một bên tìm kiếm trong phòng có hay không cửa sổ các loại địa phương, mặc dù trong lòng đầu minh bạch, tượng loại này đại tử điếm trong phòng, có chút gian phòng là không có cửa sổ, nhưng ta vẫn là ông cuối cùng một tia hy vọng muốn rời khỏi. Nhưng mà, ta rốt cuộc như là tiết khí khí cầu như nhau cúi thấp đầu xuống, không tốt nước mắt theo khóe mắt chảy ra viền mắt, không có cửa sổ, cũng tìm không được chìa khóa, ta thế nào ly khai. Ngồi ở trên giường trương đông hút ngay ta rơi nước mắt thời gian đột nhiên có động tĩnh, chẳng những có động tĩnh còn đứng lên hướng phía ta phương hướng đi tới. Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn từng bước một đi tới, trên mặt băng lãnh trương đông hút, khủng hoảng lại một lần nữa bò đến ngực thượng, cả người đều đề phòng căng thẳng. Nhưng mà trương đông hút càng ngày càng gần cước bộ lại làm cho ta bất an, bất an liên hai tay đang run rẩy. Ta chạy, theo tường khác một cái phương hướng chạy, nhưng Trương Đông Hút không vội không nóng nảy bộ dáng càng làm cho người sợ hãi. Nhưng ta vẫn là rất ngốc chạy, chạy mấy bước liền quay đầu liếc mắt nhìn Trương Đông Hút. Nhưng mà Trương Đông Hút tựa như không nhìn tới ta hoang mang bất lực bộ dáng như nhau, hoàn toàn không động đậy. Chính là hướng phía ta từng bước một đi tới, những ta sợ hãi không còn hình dáng, nhưng vẫn là không chịu buông tha. Ta rốt cuộc rất ngốc chạy tới tường góc chết lý, bị một đèn bàn vướng chân ở ta cầm lên đèn bàn liền đập hướng về phía trương đông hút trương đông hút chỉ là nhanh hạ thân thể liền né tránh ta nhớ hô to trương đông hút trương đông hút chúng ta đã không quan hệ ta cũng không nợ ngươi cái gì nợ ngươi đều còn cho ngươi ngươi đừng ở đã tới ta bất lực khóc nhưng trương đông hút chính là thờ ơ hướng phía ta đi tới cặp mắt kia băng lãnh không có nhiệt độ chỉ làm cho người nhịn không được khủng hoảng sợ hãi liền là muốn trấn định đều trấn định không đến Trương Đông Húc, Trương Đông Húc ta vang ngươi, ngươi đừng ở đã tới, ta cũng vậy người, ta cần mới bắt đầu, ta không thể vì ngươi cái gì cũng không muốn, ngươi hiểu chưa? Mặc kệ ta nói cái gì, thế nào lớn tiếng kêu, Trương Đông Húc chính là thờ ơ hướng phía ta đi, kia một thân băng lãnh thực sự nhượng ta sợ hãi. Dĩ vãng thời gian Trương Đông Húc đùa giỡn quá lại, đã sinh khí, cũng động tới giận, nhưng ta là không có xem qua hôm nay như vậy Trương Đông Húc thật giống như hắn đã không có linh hồn, thật giống như hắn thành sống cái xác không hồn như nhau. Ta càng là sợ hãi lại càng là tâm hốt hoảng, cả người cũng không thể chính mình run run. ta là thật sợ, sợ hãi như vậy Trương Đông Húc sẽ làm bị thương hại ta. Trương Đông Húc cước bộ còn đang tới gần, ta đợi không được Trương Đông Húc đang đến gần, ta sợ hãi dùng sức xông về Trương Đông Húc, đem Trương Đông Húc thân thể đụng ra rất xa, xoay người bỏ chạy, Trương Đông Húc không có lập tức truy ta, như trước tìm ta phương hướng hướng phía ta đi. Ta lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần muốn sụp đổ cái loại cảm giác này, cả người đều hoang mang không có chỗ phát tiết, sợ hãi lại không biết thế nào cứu mình khủng hoảng càng ngày càng nặng. Trương Đông Húc, Trương Đông Húc ngươi đứng ở nơi đó đừng tới nữa, chúng ta hảo hảo nói, nói tốt nói. Ta tính toán nhượng Trương Đông Húc có như vậy một điểm phản ứng, cho dù là một chút cũng tốt hơn hiện tại cái dạng này, giống như là mất đi linh hồn như nhau không phản ứng chút nào làm cho người ta không chỉ là sợ hãi còn lo lắng đã nói không rõ ràng kia là như thế nào một loại tâm tình ta nỗ lực muốn trương đông hút dừng lại có chút phản ứng nhưng mà trương đông hút là không có một điểm phản ứng cước bộ bình thường như nhau bình ổn hướng phía ta đi đôi mắt băng lãnh nhìn ta phải đem ta đóng băng như nhau lãnh ta lại một lần nữa chính mình đụng phải trên vách tường đành phải vậy cầm trong tay đến là vật gì một bên lớn tiếng hô trương đông hút chúng ta hảo hảo nói chuyện một bên bắt tay lý gì đó văng ra đông tây ném nhất kiện lại nhất kiện phàm là sự trong phòng có thể bị ta bắt được gì đó đều bị ta ném đi đánh đánh nát toái nhưng trương đông hút vẫn là lông tóc không tổn hao gì hướng phía ta đi ta cuối cùng đã tới đạn tận lương tuyệt lúc bên người thứ gì cũng không có vọng mắt trong phòng có thể bị ta vẫn gì đó cũng đều ném đi thân thể của ta dựa vào tường hai mắt xung quanh quan sát đều đến cuối cùng trước mắt ta còn muốn ta có chạy trốn khả năng, nhưng còn lần này Trương Đông hút ở không có buông ta ra, cũng không có nhượng ta chạy thoát. Ngay ta không biết là lần thứ mấy trò cũ nặng sử dụng lực muốn phá khai Trương Đông hút thời gian, Trương Đông hút dơ lên hai tay, cường hữu lực đem ta giam cầm ở sông trưởng giữa. Ta đột nhiên kêu to, lo lắng toàn thân đều đang run rẩy. Ta dùng thương lượng khẩu khí và Trương Đông hút hạ thấp thanh âm nói. Trương Đông hút ta cầu ngươi, chúng ta hảo hảo thương lượng. Nhìn ta trương đông hút như cũ là diện vô biểu tình, băng lãnh trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào, một đôi tay mặc dù là cầm ta hai vai ta cũng cảm thụ đạt được trương đông hút hai tay hoàn toàn không có nhiệt độ, băng lãnh đông lạnh biết dùng người phát lạnh. Trương đông hút, chúng ta. Lại một lần nữa mở miệng còn muốn cuối cùng một lần hy vọng thời gian, trương đông hút thô bạo hôn đã hôn lên đến thân thể đột nhiên bị trương đông hút cường hữu lực song trưởng ôm tới trong lòng, còn không kịp có bất kỳ khiếp sợ ngoài phản ứng, trương đông hút hôn cũng đã bắt đầu lật dảo, mặc cho ta thế nào đầy cùng cự tuyệt trương đông hút cũng không chịu ly khai. Tự hồ ta càng là cự tuyệt trương đông hút lại càng là công tiến, ta càng là đầy trương đông hút lại càng là hung ác. Toàn bộ khoang miệng đều bị trương đông hút giảo phá, cái loại đó cùng loại giả thú bàn cắn xé mỗi một lần đều đau ta ưng, hai tay không ngừng ở trương đông hút trên người đấm đánh dùng hết toàn thân tất cả khí lực như nhau nhưng cuối cùng khí lực của ta đều dùng xong hai chân cũng hư mềm nhũng trương đông hút vẫn là không có ly khai trương đông hút liên thở dốc cũng không cho ta thời gian mặt của ta đều nghẹn đỏ cả người cũng bắt đầu hư thoát thượng không đến khí ta bắt đầu dùng sức lắc đầu một đôi tay đã sớm xử không hơn khí lực duy nhất chuyện muốn làm tình chính là lắc đầu ta cần dưỡng khí cần trương đông hút lập tức buông ta ra, không cho ta thực sự hội thượng không tới khí. Ta trừng nổi lên hai mắt, một đôi tay vô lực chậm rãi theo trương đông hút hai bờ vai thoát ly, ta đã cho ta sẽ phải hít thở không thông mà chết lý, đôi mắt mở tròn tròn. Trương Đông Húc băng lãnh trên mặt rốt cuộc có một chút biến hóa, nhưng ta lại không xác định là không phải là bởi vì thiếu dưỡng khí mà khiến cho đỏ lên, hay hoặc giả là bởi vì hôn lâu lắm mà nóng. Trương Đông Húc đột nhiên thúc ta đem ta dùng sức để tới trên tường, tường cùng lưng thiếp hợp trong nháy mắt đó nhượng ta đau hai mắt nặng nề đóng chặt, nhưng ta lập tức lại mở ra. Ta ở từng ngụm từng ngụm hô hấp dưỡng khí, vô pháp hô hấp thống khổ thực sự làm cho người ta sợ hãi. Trương Đông Húc như cũ là dùng băng lãnh hai mắt nhìn ta, khi ta không hề cảm thấy hô hấp khó chịu thời gian, ta đem đôi mắt nhìn về phía Trương Đông Húc, Trương Đông Húc liền lại một lần nữa thô bạo hôn ta. Còn lần này Trương Đông hút nếu không cho ta bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội, hôn không hề cực hạn ta ngoài miệng, lại càng không hội cực hạn ở trên mặt của ta, Trương Đông hút tay cũng không lại chỉ là ông ta. Chắc bàn tay to một chút liền với vào trong cổ áo, ngại vướng bận, Trương Đông hút một phen liền xé mở khai ngực châm dệt sam, bàn tay to bắt đầu tùy ý hồ vì, giả mang ở bất luận cái gì muốn để lại yêu địa phương dùng sức. Ta không có biện pháp ở phản kháng, thân thể như là không bị đại não chi phối như nhau mỗi địa phương đều tràn đầy khô nóng tế bào khô nóng khó nhịn trương đông húc hôn cũng bắt đầu nông sâu rình ngoài miệng cắn nhẹ trên tay liền hung hăng dùng sức trên tay dùng khí lực nhẹ ngoài miệng liền cắn rất đau ta như là bị trương đông húc loay hoay búp bê như nhau hoàn toàn mất đi khí lực mặc dù là bị trương đông húc để ở trên vách tường cũng hư mềm bắt đầu đứng không vững trương đông húc hôn nhượng ta ý loạn tình mê những ta liên mình muốn cái gì đều quên, cả người đều chậm rãi mềm nhũng đi xuống. Ngay Trương Đông hút hôn ta mơ hồ thời gian, Trương Đông hút bồi hồi trên bờ vai hôn đột nhiên cắn ta một ngụm, những ta đau mở to hai mắt, đau nước mắt chảy ròng. Thân thể trong nháy mắt liền bị Trương Đông hút chuyển quá khứ, đau cũng không biết là một loại cảm giác gì. Trương Đông hút một tay chế trụ ta tay trái mô bàn tay, một tay ôm ta thắt lưng, thô xuyển kèm theo từng tiếng ẩn nhẫn không bao giờ nữa dừng lại bắt đầu một phen kịch liệt va chạm sau, ta bị Trương Đông Húc không chút nào ôm nhu ném vào trên giường, sàn mặc dù rất mềm, nhưng ta vẫn là cảm giác toàn thân đều đau. Ta mở sớm đã không mở ra được hai mắt nhìn cùng lên giường Trương Đông Húc, còn chưa kịp mở miệng nói một lời, Trương Đông Húc hôn liền ngăn đi lên, lại bắt đầu một vòng mới chiếm hữu. Ta nâng tay lên muốn đẩy ra Trương Đông Húc, lại phát hiện thế nào đều không có khí lực, cũng là nhận mệnh. Trương Đông Húc vẫn là bất ôm nhu, nhưng và lần đầu tiên so sánh với đã xem như là được rồi, ít nhất không có cắn bị thương thượng ta, trong miệng cũng không có huyết tinh, như vậy tự hồ đối với ta mà nói liền thật là nhân từ. Đợt thứ hai nhạc giao hưởng chính thức bắt đầu, thân thể của ta đã bị Trương Đông Hút gây xích mít khô nóng khó nhịn, thế nhưng hội bất tự chủ đón ý nói hồ Trương Đông Hút, thậm chí đem Trương Đông Hút ôm chặt. Một nữ nhân theo bắt đầu cự tuyệt, đến cuối cùng tiếp nhận, ta không biết cái loại đó hành vi gọi buồn cười, vẫn là bất đắc dĩ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút thật là là một loại bi ai mới đúng, một loại buồn cười cùng bất đắc dĩ cùng tồn tại bi ai. Trương Đông hút mệt mỏi, mệt đang ngủ. Ta nhìn đem ta ôm thật chặt vào trong lòng Trương Đông hút đột nhiên rời đi chỗ khác đầu, ta thế nhưng là như thế không dùng được, liên mình muốn ly khai vẫn là lưu lại cũng không biết. Trương Đông hút ngủ rất trầm nếu như lúc này ta ly khai ta hẳn là đi rụng mới đúng, ta bắt đầu phát hiện một cái cơ hội, cho nên ta tính toán xuống giường ly khai, ly khai Trương Đông Hút. Nhưng khi ta nghĩ muốn lấy ra Trương Đông Hút ôm vào ngang hông cánh tay lúc, Trương Đông Hút đột nhiên liền mở hai mắt, mở hai mắt ra nhìn ta, băng lãnh nhìn ta. Ta hô hấp trong nháy mắt liền hít thở không thông, nhìn Trương Đông Hút tim đập kịch liệt, ta biết ta đang sợ. Mà Trương Đông Hút chỉ là nhìn ta một cái liền nhắm hai mắt lại, sau đem thân thể của ta dùng sức ôm chặt, đầu dán tại trên ngực, hô hấp chậm rãi yên lặng, đều đều sau liền đang ngủ có trương đông hút tỉnh lại ta cũng không dám nửa động một chút ta sợ trương đông hút lại tỉnh lại thời gian tí tí tách tách đi qua ta cũng mệt mỏi mí mắt bắt đầu trầm được không thể lại trầm nhắm mắt lại đầu óc bắt đầu còn muốn một ít ta có thể hay không ly khai sự tình nhưng tới về sau liền không có gì cả chậm rãi liền đang ngủ ngủ sau ta tỉnh hai lần không biết vì sao ta tổng cảm thấy trương đông hút đang nhìn ta nhưng khi ta sương mù xong mắt thấy trương đông hút thời gian trương đông hút lại là đang ngủ hơn nữa nhắm mắt lại không có một chút tỉnh quá dấu vết nhớ tới ta ngay cả một điểm chống đỡ hấp dẫn năng lực cũng không có đặc biệt ở trương đông hút trước mặt ta vì sao cũng không thể lấy ra lấy cái chết tướng bác cái loại đó kiên trì là của ta nhu nhược cùng hèn mọn thành tựu bây giờ trương đông hút còn vẫn là hiện tại trương đông hút mới là hắn nguyên bản mặt vô không yêu ta lại không ly khai ta yêu ta lại cùng người khác dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng. Cấp không được ta, lại bắt được không buông, bất muốn rời đi ta lại cần dùng giả mang nhất phương thức lưu lại ta. Buổi tối thời gian ta lại không tỉnh mà là vẫn ngủ ở trương đông hút trong lòng, sáng sớm thời gian trương đông hút di động vang lên, thức tỉnh ta. Sương mù giang ta nhìn thấy trương đông hút cúp điện thoại rớt, tịnh đem ta chăm chú ôm vào trong ngực, âm thầm tiếp tục ngủ. Ta nghĩ muốn mở hai mắt ra, nhưng đầu mê muội đau, thân thể cũng bởi vì đêm qua làm lụng vất vả quá độ không có bất kỳ khí lực, hỗn loạn liền lại đã ngủ. Bất biết cái gì thời gian trương đông hút đột nhiên ly khai ta, lại đem thân thể của ta kéo lên, tay như là kiểm tra như nhau theo thân thể một ít bộ vị hướng về phía trước vuốt. Vương tiêu nhiên, vương tiêu nhiên. Trương đông hút thanh âm trở nên cấp thiết, ta cũng muốn mở hai mắt ra nhìn nhìn trương đông hút, nhưng ta không mở ra được, cái loại đó tịnh không có khí lực, nhưng ta ngay cả nói chuyện cũng mở không nổi miệng trương đông hút rất nhanh đem trán dán tại ta trên trán ta có thể cảm giác được trương đông hút thở dốc nặng thêm càng có thể cảm nhận được trương đông hút khẩn trương hai tay chăm chú đem ta gáy hộ chặt kỳ thực ta đặc biệt tưởng nhớ mở hai mắt ra nhìn nhìn trương đông hút có phải hay không lo lắng không còn hình dáng nhưng ta không khí lực toàn thân cái loại đó xương cốt bị đập vụn đau quá ta chịu không nổi ta hoảng hốt lắc đầu ưng tự hồ chỉ có như vậy mới có thể cảm giác chẳng phải đau. Thân thể không biết có phải là không có cẩn thận năng lực, thế nhưng mềm miên vô lực ngã tới, ta nghe thấy Trương Đông hút kêu to thanh âm, hô tên của ta, nhượng lòng ta miệng một chút một chút phát chát đau đớn. Ta cảm thấy ta lãnh được không được, đầu ván mắt hoa thời gian vẫn có thể cảm nhận được Trương Đông hút băng lạnh mặt, băng lạnh xong mắt thấy ta thời gian, đông lạnh được ta toàn thân đều không ngừng được đánh trùng mình, nhưng mỗi lần ta một tá rùng mình thân thể của ta liền hội truyền đến ngoại tại đè ép đau đớn, liền hội nghe thấy Trương Đông Húc gọi tên của ta. Cảm giác chẳng phải chân thực, cũng có rất chân thực, không biết là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ trong đầu ta một mảnh đen kịch, cái loại đó không có gì cả đen kịch. Có một khoảng thời gian trong đầu ta vẫn là như thế này, đen kịch cái gì đều nhìn không thấy, nhưng ta cảm thấy rất ầm ỉ, bên tai giống như là có cái gì người vẫn ở ầm ỉ ta, làm cho ta không được an bình, mỗi lần nghĩ buồn ngủ đô hội bị người đánh thức. Trước mắt rốt cuộc ở trong chốc lát có quan huy, nhưng ta lại chính là không muốn mở hai mắt ra, thân thể đau đớn đang từ từ biến mất, nhưng một loại khác hư lực cũng bắt đầu ở trên người lan tràn. Không khí lực, toàn thân cũng không khí lực, miễn cưỡng tốn sức mở mắt ra, liên sự vật đều thấy không rõ liền lại hỗn loạn một mảnh hắc ám. Chuyện gì xảy ra? Trương Đông Húc không vui lãnh thanh âm lại xuất hiện, ta thế nào như thế ghét trương đông hút thanh âm, luôn luôn ở ta cảm thấy an nhàn thời gian xuất hiện, xuất hiện nhiễu loạn ta cường chống yên tĩnh tâm. Còn không xác định, bệnh nhân tình huống không lạc quan, ngài phải có cái chuẩn bị tâm lý. Nghe đi lên là một lên niên kỹ người, nói lên nói hòa hoãn trầm ổn. Không biết là đang nói ai, có phải hay không là ta. Không phải nói chỉ là sốt cao khiến cho viêm phổi sao. Vì sao lâu như vậy còn không tỉnh. Trương Đông hút thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, vừa tới gần không biết vì sao liền lại xa, cái loại đó chỉ là một trong nháy mắt liền xa. Bệnh nhân có lẽ là có nào đó thần kinh phương diện chứng bệnh, loại bệnh này người chúng ta quốc nội rất ít, nhưng bất bài trừ bệnh nhân ở dùng nào đó ý chí và thân thể của mình chống lại, đây là một loại tiêu cực chứng bệnh. Nếu như như vậy kéo dài đi xuống, bệnh nhân hội đem thân thể của mình kéo suy sụp, thẳng đến sinh mệnh chung kết. Thần kinh chứng nàng hữu thần kinh chứng, từng bệnh phát quá một lần. Vậy kỳ quái, bệnh nhân trạng thái tự hồ không có bệnh phát quá, bởi vì này loại thần kinh chứng một khi bệnh phát, liền hội bất gián đoạn bởi vì bệnh nhân tâm tình tái phát, nhưng nhìn bộ dáng của bệnh nhân này tượng là lần đầu tiên. Có ý gì? Trương Đông hút thanh âm đột nhiên đã đến bên người như nhau. Còn từng quan sát, nàng tình huống rất ít thấy, thần kinh chứng thuộc về lâm sàng biến dị khá nhanh một loại chứng bệnh, y học thượng tạm thời còn chưa có đối loại bệnh này biến cấp ra nhận định đồng dạng không có hữu hiệu phương pháp trị liệu chỉ có thể dựa vào bệnh nhân chính mình nghị lực thanh âm dần dần đi xa bên tai rốt cuộc thanh tĩnh rơi vào hắc ám trong thế giới ta rốt cuộc có thể an nhàn ngủ thượng một cảm thấy về phần là ngủ bao lâu ta liền không rõ lắm ta không có tỉnh lại ý thức thật giống như chỉ cần như vậy nằm nằm ở đen kịp trong thế giới toàn thân đô hội cảm thấy nhẹ nhõm cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không nói cả người đều trở nên nhẹ nhàng không ít thân thể nhẹ như lông cảm giác như là một đoàn không có trọng lượng sương mù cả người đều phiêu đảng không có quang minh trong bóng tối loại này rời rạc ý thức vẫn dằn co nửa tháng nhưng tháng sau khi ta bị tiểu đệ gọi lúc tỉnh ta đã gầy rất lớn một vòng y phục trên người vì dài rộng đại mặt cũng gầy rất lớn một vòng xung quanh sự vật nhìn qua như vậy bất tương xứng tiểu đệ ôm thật chặt đem ta dung tiếng thân thể như nhau ôm, ta ngẩng đầu lên nỗ lực không cho nước mắt không tốt chảy xuống, nhưng vẫn là ở nhắm hai mắt thời gian khóc. Chỗ đó thật là hắc, khắp nơi đều là vắng vẻ quỷ mị, ta đã cho ta muốn như vậy vẫn đi xuống, quên phiền não, quên ưu sầu, nhưng ta phát hiện ta không phải, ta còn có điều lưu luyến. Ta khóc ôm chặt tiểu đệ gầy thân thể, lớn tiếng khóc. Ngày đó ta không thấy được Trương Đông hút ở bên cạnh ta, nghe tiểu đệ nói trương đông húc bị miễn chức hơn nữa trương gia cũng bị liên lụy nghe thấy tiểu đệ nói lời như thế thời gian ta không có bất kỳ khổ sở hoặc là lo lắng trương đông húc và ta không quan hệ trương gia cũng cùng ta không quan hệ cửu tử nhất sinh sau ta đột nhiên hiểu một cái đạo lý là bởi vì ta nhu nhược mới có thể nhiên trương đông húc sĩ khí phát sinh là bởi vì ta yêu trương đông húc mới có thể trương đông húc ở thế giới của ta lý đi tới đi lui không có thương hại dẫm lên. Theo ta sau khi trở về Trương Đông hút điện thoại sẽ không đoạn đánh tiếng vào, mặc kệ ta thế nào không tiếp, ta thế nào đổi số điện thoại, nhưng Trương Đông hút chính là có bản lĩnh biết ta thay đổi cái gì số điện thoại. Không có biện pháp ta mua hé ra không có ngụ lại thẻ điện thoại, như vậy mới ngăn chặn Trương Đông hút điện thoại lại đánh tiếng vào. Quãng thời gian đó ta vẫn chưa từng thấy Trương Đông hút, có một tháng. Trương Đông hút quan hệ, Trương gia cũng bị liên lụy, Trương Đông Tuyết xuất ngoại, Trương Gia gặp chuyện không may đêm trước một người xuất ngoại, tiểu đệ nói Trương Đông hút động tác rất nhanh, ngay ta không thấy ngày hôm sau liền đem Trương Đông Tuyết đưa ra quốc. Trương Đông hút ở trong phòng ăn không đếm xỉa thị trưởng thân phận và người phát sinh tranh chấp, còn vô lý do đã thương người, đã thương người sau còn một đi rồi chi. Trương Đông hút không thể nghi ngờ phạm sai lầm lầm, thâm căn cố đế Trương Gia cũng không giữ được Trương Đông hút. Trương Đông hút vừa ra sự, đã bị lớn nhất ảnh hưởng chính là trương gia, trương gia phòng trạch nhiều, tiền cũng nhiều, ở có vài người trong mắt, trương gia chính là một tòa kim sơn mỏ bạc, liền là một khối màu mỡ nhiều nước thịt mỡ, sớm đã có một đàn sói nhìn chằm chằm này khối thịt mỡ. Hiện tại trương gia ra sự, những người đó rất nhìn chầm chầm vây đi lên, chờ một người một ngụm một người một ngụm đem trương gia tài sản ăn vào bụng của mình. Vốn tưởng rằng trương gia hội từ đấy điêu vong, ai có thể cũng sẽ không nghĩ đến chính là, Trương Đông Húc chẳng những không có sự, còn bị cử đi học Anh quốc London giao lưu học tập. Này kết quả là ai cũng không ngờ, khi ta ngồi ở trên sofa nhìn thấy Trương Đông Húc phong thần tuấn lãng đứng ở ký giả ở giữa thời gian ta không tự chủ cười. Người với người khác nhau kém quá lớn, có vài người phạm vào bất kể là nhiều lỗi, bất kể là đã thương ai, bất kể là cường bạo ai, chỉ cần hắn còn sống, còn có năng lực hô hấp, hắn là có thể vĩnh viễn sừng sững không ngã mặt ngăn nắp xinh đẹp y phục cười mà có vài người không đáng lỗi cũng sẽ nằm ở trong bệnh viện không có cách nào khởi đến giống như là bạch hạo vũ đúng vậy bạch hạo vũ bây giờ còn nằm ở trong bệnh viện bởi vì não bộ đã bị đụng thương khiến cho nặng độ hôn mê đến nay còn chưa có tỉnh lại dấu hiệu một bên trầm tư một bên tắt đi tivi bên cạnh ngồi lam linh không nói một câu nhìn ta cao mày trong khoảng thời gian này tính cách của ta đại biến nhượng lam linh sinh ra nghi hoặc cho nên luôn luôn lơ đãng nhìn trộm ta ta uống trên bàn trà tiểu đệ cho ta nóng hảo thuốc đông y đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài lúc trời đi lam linh kêu ta một tiếng hỏi ta buổi tối có trở về hay không đến ta nói không trở lại ta muốn đi bệnh viện chiếu cố bạch hạo vũ bạch hạo vũ mặc dù đã không có gì tri giác nhưng ta không thể không quản bạch hạo vũ nhưng bạch hạo vũ ở trong bệnh viện ngủ một mình ở vô tận trong bóng tối Phương Bắc mùa thay đổi luôn luôn rất đúng lúc, tháng 11 mùa đã lạnh làm cho người ta không thoải mái, hơn nữa còn là cái loại đó rất băng lạnh lạnh, nhưng lại lạnh khí trời cũng không ảnh hưởng ta yên lặng bước tiến, ta đã học xong yên lặng. Dưới bầu trời tuyết, ta che kính trên người áo khoác ngoài, vừa đi một bên thân thủ chuẩn bị đánh một chiếc xe tử, giơ lên tay còn chưa có hạ xuống, một chiếc rượu hồng sắc xe đua liền dừng ở trước mặt của ta. Ta thu hồi tay đặt ở áo khoác ngoài lý trong túi nhìn rượu hồng sắc chạy người trong xe, Bạch Hạo Phàm lại qua đây tiếp ta. Lên xe. Bạch Hạo Phàm đẩy mở cửa xe, ngữ khí không có gì nhiệt độ kêu ta, mặt lạnh giống như là lúc này khí trời không hề nhiệt độ. Ta lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng, song tay chống ở áo khoác ngoài trong túi không có gì biểu tình nhìn xe phía trước. Hoa tuyết tùy ý ở trên trời phiêu sái, Trụ hồng sắc xe đua như là một luồng giả mang phong ở bạch tràn ngập trong thế giới qua lại không ngớt. Trên xe một nam một nữ lặng lẽ im lặng, một thủ kinh điển mùa gió ở trong xe vang lên gió mát nhẹ nhàng thổi đến lặng yên tiếng ta vạt áo mùa hè trộn đi nghe không thấy thanh âm ngày vội vã đi qua bội làm ta có nhiều cảm xúc sinh nhớ một mảnh kia cảnh tượng rực rỡ theo gió nhẹ nhàng thổi đến ngươi tiếng bước trái tim của ta ở một tức gian thay đổi ta cả đời trả giá bao nhiêu nhiệt thành cũng không cách nào đi kế được thật nhưng cũng không nên lại kinh sợ mưa gió xâm thổi nha thổi nhượng gió này thổi mạc kiền trong tròng mắt lượng tinh nước mắt thổi nha thổi nhượng gió này thổi đau thương toàn bộ mang đi quảng trong gió là ai Ta không biết Bạch Hạo Phàm sao có thể nghe như vậy một ca khúc, thật lâu trước một ca khúc, lúc mới bắt đầu ta đều nghe không hiểu, bởi vì là tiếng Quảng Đông ca. Nhưng tới về sau ta nghe được lâu, đô hội hát, theo bảo các sơ khởi nghĩ đến là mùa thay đổi, trong mộng tỉnh lại năm tháng như bay chạy, có hay không sớm đính xuống ngươi hoặc ta cũng sẽ đổi lòng, than thở sao có thể lâu hợp cuối cùng muốn phân, cùng phong thổi trúng hăng say lãng nhật cũng muốn bị tế ẩn, nổi lên một mảnh mê mông bụi bặm cổn bạch hạo phàm đối ta thủy chung không có gì biểu tình nhìn ánh mắt cũng phần lớn là không có gì nhiệt độ bắt đầu mấy ngày nay bạch hạo phàm cũng không cho ta cơ hội thấy bạch hạo vũ không cho ta thấy ta ngay bệnh viện dưới lầu trong đại sảnh chờ đợi được bạch hạo phàm đi trường học hoặc là công ty ta chỉ có một người đi trên lầu nhìn bạch hạo vũ mặc dù là không vào được ngay bạch hạo vũ phòng bệnh bên ngoài coi trọng liếc mắt một cái kỳ thực ta hiện tại đã biết rõ ta đối bạch hạo vũ không có gì cảm tình chỉ là ấy nấy, nhưng ta không thể cứ như vậy ở phạm sai lầm hậu, có thể an tâm lý được ăn được ngủ được. Ta không phải trương đông hút ta làm không được, làm không được mất đi lương tri. Không biết là không phải bạch hạo phàm cảm thấy ta đáng thương, vẫn bị ta bất khuất tinh thần ma đã không có khó xử tâm lực của ta, thế nhưng nhượng ta thấy bạch hạo vũ, không chỉ nhượng ta thấy bạch hạo vũ còn cho phép ta ở bạch hạo vũ trong phòng bệnh đi ngủ, chiếu cố bạch hạo vũ. Đến bây giờ Bạch Hạo Phàm còn có thể mỗi ngày cơm chiều tiền qua đây tiếp ta, có đôi khi hội trễ giờ, nhưng rất nhiều thời gian Bạch Hạo Phàm đều sẽ tới tiếp ta. Nhưng Bạch Hạo Phàm như trước rất ít nói chuyện, thậm chí không nói lời nào, xe đi ngang qua phòng ăn thời gian Bạch Hạo Phàm xuống xe, sau khi xuống xe rất nhanh cầm kỹ hộp trứng muối cháo. Đây chính là ta các bữa tối, chỉ cần là ở trong bệnh viện cùng Bạch Hạo Vũ, ta và Bạch Hạo Phàm bữa tối chính là trứng muối cháo. Ta đoán là Bạch Hạo Vũ thích trì loại vật này, bằng không Bạch Hạo Phàm sẽ không mỗi một lần đều mua tam hộp, mà mỗi một lần Bạch Hạo Phàm ăn thời gian đều sẽ không ngừng nhíu mày, hình như trứng muối thịt có bao nhiêu sao khó có thể nuốt xuống, hắn có bao nhiêu sao không muốn ăn. Lên xe Bạch Hạo Phàm đem trứng muối cháo đặt ở trên chân của ta, ta liền thân thủ nâng, để tránh cháo vẫy ra, xuống xe tới bệnh viện ta trước một người tiến bệnh viện, Bạch Hạo Phàm sẽ ở một hồi tồn hảo xe sau theo kịp đẩy ra bạch hạo vũ phòng bệnh các ta chuyện thứ nhất chính là đem cháo buông, gọi kháng hộ đi nghỉ ngơi, sau đem trong phòng bệnh thu thập một chút, thu thập một chút mới xoay người đi nhìn nằm trên giường bệnh không có bất kỳ phản ứng nào bạch hạo vũ. Nhìn một hồi ta sẽ ngồi sổn xuống lấy ra dưới giường chậu nước, chống lại thủy cảm thấy vừa phải đem khăn mặt phóng tới bên trong dính ướt, vắt khô cấp bạch hạo vũ lao người. Lúc mới bắt đầu ta có một chút không có thói quen, dù sao làm như vậy có chút không ổn, một đại nam nhân không nói ta hảo không có ý tứ ta cảm thấy bạch hạo vũ cũng không có thói quen nhưng thời gian dài ta cũng thành thói quen nhìn vẻ mặt yên lặng nằm trên giường bệnh bạch hạo vũ một bên cấp bạch hạo vũ xoa tay một bên nói cho bạch hạo vũ hôm nay bên ngoài tuyết rơi hoa tuyết rất nhỏ nhưng ta cảm thấy một hồi hoa tuyết liền hội lớn bên ngoài có chút lạnh đặc biệt đông lạnh tay mặc áo khoác ngoài cũng đông lạnh được lạnh buốt mỗi ngày ta cũng sẽ nói với Bạch Hạo Vũ một ít lời, thầy thuốc nói như vậy có trợ giúp Bạch Hạo Vũ tỉnh lại. Bạch Hạo Vũ trên người không có gì nghiêm trọng ngoại thương, nhưng thầy thuốc nói Bạch Hạo Vũ đầu có lẽ là đã bị quá nghiêm khắc nặng đánh, đưa đến hắn hôn mê bất tỉnh. Ta nghĩ không ra Bạch Hạo Vũ và Trương Đông Húc Tư đánh thời gian có hay không đem đầu đánh vào chỗ đó, ta đã sớm không nhớ rõ. Lúc mới bắt đầu ta và Bạch Hạo Vũ đều nói một ít ta hồi bé sự tình, nhưng thời gian lâu dài ta cũng không sao có thể nói, cũng chỉ có thể báo cáo như nhau đem mỗi ngày sự tình nói cho Bạch Hạo Vũ nghe. Lâu ta cũng đã dưỡng thành một loại thói quen, dưỡng thành ta nếu như không đem một ít lời nói cho Bạch Hạo Vũ nghe đều không có thói quen. Ta lại nhà lại nhảy không sai biệt lắm thời gian, Bạch Hạo Phàm đẩy cửa ra tiếng cửa phòng bệnh, Bạch Hạo Phàm trước hết làm một việc chính là cầm lên bên cạnh ghi lại bản, coi trọng mặt Bạch Hạo Vũ một ngày ẩm thực ghi lại và lâm sàng phản ánh cấp bạch hạo vũ lao xong thân thể, đem chăn cấp bạch hạo vũ đắp kín, thu thập một chút sau ta và bạch hạo phàm liền hội ngồi cùng một chỗ tương đối vô ngôn ăn đông tây, tam hộp trứng muối cháo vẫn là ta và bạch hạo phàm một người một hộp, còn lại một hộp. Bạch Hạo Phàm mỗi ngày buổi tối hội ở lại trong bệnh viện hơn 2 giờ, 2 tiếng đồng hồ sau liền sẽ lập tức khai, thỉnh thoảng Bạch Hạo Phàm hội lưu lại một buổi tối, nhưng rất ít. Nếu như Bạch Hạo Phàm lưu lại ta liền sẽ rất sớm nghỉ ngơi, ta có buổi tối lên mạng viết đông tây thói quen, ta lo lắng ảnh hưởng bạch hạo phàm liền hội sớm một chút nghỉ ngơi. Đáng giá đề cập sự tình là, ta thấy đến mộ dung tẩn, ở diêu tỉnh nhã phòng bệnh ngoại. Phải nói là một ngoài ý muốn, diêu tỉnh nhã và bạch hạo vũ ở tại một trong bệnh viện, mà trùng hợp chính là bạch hạo vũ ở tại lầu 7, diêu tỉnh nhã cũng ở tại lầu 7. Diêu tỉnh nhã đầu bị đánh, não ngoại thương, lâm sàng biến hiện gián đoạn tính hôn mê, đau đầu, buồn nôn nôn mửa lô nội tích máu khiến cho thính lực thất thường diêu tỉnh nhã là bởi vì ta và lam linh mới ở viện tiểu đệ đi trạm cảnh sát ký giải hòa hiệp nghị thời gian trương gia cũng không có đem diêu tỉnh nhã bị thương nặng sự tình nói ra cho nên tiểu đệ không biết diêu tỉnh nhã trọng thương sự tình lam linh liền càng không biết trương gia tự hồ cũng không có tính toán nhượng ta biết trương đông húc cũng không có đem diêu tỉnh nhã sự tình nói ra không chỉ không có nói ra Trương Đông Húc liên đến bệnh viện liếc mắt nhìn dư tỉnh nhã cũng không có quá. Nếu không phải là ta ở trong bệnh viện gặp được mộ dung tẩn, ta nghĩ ta sẽ một đời cũng không biết dư tỉnh nhã thương nặng như vậy. Mộ dung tẩn không có thay đổi gì, khi Trương Tuấn lãng mặt vẫn còn có chút tái nhợt, nhìn thấy ta thời gian ta trừ có chút ngoài ý muốn, không có kỳ biểu hiện của hắn. Mộ dung tẩn là tới nhìn dư tỉnh nhã, ta là nhìn thấy mộ dung tẩn thời gian mới biết dư tỉnh nhã ở trong bệnh viện mới biết mộ dung tẩn nhìn về phía địa phương nằm dư tỉnh nhã. Mộ dung tẩn nói dư tỉnh nhã bệnh tình cơ vốn đã ổn định, không cần bao lâu là có thể xuất viện, trong đầu tụ huyết một khi lấy ra người liền hội không có việc gì. Ta và mộ dung tẩn không có gì dư thừa nói có thể nói, ta đối dư tỉnh nhã cũng không có cái gì thẹn với địa phương, sớm đã không cần thiết, cho nên mộ dung tẩn lời nói ta cũng không có thế nào để bụng, một bên nghe một bên đều đã quên ngày đó ngồi ở trên xe lăn người là ai? Ta cho rằng Bạch Hạo Phàm Tịnh không nhìn tới mộ dung tẩn, dù sao Bạch Hạo Phàm tới thời gian mộ dung tẩn đã ly khai, không ngờ nhìn thấy. Một quá khứ bằng hữu. Nếu như nói ta có thể cấp mộ dung tẩn cái gì định nghĩa, ta nghĩ chỉ có thể là quá khứ một người bạn. Bạch Hạo Phàm ở không nói gì, mà là trầm mặt ăn trong bát trứng muối cháo đứng dậy ly khai, lúc trời đi đốn hạ cước bộ để lại một câu nói, một câu ý vị thâm trường lời. Gia gia ta ngày mai hội theo nước Mỹ qua đây, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Bạch Hạo Phàm nói xong đóng lại cửa phòng bệnh ly khai, ta nhìn cửa phòng bệnh nhìn một hồi mới cúi đầu ăn đông tây. Ta chưa từng thấy Bạch Hạo Vũ gia gia, mặc dù Bạch Hạo Vũ hôn mê bất tỉnh đến bây giờ đã có nửa tháng hơn, nhưng này vị chỉ nghe kỳ danh không thấy kỳ thân Bạch lão thái gia, ta đến nay mới thôi lại cũng không thấy quá kỳ thực ta cũng rất muốn trông thấy bạch hạo vũ này da da có thể nhẫn tâm liên cháu mình sinh tử cũng không quản người tim của hắn nên có bao nhiêu ngoan một đêm tựa hồ rất nhanh liền quá khứ nhưng hàng tuyết mùa đêm quá dài dằng dặc dài dằng dặc như là mấy buổi tối đều đã qua như nhau cuối cùng là chờ đến bình minh thời gian ta xuống giường bắt đầu cấp bạch hạo vũ chỉnh lý trên người muốn tắm rửa y phục ngay khi đó cửa phòng bệnh bị đẩy ra ta ngẩng đầu nhìn lại cửa muốn người tới tới cửa người là một thất mười mấy tuổi lên niên kỷ lão đầu phát thượng nhiễm rất nhiều xương sắc sắc mặt lại khó có được hồng hào nhìn qua mặc dù rất lớn niên kỷ nhưng tinh thần lại rất thịnh vượng đặc biệt nhìn người cặp mắt kia càng lấp lánh hữu thần phía sau lão nhân theo hai người trung niên nam nhân đều là mang ánh mắt bất cẩu ngôn tiếu người thấy được lão nhân ta đem bạch hạo vũ xuyên phân nửa y phục mặc hảo đem bạch hạo vũ thân thể nhẹ nhàng chậm chạp bỏ vào trên giường đắp lên chăn mới đứng lên nhìn vào cửa bạch lão thái gia. Ngươi chính là vương tiêu nhiên. Bạch lão thái gia nhìn ta chỉ là tùy ý quan sát liếc mắt một cái, trong ánh mắt không khó nhìn ra lạnh lùng cười chế nhạo, lập tức nhìn bạch hạo vũ trở nên bình tĩnh một chút. Ta là... Đáp trả ta xoay người bắt đầu thu thập bạch hạo vũ trên giường bệnh ta đổi hạ y phục, vừa quên mất đóng cửa, nếu như tiến vào khác y tá nhiều không tốt, muốn ta không khỏi nhíu nhíu mày, liếc nhìn bạch hạo vũ, ngay ta nhớ mày thời gian cửa có vào một người ta quay đầu nhìn lại thời gian người đã đi tới bên người nhìn ta liếc mắt một cái bạch hạo phàm chút nào không lễ phép nhìn về phía bạch lão thái gia hỏi không phải mười giờ máy bay sao thế nào sớm ta nhớ lầm bạch lão thái gia và cháu của hắn nhìn qua bất hòa vừa mới vừa thấy mặt đã ai nhìn ai cũng không vừa mắt ngươi nhớ lầm người khác cũng nhớ lầm sao Bạch Hạo Phàm cực không thoải mái thanh âm có chút lớn, vang vọng ở toàn bộ trong phòng bệnh đều cảm thấy chấn được hoảng. Người khác ký nhớ không lầm ta nào biết, ta nói ngươi không hơn học công ty cũng không đi, ngươi chạy tới đây làm cái gì? Bạch Lão Thái Gia ngồi vào bên cạnh trên sofa trong mắt không muốn gặp, liếc nhìn bên cạnh theo vào môn hai người, hai người lập tức theo trong tay cặp tài liệu lý cầm hai phân hiệp nghị ra, bỏ vào trên bàn. Đây là cái gì? Bạch Hạo phàm lạnh mặt, liền có một chút không kiên nhẫn bộ dáng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 003 âm lãnh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Là cái gì phải dùng tới ngươi cho ta bận tâm sao? Chớ đứng ở chỗ này lý nhượng đầu ta đau, nên làm gì đi làm gì, ta liền không rõ. Đại ca ngươi nằm ở trên giường không thể động, ngươi cũng nằm ở trên giường không thể động ngươi rốt cuộc dài quá cái cái gì đâu. Bạch lão thái gia vẻ mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép, lạnh lùng trừng bạch hạo phàm liếc mắt một cái. Không cần ta bận tâm, không cần ta bận tâm ngươi kêu ta đến cái kia phá địa phương đi làm gì. Hiện tại chê ta chướng mắt. Ngươi thật cho là ta cam tâm tình nguyện đâu. Còn có, ngươi ở dám nói một câu đại ca của ta và ta không phải, cẩn thận ta cho ngươi liên quan tài bản cũng mua không nổi. Từ lúc chào đời tới nay ta nghe tối đồ sộ một lần tổ tôn nói chuyện chính là lần này, nhìn ta cả người đều ngốc sững sờ ở tại chỗ. Ngươi! Ngươi! Ngươi này chẳng ra gì tử tôn, ta thế nào nuôi ngươi như thế cái liếc mắt sói, ngươi cút cho ta, lập tức theo trước mắt của ta cho ta biến mất, có bao nhiêu xa ngươi cút cho ta rất xa, tốt nhất là đi đâu cái cái gì hỏa tinh địa phương, ở cũng đừng nhượng ta nhìn thấy ngươi, miễn cho ta bị ngươi tư sống cấp tức chết. Bạch lão thái gia khí trên mặt lúc trắng lúc xanh, ta xem đều thẳng nhíu mày lo lắng, nhưng mà bên cạnh bạch hạo phàm lại không tức chết người thề không bỏ qua bộ dáng, trừng mắt da da của mình lạnh mặt dằn co. Tức chết! Ngươi bỏ được sao? Tức chết rồi ngươi phần này gia nghiệp ta nhất định giúp ngươi tiêu xài một điểm không dư thừa. Bạch hạo phàm là một câu dễ nghe sẽ không nói, trừ phi không nói, phàm là bạch hạo phàm nói ra khỏi miệng nói đều kẹp thương mang côn, muốn tức chết người tức chết ta. Cho ngươi ăn cơm đều không kịp ăn, ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta chỉ cao khí ngang nói chuyện, ngươi rốt cuộc dài không dài đầu óc. Ta không dài đầu óc. Không dài đầu óc ngươi đem lớn như vậy phá công ty cho ta quản lý, ta không dài đầu óc ngươi tìm người khác, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý cho ngươi bán mạng. Bán mạng. Ngươi không bán nghĩ bán người còn nhiều mà, ngươi nghĩ rằng ta còn hiếm lạ ngươi. Bạch Hạo Phàm và Bạch Lão Thái Gia Tương Hổ không cam lòng tỏ ra yếu kém một chút cũng không giống như là tổ tôn lưỡng, đảo như là nhiều năm ân oán cừu nhân, gặp mặt liền dẫy cái mặt đỏ tía tai. Nhìn Bạch Hạo Phàm và Bạch Lão Thái Gia ngươi một câu hắn một câu ở nơi nào ầm ỉ, ta cũng không có gì hứng thú, trừ cảm thấy có chút ầm ỉ ngoài cũng không kỳ cảm giác của hắn. Một hồi ta còn muốn trở lại nơi ở, gần đây khí trời lạnh mang theo máy vi tính ra không quá phương tiện, bệnh viện luôn muốn lầu trên lầu dưới, ta cũng sẽ không có đem máy vi tính mang ra khỏi đến, ta không chuyện gì có thể làm, ngay trên mạng tùy tiện viết một ít quan với mình cố sự. Kỳ thực cũng không có gì chờ mong, nhưng nếu như có người nguyện ý và ta cùng nhau chia sẻ, ta cảm thấy giống như là hơn một người bạn, bằng hữu hơn liền không cảm thấy trống rỗng. Xoay người nhìn trên giường vừa đổi hảo y phục Bạch Hạo Vũ, đi vài bước quá khứ lại cấp Bạch Hạo Vũ sửa sang lại một chút, nhìn nhìn ga giường vỏ chăn có hay không cần tắm rửa nếu như không có ta phải trở về đi cơm sáng ta bình thường cũng sẽ không ở lại trong bệnh viện ăn bạch hạo vũ đã chiếm dụng ta không ít thời gian thời gian còn lại ta muốn để lại cho tiểu đệ và chính ta ta nếu không có thể giống như trước như nhau chỉ sống ở một người bóng mờ hạ ta giống như là muốn khát vọng phi tường chim nhỏ ly khai mẫu thân thời gian kỳ thực ta sẽ phi chỉ là ta bị giam ở lòng chim lý quá lâu ra đến này phồn hoa đại thế giới có chút không có thói quen nhưng phi là chim nhỏ bản năng mặc dù là tùng lâm lại nguy hiểm bầu trời cao tới đâu chim nhỏ cũng không sợ hãi đi phi tường còn muốn muốn bay được càng cao mà ta đâu ta có cùng sinh đều tới sinh tồn bản năng ta thì sợ gì đâu thu thập một chút cấp bạch hạo vũ đắp đắp chăn mền trên người đổi lại hài liền tính toán ly khai nhưng mà cước bộ còn chưa có đi tới cửa liền bị bạch lão thái gia gọi lại vương tiểu thư xin dừng bước lão nhân gia ta còn có việc muốn cùng bạch tiểu thư thương lượng nghe thấy bạch lão thái gia gọi ta ta xoay người nhìn về phía bạch lão thái gia đạm nhiên nhìn vương tiểu thư bồi lão nhân gia ta ngồi một hồi được không bạch lão thái gia khách khí nhượng ta liếc mắt nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi bạch hạo phàm tự hồ bạch hạo phàm có chuyện gì gạt ta ta còn có việc Bạch lão thái gia có lời thỉnh nói thẳng. Ta không động một bước, đứng ở đàng xa nhìn bạch lão thái gia, với con ngươi liếc liếc mắt một cái trên bàn hai phân văn kiện. Xem ra vương tiểu thư còn là một sản khoái người, khó có được đối lão nhân gia ta khẩu vị, hảo, hảo. Bạch lão thái gia vẻ mặt hòa nhã tươi cười, nói lên nói cũng cười ha hả, nhưng ta tổng cảm thấy bạch lão thái gia bất đơn giản như vậy. Tiểu đệ đã nói, phàm là là đa mưu túc trí người cũng có chỗ hơn người, mặt đối với bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì đều hỉ giận không sợ hãi với sắc, thái sơn băng với phía trước vô động dung. Đáng sợ cũng không phải người được thiện ác, mà là người được lòng dạ, là thật tiểu nhân, ngụy quân tử, tiếu lý tàn đao, trong bông có kim người. Ta mặc dù không biết tiểu đệ trong lời nói thâm ý, nhưng nhìn thấy bạch lão thái gia đối ta cười, ta liền hội nhớ tới tiếu lý tàn đao tới. Bạch lão thái gia mời nói. Nắm môn tay viện tay thả, Đóng cửa lại ta đi vài bước, liếc nhìn đứng bên cạnh Bạch Hạo Phàm mới nhìn Bạch lão thái gia. Bạch lão thái gia như trước cười ha hả bộ dáng, nâng tay lên ý bảo phía sau một người trung niên nam nhân đem trên bàn một phần tư liệu cho ta đưa tới, ta xem mắt Bạch lão thái gia mới phía sau nhận lấy đối phương đưa tới tư liệu. Kẹp tư liệu muốn bị mở ra thời gian Bạch Hạo Phàm thân thủ ngăn cản ta, ta ngẩng đầu nhìn Bạch Hạo Phàm khó coi khuôn mặt tuấn tú, nhăn chặt hai hàng lông mày ta sẽ thú phương đông tập đoàn tam tiểu thư. Bạch hạo phàm ngó mặt đi chỗ khác nhìn bạch lão thái gia, ngó mặt đi chỗ khác thời gian anh tuấn mặt khôi phục lạnh lùng, thanh âm cũng khôi phục lạnh lùng. Ngươi bây giờ nghĩ kỹ, đừng đến lúc đó nuốt lời nhượng ta và phương đông tập đoàn không có cách nào công đạo. Bạch lão thái gia nói với bạch hạo phàm tự hồ là có liên quan thương nghiệp thông gia sự tình. Ta nhíu nhíu mày thân thủ lấy ra bạch hạo phàm ngăn trở ở kẹp tư liệu thượng tay, Bạch Hạo Phàm lúc mới bắt đầu còn không chịu, nhưng ta còn là dùng lực đẩy ra Bạch Hạo Phàm tay. Đương Bạch Hạo Phàm tay hoa rơi, ta mở kẹp tư liệu tờ thứ nhất thời gian, lọc vào trong tầm mắt là thụ tinh nhân tạo sinh con hợp đồng, mấy lọc vào trong tầm mắt màu đen đại tự. Về phần phía dưới chữ nhỏ ta không có lại đi nhìn, với trong mắt có ta và Bạch Hạo Vũ tên. Ta nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch lão thái gia. Còn có một phân ta có thể nhìn nhìn sao? bạch lão thái gia cười không ra tiếng cười người phía sau lập tức đem một khắc phân kẹp tư liệu cũng đưa cho ta ta thân thủ tiếp nhận một khắc phân kẹp tư liệu mở liếc mắt nhìn liền lập tức khép lại ta ký phần thứ hai nhưng ta có một cái yêu cầu hy vọng ngài có thể đáp ứng ta nhìn đã gần đất xa trời bạch lão thái gia ta đạm nhiên không có gì tình tự dao động kỳ thực ta có thể hiểu bạch lão thái gia tâm tình cho nên mới không có chút do dự nào thì có quyết định Bạch Tiểu Thư là sản khoái người, ta thích, Bạch Tiểu Thư mời nói. Bạch Lão Thái Gia nói quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau hai người, phía sau hai người lập tức xoay người ly khai, tịnh đóng kỹ môn. Ta sẽ ký và tôn tử của Ngài Bạch Hạo Vũ kết hôn hợp đồng, tịnh bảo đảm ở Bạch Hạo Vũ sinh thời sẽ không đưa ra ly hôn, thế nhưng Ngài phải đáp ứng ta, Bạch Hạo phàm hôn nhân quyền lựa chọn giao cho chính hắn làm chủ, Ngài không thể lại lợi dụng bất luận cái gì phương thức, hoặc là thủ đoạn khiến cho Bạch Hạo phàm dựa theo ý nguyện của ngài cưới vợ sinh tử, không chỉ như vậy ngài cũng không thể ngăn cản Bạch Hạo phàm thích bất luận kẻ nào, phá hư ngài cho rằng không thích hợp hắn bất luận cái. Vì một đoạn cảm tình. Ta nghĩ nếu như Bạch Hạo Vũ hiện tại tỉnh, này cũng là của Bạch Hạo Vũ duy nhất yêu cầu, có thể làm cũng chỉ có như vậy, ta cũng không phải là một giỏi về tâm kế nữ nhân, nhưng đến lúc này ta còn có một chút giá trị lợi dụng ta cũng hy vọng có thể vì Bạch Hạo Vũ tẩn một điểm ca ca trách nhiệm. Bạch Lão Thái Gia nhìn ta, hòa nhã tươi cười không giảm, đứng lên mấy bước đi tới trước mặt của ta hỏi ta. Vương Tiểu Thư bất suy nghĩ một chút nữa sao? Sinh con ngươi còn có thể có được 100 triệu bồi thường, nhưng kết hôn ngươi nên cái gì cũng không chiếm được, vạn nhất 10 năm sau Hạo Vũ tỉnh bất quá đến, ngươi lấy được cũng chỉ có hai tay trống trơn. Bạch Lão Thái Gia con ngươi một sáng sủa nhìn ta, thần thái hòa ái dễ gần khóe miệng treo thản nhiên tươi cười nhìn ta tựa hồ đang chờ đợi một ngoài ý muốn nếu như bạch lão thái gia có thể đáp ứng yêu cầu của ta ta có thể hiện tại liền ký và tôn tử của ngài bạch hạo vũ kết hôn hợp đồng ta không có lại đi suy nghĩ là bởi vì ta biết ta chỉ có một tuyển trạch bạch hạo vũ đã nói hắn nhớ hắn các bạch gia sau này đứa nhỏ đều là vì yêu mà tồn tại mà không phải là vì cái khác sở dĩ không chút do dự tuyển trạch là bởi vì ta hiểu biết bạch hạo vũ sẽ không để cho một còn không xác định yêu nữ nhân cho hắn sinh con về phần bạch hạo phàm nếu như không có ta xuất hiện bạch hạo vũ cũng sẽ không nằm ở trong bệnh viện nếu như không phải bạch hạo vũ nằm ở trong bệnh viện hắn cũng sẽ không bị bạch lão thái gia buộc thú một chính mình không thích người bạch hạo vũ như thế để ý bạch hạo phàm nhất định có biện pháp nhượng bạch hạo phàm thú người mình thích Nghe thấy câu trả lời của ta, Bạch lão thái gia cười, sang sảng tiếng cười như chảy xuôi ở sơn gian thanh tuyền trong sáng, dương mắt nhìn về phía Bạch Hạo Phàm thời gian lại hơn mấy phần xem thường. Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Bạch tiểu thư. Bạch lão thái gia ở liếc mắt nhìn Bạch Hạo Phàm sau cúi đầu xem ta thời gian liễm nổi lên nụ cười trên mặt, không thấy bao nhiêu tang thương trên mặt mặt mày hồng hào, chút nào không thấy tuổi già sức yếu bộ dáng, nói lên lời tuy nhiên đạm nhiên vô ba nhưng nghe đi lên lại sức mạnh mười phần nếu như ngài không đáp ứng ta sẽ không ký tên ngài tôn tử cũng sẽ không dựa theo ý nguyện của ngài thú ngài lựa chọn người ngài hẳn là hiểu biết ngài tôn tử kỳ thực ta không phải rất ngốc chỉ là không có tiểu đệ cường thế mà thôi tiểu đệ đã nói ông ngoại gia một nhà tổ tiên bắt đầu chính là kinh thương nhân gia về phần gia gia tổ tông lại nói tiếp cũng có một đoạn ý vị sâu xa cố sự nói chung sẽ không so với ông ngoại gia sai chính là tổ tông đều là khôn khéo người, tới đời chúng ta sao có thể liền ngốc đâu. Hảo một chút củi dưới đáy nồi, không ngờ hạo vũ ánh mắt như vậy độc đáo, ta đáp ứng ngươi. Bạch lão thái gia cười, nhưng chỉ là nhạt nhẽo ngoắc ngoắc hơi có vẻ già nu khóe môi. Cảm ơn ngài. Đạm nhiên hướng phía bạch lão thái gia cười cười, ta mở ra ta vừa xem qua kết hôn hợp đồng, bạch lão thái gia theo trên người cầm một chi bút máy cho ta, ta nhận được trong tay, chỉ chốc lát đều không chần chừ sẽ phải ký tên tay lại bị bạch hạo phàm cầm nhà của chúng ta sự tình và ngươi không quan hệ ngươi không cần vì người khác phạm hạ lỗi gánh chịu hậu quả đại ca của ta tỉnh cũng sẽ không nguyện ý thấy ngươi làm như vậy bạch hạo phàm lạnh lùng mở miệng ta lại không để ý đến bạch hạo phàm lời nói trực tiếp lấy ra bạch hạo phàm tay ở kết hôn hợp đồng thượng ký tự ký tự đem kết hôn hợp đồng trả lại cho bạch lão thái gia bạch lão thái gia liếc nhìn ta lại cúi đầu hài lòng nhìn thiếu tên của ta kết hôn hợp đồng ngẩng đầu thân thủ cầm trong tay ta bút máy trực tiếp cho bạch hạo phàm bạch hạo phàm không chịu tiếp trên mặt một mảnh lạnh lẽo một đôi mắt phượng trừng mắt bạch lão thái gia hàng quan lẩm lẩm ngươi làm như vậy là hội gặp báo ứng bạch hạo phàm thanh âm lạnh như băng không có bất kỳ nhiệt độ bên người tay đều nắm ra cốt cách tiếng vang ta đều lớn tuổi như thế báo ứng ta còn sợ sao Bạch lão thái gia nói giỡn như nhau nhìn ta liếc mắt một cái, lập tức nhìn về phía Bạch Hạo Phàm, Bạch Hạo Phàm vẫn là không chịu tiếp bút. Ngươi không chịu ký tự nhiên có người ký, ngươi suy nghĩ kỹ càng. Bạch lão thái gia không thể nghi ngờ là ở nói cho Bạch Hạo Phàm, có ký hay không sự tình cũng đã định ra rồi, coi như là hắn có hồi thiên thuật cũng vô ích, huống chi là hắn không có, nếu là có cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Bạch Hạo Phàm cuối cùng vẫn còn ký tự thân thủ dùng sức đoạt lấy bạch lão thái gia trong tay bút máy ở bạch hạo vũ ký tên địa phương phẫn nộ múa bút bạch hạo vũ ba chữ ký hoàng tự dùng sức ném bút và kết hôn hợp đồng đi nhanh ngã môn ly khai bạch hạo phàm phẫn nộ ly khai cửa hai trung niên nam nhân lập tức vào cửa ta nhíu nhíu mày nhìn vào cửa nhặt lên trên mặt đất ném xuống bút và hợp đồng hai người hai người hướng phía ta gật gật đầu lập tức lại ly khai phòng bệnh đóng cửa lại ta còn có việc không thể chiêu đãi ngài ta nói trực tiếp đi cửa phòng bệnh địa phương, lúc rời đi ta quay đầu lại liếc mắt nhìn nằm trên giường bệnh không phản ứng chút nào bạch hạo vũ, sau đóng cửa lại ly khai. Đi ở bệnh viện hành lang thượng vẫn yên tĩnh nhìn về phía trước, kỳ thực như vậy cũng rất tốt, cứ như vậy ta liền an tâm. Ông giấu bất an tâm ta vô pháp hảo hảo cuộc sống, đặc biệt bạch hạo vũ nằm ở trên giường không thể động, tỉnh không được loại này thời gian. Muốn ta tìm cá nhân hảo hảo gặp gỡ ta nghĩ ta làm không đến, nếu như mang theo Bạch Hạo Vũ, ai còn chịu tiếp thu ta? Giống như bây giờ với ta đối Bạch Hạo Vũ có lẽ đều là một chuyện tốt. Đi ra bệnh viện ta trực tiếp đi cửa bệnh viện sân ga, mỗi ngày lúc này ta cũng sẽ ngồi xe buýt công cộng trở lại, cửa bệnh viện xe buýt công cộng rất phương tiện, nếu so với xe taxi phương tiện. Nhưng hôm nay ta tự hồ không làm được xe buýt công cộng, nhìn dừng ở trước mắt trụ hồng sắc xe đua ta ngẩn người, Bạch Hạo Phàm chưa bao giờ tống ta về nhà bạch hạo phàm không có giống thường ngày tiếp ta đến bệnh viện thời gian đẩy cửa xe ra cũng không có nhìn ta ta cũng không thèm để ý bạch hạo phàm vốn cũng không là hội nhân nhượng người của ta ta thân thủ kéo mở cửa xe ngồi lên phó điều khiển vị trí bạch hạo phàm rời đi xe không lâu liền mở ra cd kia thủ mùa gió lại vang lên gió mát nhẹ nhàng thổi đến lặng yên tiếng ta vạt áo mùa hè trộn đi nghe không thấy thanh âm ngày vội vã đi qua bội làm ta có nhiều cảm xúc sinh nhớ một mảnh kia cảnh tượng rực rỡ theo gió nhẹ nhàng thổi đến ngươi tiếng bước trái tim của ta ở một tức gian thay đổi ta cả đời. Tuyết trắng ở trên trời tùy ý phiêu sái, một mảnh phiến bay xuống ở xe thủy tinh thượng, cần gạt nước ở xe thượng một chút chút qua lại xoát, trong xe trừ âm nhạc thanh âm liên hô hấp đều trở nên nhẹ nhàng. Dọc theo đường đi Bạch Hạo Phàm cũng không có đã nói một câu nói, xuống xe chuyện hậu mới gọi lại ta ly khai cước bộ. Chờ một chút. Bạch Hạo Phàm ở sau người thanh âm chẳng phải lạnh, nhưng là không có gì nhiệt độ, kỳ thực ta sớm đã thành thói quen Bạch Hạo Phàm không có nhiệt độ ngôn ngữ, tổng dễ chịu bất nói một lời. Ngươi còn có việc sao? Ta xoay người nhìn tuyết trắng bay tán loạn hạ đứng Bạch Hạo Phàm, huynh đệ bọn họ thực sự rất giống nếu như không phải niên kỷ trên có lớn như vậy sai biệt, ta nghĩ ta sẽ nhận lỗi bọn họ. Nhưng mặc dù là như vậy, nếu như không phải ta thấy tận mắt quá huynh để bọn họ đứng chung một chỗ quá, ta cũng nhất định sẽ lỗi cho là bọn họ là một người. Màu nâu nhạt áo khoác ngoài bán trường không ngắn mặt ở bạch hạo phàm trên người, tuấn lãng trên mặt đánh lên hoa tuyết, nồng nặc tráng nhẹ nhàng nhăn, một đôi thâm thúy mắt trong suốt như u tuyền bình thường nhìn ta. Huynh đệ bọn họ thực sự rất giống, nhưng có một chỗ bọn họ có cách biệt một trời trên mặt biểu tình. Bạch Hạo Vũ là cái loại đó luôn luôn trên mặt đôi miệng cười nam nhân, mà Bạch Hạo Phàm lại luôn luôn không thấy miệng cười, theo ta thấy đến Bạch Hạo Phàm ngày đầu tiên khởi ta thấy đến chính là không thế nào cười quá Bạch Hạo Phàm. Bạch Hạo Vũ gặp chuyện không may sau ta lại càng không có cơ sẽ thấy Bạch Hạo Phàm cười, Bạch Hạo Phàm tự hồ cũng chỉ có băng lãnh gương mặt, băng lãnh tự hồ đã chậm rãi thành Bạch Hạo Phàm tượng trưng. Vừa ngươi lúc xuống lầu gia gia ta đã cho ta gọi điện thoại, hôn lễ đã ở Trù Bị ở giữa, mấy ngày nay chúng ta muốn đi chiếu một tổ ảnh cưới, nếu như ngươi không muốn chiếu ta đi cùng gia gia nói. Nhanh như vậy. Ta nhíu nhíu mày nhìn đứng ở tuyết rơi Bạch Hạo Phàm, hắn cũng không dễ dàng. Không cần, ta chuẩn bị một chút, ngươi đem thời gian nói cho ta biết, hoặc là ngươi có thời gian qua đây tiếp ta cũng được. Mở miệng liền 100 triệu Bạch lão thái gia nghĩ cũng biết Bạch gia không phải là người bình thường gia, trưởng tôn kết hôn nhất định sẽ không giảng lược. Bạch Hạo Phàm nhìn ta ở bất nói một lời, ta hướng phía Bạch Hạo Phàm không có gì tình tự xoay người hồi công ty nhà xưởng. Hôn sự cứ như vậy quyết định, ta không có bất kỳ hối hận, cũng không có bởi vì đáp ứng mà cảm thấy khổ não. Hồi đến công ty nhà xưởng vừa vào cửa liền thấy được ngồi vây quanh ở sofa một vòng người, tiểu đệ về trước đầu thấy ta, nhìn thấy ta liền mở miệng hỏi có lạnh hay không? Tuyết rơi, cảm thấy đông lạnh tay. Ta vừa nói một bên đem trên người áo khoác ngoài cởi, chấn động rất xuống áo khoác ngoài thường tuyết. Người khác bao gồm Lam Linh cũng bắt đầu dẫn luận Tuyết rơi sự tình. Trong những người này mặc có rất nhiều người đều là phía nam người, nhìn thấy Tuyết cơ hội đều rất ít, cho nên mỗi một lần Tuyết rơi bọn họ trò chuyện đến độ có liên quan với Tuyết. Tiểu đệ nghe ta nói đứng dậy đi tới đi tới trước mặt thân thủ lôi tay ta hộ ở tại trong lòng bàn tay một bên bưng một bên hà hơi nhìn nhìn nhân gia không biết còn tưởng rằng là tiểu tình lữ đâu lam linh âm dương quái khí liền tới đây đi tới trước mặt còn trừng mắt đôi mắt hỏi tiểu đệ ta nói vương tiêu phong ta thế nào không thấy được ngươi cho ta che qua tay hôm qua ta lúc trở lại ta chưa nói đông lạnh tay sao có muốn hay không ta ở cho ngươi che che thân thể tiểu đệ này miệng cũng đủ da nói bất nghiêm chỉnh lại một chút cũng không đứng đắn khi cảm tình hảo ta đang cầu mà không được đâu lam linh này miệng cũng không tha người tiểu đệ một người nam nhân nói đùa còn chưa tính nàng cũng không sợ người chê cười tiểu đệ nhìn lam linh liếc mắt một cái trong ánh mắt chế nhạo ý tứ hình như lại nói ngươi thật là tốt ý tứ kết quả dưới lầu người đều cười ta cũng nhịn không được nửa cười lam linh nhìn ta liếc mắt một cái xoay người đi phòng bếp phương hướng Vừa đi vừa nói lòng của nàng đều rỉ máu, kết quả mọi người lại là một trận cười vang. Nhìn Lam Linh đi vào phòng bếp, ta mới ngẩng đầu nhìn gần đây chẳng phải gầy gò tiểu đệ, thanh âm không lớn không nhỏ nói, "Ta có việc nói với ngươi." "Chuyện gì?" Tiểu đệ không để ý tiếp tục cho ta xoa xoa tay, một bên trà sát một bên kéo ta đi hướng sofa, mà trên sofa người cũng đã đi phòng bếp, đến ăn cơm thời gian. "Ta không có lập tức mở miệng, nghĩ nghĩ ngồi vào trên sofa thời gian ta mới mở miệng nói cho tiểu đệ ta muốn kết hôn với Bạch Hạo Vũ sự tình, kết quả tiểu đệ xoa xoa tay ta dừng lại, thậm chí là cả người đều cứng ngắc. Nhìn tiểu đệ ta một câu nói cũng không nói, một mực chờ tiểu đệ kịp phản ứng. Ăn cơm, ta nói các ngươi không thể đừng thương trái tim của ta, các ngươi mỗi ngày tỷ đệ lưỡng ẩn tình mạch mạch, còn có nhường hay không ta sống. Là Lam Linh gọi ta và tiểu đệ ăn cơm thanh âm nhượng tiểu đệ hồi thần, thân thể có phản ứng. Tiểu đệ không trả lời Lam Linh lời, ta quay đầu nhìn Lam Linh. Chúng ta một hồi ăn, các ngươi ăn trước. Lam Linh nhíu nhíu mày nhìn ra cái gì như nhau, nhưng không có hỏi xoay người đi phòng bếp. Một thiên tiểu đệ vẫn chưa từng nói một câu nói, cũng không có ăn xong đông tây, thủy cũng không uống quá một ngụm, ngồi ở trên sofa hai mắt vô thần sân bóng rổ thượng, cảm giác cả người đều trống không như nhau người của công ty đều tiếp tục công việc của mình nhưng cũng không ngừng đều nhìn về tiểu đệ phương hướng buổi tối thời gian tiểu đệ đột nhiên có phản ứng bất nói một lời đem ta ôm vào trong lòng ta biết đối tiểu đệ mà nói đây là một đã kích nhưng ta cũng biết tiểu đệ trong lòng hắn minh bạch làm như vậy trong lòng ta kiên định ta thiếu bạch hạo vũ thiếu bạch hạo vũ bất chỉ là một tính mạng con người khỏe mạnh vẫn là một người nam nhân huy hoàng tương lai tốt đẹp nhân sinh thầy thuốc đã nói Bạch Hạo Vũ nếu như tỉnh bất quá đến, sinh mệnh tối đa có thể kéo dài 10 xuân hè, nếu như là như vậy ta nguyện ý dùng ta ngắn 10 năm cùng Bạch Hạo Vũ đi hết hắn quãng đời còn lại. Bạch Hạo Vũ nếu như ở 10 năm này lý đã tỉnh lại, ta nghĩ lấy Bạch Hạo Vũ tính tình hắn cũng sẽ đồng ý và ta ly hôn. Đến lúc đó chúng ta ai cũng không hổ thiếu ai, mà ta cũng có thể đang tìm chúng ta sinh khởi điểm. Từng ta đầy người tự ti, liên máu lý chảy xuôi đều là tự ti nhưng bây giờ sẽ không sau này liền lại càng không hội lam linh nói đúng đáng thương người tất có đáng trách chỗ mà ta tự hồ xác minh lam linh đã nói là được thương lại đáng trách cho nên ta đã học ở thay đổi hơn nữa phải đổi được triệt để triệt để quên một số người nhớ kỹ một số chuyện chỉ có như vậy ta mới có thể thời khắc nhắc nhở chính mình chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm người nào nên nghĩ người nào không nên nghĩ trong khoảng thời gian này tiểu đệ cũng phát hiện ta biến hóa, hắn hẳn là cũng không cần lo lắng cho ta sau này lộ không dễ đi, mặc dù là không dễ đi, không phải còn có hắn ở bên cạnh ta sao. Bồi ta ra đi một chút, ta trong lòng vẫn là có chút ngăn được hoảng. Là qua thật lâu tiểu đệ mới đẩy ta ra, cuối cùng là có điểm biểu tình, mặc dù không dễ nhìn, nhưng tổng dễ chịu không lộ vẻ gì cứng nhắc ở nơi nào. Ta nhìn tiểu đệ cười cười, cười nói. Đi ba mẹ nghĩa trang nhìn nhìn, chúng ta cũng đã lâu không đi qua, là đã lâu không đi qua. Tiểu đệ nói đứng lên đi gian phòng của mình, ta đứng lên đi cửa địa phương. Tiểu đệ lúc đi ra trong tay một bên xuyên miên phục vừa đi về phía ta, bộ dáng kia đột nhiên để ta nhớ tới năm đó ba. Ba người kia bước đi bộ dáng rất trầm ổn, tiểu đệ có chính phần tượng ba, ngay cả hiện tại mặc quần áo bộ dáng cũng cực kỳ giống. Có lạnh hay không? đi ra khỏi cửa thời gian tiểu đệ hỏi ta thanh âm khôi phục bình thường đạm nhiên cùng yên lặng không lạnh tuyết đều ngừng kỳ thực tuyết ngừng lạnh hơn đã không có hoa tuyết làm đẹp trống trải đêm tối nhìn qua càng thêm lạnh lùng nhưng ta còn là không có nói thật tay bỏ vào chính mình áo khoác ngoài túi hướng phía ga ra địa phương đi đến phía sau tiểu đệ theo đi lên rồi đi ga ra môn ngay lên xe thời gian tiểu đệ còn hỏi ta tỷ ngươi có lạnh hay không không lạnh ngươi thế nào càng lúc càng tượng ba thật dông dài làm linh sao có thể thích ngươi ta lơ đẳng một câu nói nhượng ta và tiểu đệ đều sửng sốt tương hổ nhìn đối phương cũng không có thanh âm tiểu đệ lên xe trước sau khi lên xe gọi ta cũng lập tức lên xe ta lúc này mới ngồi xuống xe thượng rời đi xe tiểu đệ đem xe ngã ra ta mở ra trong xe cd du dương giai điệu theo trong xe chậm rãi tiết ra xe khai sau khi ra ngoài tiểu đệ lại xuống xe đem xe kho môn quan thượng mới lái xe ly khai. Dọc theo đường đi tiểu đệ xe đều khai không vui, lại ở trên đường tiện lợi điếm mua một một ít thức ăn đông tây, như thế một đình lại đến nghĩa trang thời gian cũng đã 10 giờ tối. Xuống xe tiểu đệ kéo ta một bên căn dặn ta cẩn thận một chút, một bên kéo tay ta nắm thật chặt, ta ngẩng đầu nhìn mắt trong đêm đen thấy không rõ mặt tiểu đệ. Tiểu tử này trưởng thành biết hiểu chuyện, hồi bé tính tình kém đến rất, đến trường luôn luôn và người đánh nhau, trung học được rồi như vậy một chút, nhưng vẫn là hội bởi vì có người nói chúng ta là không mẹ nó giả đứa nhỏ mà động thủ, tới đại học tính tình hoàn toàn đại nghịch chuyển, không những không đánh nhau, liên sự cố cũng không chọc, học tập thành tích càng đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản ta còn có thể đem hắn hạ xuống một khoa hai lớp, nhưng càng về sau ta nếu như ngủ nhiều một ngày. Cảm thấy, ta liền hội đuổi không kịp hắn. Không có xảy ra việc gì trước hắn còn đối trương đông hút có không giải được quán hận, nhưng bây giờ cũng không có Hắn hiện ở xem tivi đều không có gì tâm tình Liên ánh mắt đều trở nên bình tĩnh Tiểu tử này không chỉ động sự Liên tính tình đều thay đổi tốt hơn Ba mẹ mộ bia bên trái mặt một khối trên đất trống Vốn là ở phía trên Nhưng chỗ đó vị trí không phải rất tốt Trương Đông hút gọi người tấp đổi tới bên Chỗ đó rộng lớn Cũng tốt tìm Mặc dù là hạ tuyết cũng rất tốt đi Bộ gần ba mẹ trước mộ bia Tiểu đệ trước mở ra mua được hai giấy đèn đặt ở mộ bia bên cạnh, ta liền đứng ở một bên nhìn tiểu đệ quét tuyết bày phóng đông tây. Bày xong tiểu đệ quay đầu lại nhìn ta hỏi: "Có lạnh hay không?" "Không lạnh." Tiểu đệ xác thực càm ràm rất nhiều, theo ra lạnh đến bây giờ tiểu đệ có lạnh hay không ba chữ này cũng không biết đã nói bao nhiêu lần, nói ta chỉ muốn vừa nhìn thấy tiểu đệ nhìn ta liền biết hắn muốn hỏi cái gì. Nghe ta nói không lạnh, tiểu đệ mới ha ha tay của mình Ta nhìn tiểu đệ ha tay thân thủ quá khứ cấp tiểu đệ một bên ấm tay vừa nói. Chính bình lãnh còn hỏi ta. Không hỏi ngươi ngươi cũng không nói. Tiểu đệ tựa là oán giận nói, ánh mắt nhìn về phía ba mẹ mộ bia. Vốn là hai khối mộ bia, là ta thỉnh trương đông hút giúp ta cùng nghĩa trang quản lý nói đổi thành một khối. Nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái sau liền lại cũng không nói, một bên cấp tiểu đệ ấm bắt tay vào làm một bên yên tĩnh nhìn trên mộ bia hai người ba mẹ rốt cuộc có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ không biết ba mẹ có hay không nhìn chúng ta nghe người ta nói mỗi người đều có một chính mình thủ hộ thiên sứ nhưng ta tổng cảm thấy cha mẹ mới là đứa nhỏ tốt nhất thủ hộ thiên sứ tiểu đệ và ta đều không nói gì đều rất yên tĩnh đứng ở trước mộ bia nhìn trên mộ bia hai người thẳng đến gió đêm lạnh lùng thổi tới thổi ta và tiểu đệ đều cảm thấy có chút lạnh chúng ta mới bái tế ba mẹ ly khai lúc trở về ta đang ngủ hơn nữa ngủ rất an nhàn an nhàn liên xe đến nhà cũng không có phát hiện nếu không phải là tiểu đệ đánh thức ta ta còn sẽ không tỉnh còn không biết muốn ngủ bao lâu tỷ ta nghĩ trông thấy bạch lão thái gia xuống xe thời gian tiểu đệ vừa nói một bên đem trên người cởi ra miên phục cho ta phi khỏa thượng coi ta là thành hạ đứa nhỏ như nhau che chở đầy đủ hẳn là hôm nay quá muộn buổi tối ngày mai ngươi bồi ta đi bệnh viện kết hôn loại sự tình này người nhà gặp mặt là hẳn là mặc dù hôn sự đã định ra rồi có thể thấy mặt tóm lại là hẳn là ta là như thế nghĩ ai có thể sẽ biết ngày hôm sau ta mang theo tiểu đệ đi bệnh viện thời gian bạch lão thái gia đã ly khai tiểu đệ bởi vậy cũng sẽ không có nhìn thấy bạch lão thái gia nghe bạch hạo phàm nói là đêm qua liền đi đi trước lưu lại một tờ chi phiếu cho ta nhượng bạch hạo phàm giao cho ta nói là mua cho ta trang sức tiền Nhìn đưa đến trước mắt chi phiếu ta thật lâu mới thân thủ sau đó, tịnh bỏ vào trong túi sách của mình. Bên cạnh tiểu đệ chưa từng nói nói, chỉ là đạm nhiên nhìn nằm trên giường bệnh không có bất kỳ phản ứng nào Bạch Hạo Vũ, nhìn một hồi liền nói với ta đi về trước. "Ân, ừ, trên đường cẩn thận một chút." Nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái, đem tiểu đệ khăn quàng cổ vây quanh vây, nhíu mày rất kỳ quái một câu nói liền theo ta trong miệng nói ra. "Lam Linh câu thứ này thật là khó coi." Tiểu đệ nhẹ sửng sốt một chút sau hồi ta một câu. Là khó coi. Khó coi ngươi còn mang. Không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, không thích còn không cho nhân gia về nhà. Mấy ngày hôm trước Lam Linh còn nói gia gia của nàng gọi điện thoại thúc giục mấy lần, nếu không làm cho nàng trở lại nàng sẽ không kiền. Ân. Ân. Ân là có ý gì? Đối tiểu đệ có lệ ta buồn cười, tiểu đệ cũng không để ý, quay người đi đi cửa phòng bệnh mở cửa ly khai. Nhìn cửa phòng bệnh đóng kỹ ta mới xoay người một bên thoát áo khoác ngoài, một bên nhìn về phía nằm ở trên giường Bạch Hạo Vũ, đêm qua ta không có tới, Bạch Hạo Phàm có hay không cho hắn lau người? Ngươi tối hôm qua cho hắn lau người sao? Ta một bên hỏi một bên đem áo khoác ngoài động ở giá áo thượng, ngồi sổng người xuống thể đem dưới gầm giường chậu nước lấy ra, đối thủy hỏi Bạch Hạo Phàm. Lau. Bạch hạo phàm thanh âm đạm mặt mặc dù không lạnh, nhưng cũng không khá hơn chút nào, bạch hạo phàm kiếp này nói không chừng đều như vậy tử. Ngươi buổi tối lưu lại sao? Ta một bên hỏi một bên vắt khô khăn mặt cấp bạch hạo vũ sát tay. Một hồi muốn đi, ngày mai ta qua đây tiếp ngươi, ảnh cưới đã đính được rồi địa phương, khí trời quá lạnh, ta hủy bỏ ngoại cảnh quay chụp. Bạch hạo phàm nói bắt đầu mặc quần áo. Ta biết, sáng mai ta chờ ngươi. Bạch Hạo Phàm nhìn ta liếc mắt một cái sau mới ly khai. Nghe thấy đóng cửa thanh âm, ta mới ngồi vào trên giường một bên cấp Bạch Hạo Vũ lau người vừa nói. Bên ngoài lại tuyết rơi, bất quá ta lúc tiến vào đã ngừng. Nhưng hôm nay so với hôm qua lạnh, hơn nữa ta cảm thấy sau này khí trời hội càng ngày càng lạnh. Ngày mai ta sẽ phải đi chụp ảnh cưới, ngươi thích màu trắng sao? Ta thích, còn có lam sắc, bọc sóng bạch và biển rộng lam. Đúng rồi, còn có một việc nghĩ nói cho ngươi biết, gia gia ngươi cho ta 100 ngàn, ta không biết ngươi tính toán nhượng ta dùng như thế nào, nhưng ta nghĩ quyên ra. Tổng cộng bao nhiêu trương? Đứng ở cửa hàng áo cưới lý một thân màu trắng bạch hạo phàm vẻ mặt lạnh lẽo, một chút cũng không giống như là cái muốn kết hôn người, ngược lại như là một muốn ra chiến trường đi đánh giặc người, toàn thân đều là hỏa dược vị đạo. Ta mới vừa đi ra phòng thay đồ liền nhìn thấy màn này, nhưng ta biết trước mắt của ta sáng lên một cái, Bạch Hạo Phàm có không gì so sánh nổi đẹp trai và anh Tuấn, mặc dù là tức giận thời gian. Xin lỗi Bạch Tiên Sinh cụ thể chúng ta không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ phụ trách ngài trang phục và trang điểm các loại, ảnh cưới muốn bao nhiêu trương phải đợi ngài chụp xong, hỏi nhiếp ảnh gia mới có thể biết. Bên cạnh trẻ tuổi đẹp nhân viên cửa hàng vẽ mặt ửng đỏ, nhìn Bạch Hạo Phàm đôi mắt đều dời bất mở. Ta nhịn không được muốn cười, lại thấy đối diện mấy nhân viên cửa hàng giật mình biểu tình bạch hạo phàm bởi vậy quay người sang nhìn về phía ta nhìn thấy ta khi đó cả người đều thất thần bạch tiên sinh ngài vị hôn thê thật xinh đẹp đây là bạch hạo phàm vừa nói chuyện cái kia nữ nhân viên cửa hàng lời nói ta xem đi cười cười đi qua nói ngươi cũng sẽ có xinh đẹp như vậy một ngày hơn nữa đến lúc đó ngươi tân lan hội nhìn ngươi dời bất khai hai mắt rất ngốc bộ dáng nữ nhân viên cửa hàng bị ta nói đùa người nói ta mới đẹp còn nói ta và bạch hạo phàm là trai tài gái sắc bạch hạo phàm nhìn hai mắt của ta bởi vậy na hướng về phía nói chuyện nịnh hót người nhíu nhíu mày không nói gì tiếp tục nhìn ta kỳ thực ta không ngoài ý muốn bạch hạo phàm khiếp sợ nguyên bản ta cũng rất đẹp hơn nữa ta cảm thấy mặc vào áo cưới nữ nhân đều rất đẹp tỉ mỉ trang điểm hậu nữ nhân mặc vào màu trắng áo cưới ai có thể nói không đẹp đâu nếu như nói có cái gì là nhượng ta ngoài ý muốn Ta nghĩ là ta kiếp này vẫn có thể mặc vào áo cưới lại một lần nữa chiếu ảnh cưới, có lẽ không có ai biết Trương Đông hút và ta chỉ có một trương ảnh cưới. Bạch Hạo Phàm cùng ta chiếu một tổ ảnh cưới, dùng một ngày thời gian, lúc mới bắt đầu Bạch Hạo Phàm còn vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng tới về sau người càng ngày càng nhiều, bảy miệng tám lưỡi người nói chuyện cũng là càng ngày càng nhiều, đặc biệt nhiếp ảnh gia rất thích nói đùa, luôn luôn đem một đám người chọc cho cười vang, Bạch Hạo Phàm dù sao cũng là cái 20 tuổi đại nam hài, còn là một thích ngoạn tuổi này, chậm rãi cũng là và đại gia giống nhau. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Hạo Phàm cười ngây thơ rực rỡ, vẻ mặt sáng cười, cười tượng cái mười mấy tuổi đứa nhỏ. Buổi tối lúc trở về ta mệt bất tỉnh nhân sự, ở trên xe liền đang ngủ, kết quả tiểu đệ gọi điện thoại tới dò hỏi thời gian là Bạch Hạo Phàm thay ta nghe điện thoại. Bạch Hạo Phàm trực tiếp đem ta đưa đến trong bệnh viện xuống xe thời gian mới đánh thức ta, nói cho ta biết tiểu đệ gọi điện thoại tới. Ta đang ngủ. Ta có một chút xin lỗi liếc mắt nhìn Bạch Hạo Phàm đẩy cửa xe ra xuống xe, sau khi xuống xe Bạch Hạo Phàm không có lên lầu liền rời đi. Nhìn đồng hồ cũng đã ban đêm lý 10 giờ lý, nhưng ta còn chưa có ăn cơm chiều đâu. Một bên ở trong bệnh viện đi một bên xung quanh nhìn, lâu như vậy ta còn không biết trong bệnh viện tiện lợi điếm ở nơi nào vốn là muốn lên lầu ở trên lầu tìm xem nhìn, kết quả tiếng thang máy thời gian lại gặp mộ dung tẩn. Trong thang máy không ai, mộ dung tẩn sắc mặt đạm nhiên ngồi ở trên xe lăn, đứng phía sau thúc hắn A tỉnh, nhìn thấy ta liền hướng phía ta cười cười. Ta không ngờ còn có thể ở nhìn thấy mộ dung tẩn cho nên chần chừ một chút mới gật gật đầu, đi vào thang máy. Ngươi mỗi ngày đều qua đây sao? Mộ dung tẩn hỏi thanh âm rất đạm, nhưng ta hay là nghe thấy. Ta xem mắt lầu 7 con số, không phản ứng gì đứng ở cửa thang máy miệng, thang máy cửa kim loại trên sàn chiếu rọi mộ dung tẩn hơi có vẻ tái nhật gương mặt và sâu khóa hai cái mày. Nghe nói Bạch Gia đã ở phát thiệp mừng. Tin tức thật mau, mộ dung tẩn đều biết sao. Kỳ thực cũng không cần kỳ quái, người làm ăn buôn bán nhất định biết không ít người, mộ dung tẩn cũng là cái người làm ăn biết cũng không kỳ quái. Ta không trả lời, là bởi vì ta cảm thấy không cần phải, cũng liền không trả lời. Cửa thang máy mở, ta trước một bước đi ra thang máy, tịnh rất nhanh đi đến Bạch Hạo Vũ phòng bệnh, đi tới cửa không chút do dự đẩy cửa đi vào. Vào cửa cởi bỏ trên người áo khoác ngoài, thường ngày như nhau cấp Bạch Hạo Vũ lau người, một bên sát vừa nói một ít ban ngày sự tình cấp Bạch Hạo Vũ nghe. Sau ngày đó ta ở trong bệnh viện lại gặp phải quá mộ dung tẩn hai lần, hai lần mộ dung tẩn đều chủ động nói chuyện với ta, nhưng thái độ của ta nhưng trước sau chỉ là đạm nhiên im lặng không lên tiếng ta không phải ở bài xích mộ dung tẩn dù sao có rất nhiều chuyện đều là trùng hợp mặc kệ diêu tĩnh nhã và trương đông hút là như thế nào mộ dung tẩn cũng không phải là bọn họ ta không để ý do muốn bài xích mộ dung tẩn chỉ là ta tổng có một loại cảm giác mộ dung tẩn tiếp cận không đơn thuần hơn nữa mỗi khi ta nhìn thấy mộ dung tẩn ngồi ở trên xe lăn ở trước mặt ta xuất hiện thời gian ta cũng sẽ nhớ tới mộ dung tẩn bị A tỉnh theo trước mặt của ta đỡ lên xe thời gian. Khi đó ta liền nhìn thấy mộ dung tẩn hai chân không phải là không có thể hành tẩu, mà là không có khí lực, ta chú ý quá mộ dung tẩn hai chân cũng không phải là tiểu nhi tê bút các loại chứng bệnh, nhưng vì cái gì mộ dung tẩn hai chân sẽ không lực đâu. Nếu như nói không phải tiểu nhi tê bút các loại chứng bệnh, mà là hai chân vô lực hành tẩu hoặc là cái khác cái gì, lấy mộ dung tẩn đích thân giới hắn có lý do gì không để cho mình khỏi hẳn hiện tại chữa bệnh xoay ngang như vậy phát đạt đã có cơ hội đứng lên hắn vì sao nhất định phải ngồi ở trên xe lăn kỳ thực ta không phải cái thích tự hỏi nữ nhân nhưng mỗi lần chỉ cần mộ dung tẩn lần nữa trước mặt của ta xuất hiện mấy vấn đề này liền hội bất tri bất giác xuất hiện ở trong đầu ta hình thành từng cái từng cái dấu chấm hỏi bao quanh ta ta cũng không nói lên được là vì sao Tổng cảm thấy mộ dung tận xuất hiện không đơn thuần. Nhìn trên giường bệnh không phản ứng chút nào Bạch Hạo Vũ, Bạch Hạo Vũ ngủ bộ dáng rất yên lặng, nhưng ta tổng cảm thấy Bạch Hạo Vũ ở kinh nghiệm vô biên vô hạn thê lương, vô biên vô hạn hắc ám. Nếu như không có trải qua người nhất định không biết, nhưng ta biết, ta biết khi đó Trương Đông hút ở với ta như vậy tàn nhẫn sau thế giới là dạng gì. Trước mắt một mảnh đen kịt thế giới trống rỗng đáng sợ thân thể phiêu trên không trung không có bất kỳ trọng lượng, tượng là linh hồn trôi ở bên ngoài cơ thể trở về không được như nhau. Rất đáng sợ một loại cảm giác, mặc dù là khi đó có chút khí lực, cũng hoàn toàn không có cách nào thoát đi, cái loại đó thân thể cùng linh hồn cấp trạng thái thật là đáng sợ. Bạch Hạo Vũ ngươi nhất định tìm không được phương hướng rồi, bởi vì chỗ đó căn bản cũng không có phương hướng, đen kịp thế giới một người rất cô độc có phải hay không? ta nâng tay lên ở bạch hạo vũ có chút dài quá sợi tóc thượng nhẹ nhàng phất quá, gần đây ta cũng sẽ cắt tóc, bạch hạo vũ tóc nhìn rất nhanh, luôn luôn thỉnh người qua đây quá phiền toái. Cho nên thợ cắt tóc cấp bạch hạo vũ cắt tóc thời gian ta liền ở một bên trộm sư học nghệ, lúc mới bắt đầu ta sợ đến sắc mặt tái nhợt, ta đem bạch hạo vũ sau đầu một khối tiễn được thiếu một khối, nhưng hiện tại sẽ không, mặc dù còn chưa có thợ cắt tóc tiễn được hảo, nhưng ta từ từ tích lũy kinh nghiệm đã có thể tiễn được bất khó coi. Nhìn Bạch Hạo Vũ ta cúi đầu cười, mấy ngày này tổng Bạch Hạo Vũ sống chung một chỗ cũng có cảm tình, nếu như ngày đó ta nhìn không thấy Bạch Hạo Vũ nói không chừng hội không có thói quen. Bạch Hạo Vũ ngươi tốt nhất là nhanh lên một chút tỉnh lại, nếu không ta thật không biết muốn thế nào sống quá này đó lạnh lẽo đông. Đương đương. Phòng bệnh tiếng đập cửa nhượng ta ngừng nói chuyện thanh âm, không khỏi nhíu mày nhìn về phía cửa phòng bệnh, này chậm người nào qua đây gõ cửa, cũng đã hơn 12 điểm. Ta không có động, tiếng gõ cửa lại không nhanh không chậm một chút một chút có tiết tấu vang, nhìn cửa ta trầm ngâm một hồi mới đem bạch hạo vũ tay bỏ vào trong chăn xuống giường. Đi đến cửa thời gian ta hỏi, là lý hộ lý sao? Tiếng gõ cửa ngừng, lại không trả lời, ta nghe hạ hai chân ở cửa nghe, ngay ta cho rằng cửa người đã đi rồi thời gian, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lý Hộ Lý là ngươi sao? Lý Hộ Lý thỉnh thoảng buổi tối sẽ tới giúp, nhưng tuyệt đối không hội đập khởi môn chưa xong. Trong lòng có chút bất an, xoay người ta đi lấy điện thoại di động, đang định đánh ra đi thời gian cửa người mới mở miệng nói. "Vương tiểu thư, ta bị cảm, giọng nói không thoải mái, phiền phức ngài." Là Lý Hộ Lý thanh âm, nghe thấy Lý Hộ Lý thanh âm trái tim của ta lập tức kiên định, bận để điện thoại di động xuống đi đến cửa phòng bệnh nghĩ cũng không có nghĩ liền mở ra môn, kết quả cửa phòng bệnh đứng cũng không phải lý hộ lý một người. Phòng bệnh ngoại lý hộ lý vẻ mặt xấu hổ, nhìn ta mở cửa liền cúi đầu, hơn nữa nói một tiếng xin lỗi, sau xoay người rời đi. Ta không có liếc mắt nhìn bỏ đi lý hộ lý, thu hồi tầm mắt nhìn về phía đang cúi đầu nhìn ta sắc mặt âm lãnh trương đông hút. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.